chương 661 bốn tấm bia đá màu đen sừng sững đứng ở nơi đó, mơ hồ như có bốn đầu hung thú viễn cổ, tỏa ra sát khí kinh người khiến người ta phải khó thở. Bốn tấm bia đá này vô cùng to lớn, lớn gấp vài lần với những phiến bia đá lâm động từng thấy trong vũ kỹ điện, hơn nữa năng lượng trên những tấm bia đá này, đám bia đá trước đây cũng không thể nào so sánh được. Bốn tấm bia đá này đều ghi lại một loại vũ kỹ cực kỳ cường hãn, từ góc độ nào đó thì có thể coi là vũ kỹ mạnh nhất ngoại trừ đại hoang vu kinh của hoang điện chúng ta, lão nhân mù chắp tay sau lưng đôi mắt xám đục nhìn về phía những tấm bia đá nói bốn loại vũ kỹ này các đệ tử bình thường không thể tu hành được hoang điện hiện nay cũng chỉ có bốn đại đệ tử thân truyền mới tu luyện được vũ kỹ trên một tấm bia đá vẫn chưa có ai tu luyện thành công đến loại thứ hai lâm động có phần động dung trong hoang điện nhân tài nhiều như vậy nhưng không ngờ chỉ có bốn người tu luyện được một trong bốn loại vũ kỹ bốn loại vũ kỹ này có phân cao thấp không lâm động bỗng hỏi nếu thật sự muốn phân cao thấp vũ kỹ của tấm thứ nhất là dễ tu luyện nhất tấm thứ hai khá khó hai tấm thứ ba và thứ tư là khó nhất tính ra thì hai loại này không phân cao thấp châu thông hồi đó đã tu luyện vũ kỹ trên tấm bia đá thứ ba còn tấm thứ tư ngay lần đầu hắn tiến vào đã không thành công lão nhân mù từ tốn nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ồ vũ kỹ của tấm bia đá thứ tư biến thái đến vậy sao ngay cả châu thông tiền bối cũng không thể tu luyện thành công không phải thiên phú của hắn không cao mà là vũ kỹ trên bia đá thứ tư có yêu cầu rất đặc biệt với người tu luyện nói đến đây lão nhân mù dừng một chút dường như nhìn lâm động nhiều hơn một chút rồi nói tiếp loại vũ kỹ đó cần nguyên lực và cả tinh thần lực đều có thành tựu khá cao lâm động hơi giật mình đây chẳng phải là đang nói hắn sao người cứ xem qua trước đi rồi hãy chọn một cái mà tu luyện lão nhân mù vẫy tay nói vâng nghe vậy lâm động vội cung kính đáp lời rồi nhanh chóng bước lên trước nhìn qua bia đá thứ nhất Tấm bia đá này tuyển một màu đen, trên đó là bốn ký hiệu văn tự cổ như được khắc từ bút sắt, đại tinh cương quyền. Lâm Động có thể cảm nhận được một năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ bốn chữ ấy. Chắc môn vũ kỹ này trí cương trí liệt. Đây là môn vũ kỹ mà tưởng hạo kia tu luyện sao. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi tiến về phía tấm bia đá thứ hai. Trên đó khắc một thanh trường kiếm hắc ám, trên đó hắc vân bao phủ, một thứ hàn khí âm lạnh tỏa ra, ngay Lâm Động cũng cảm thấy lạnh lẽo, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại ám chân kiếm, chỉ bốn chữ đơn giản như hàn khí lan tràn. Nó không giống với sự trí cương trí liệt của đại tinh cương quyền, như nhưng hắn chưa kịp làm gì, thì một đạo hắc quang rất mỏng manh đã bắn ra từ con mắt, bắn đúng vào hai mắt đang mở to của lâm động. Lâm động giật mình, theo phản xạ của bản năng, nguyên lực dâng trào, nhưng rồi hắn phát hiện đạo hắc quang đó, không gây thưởng tổn gì cho hắn mà ngược lại trong đầu lại có một số thông tin viễn cổ có dị thú tên là hoang chỉ có một mắt khi mở mắt ra mọi sự sống như biến mất từng đoạn từng đoạn thông tin từ thời viễn cổ lướt qua đầu lâm động điều này cũng giúp hắn hiểu hơn về loại vũ kỹ này vũ kỹ này có tên hoang vu yêu nhãn dường như nó mô phỏng lại con dị thú từ thời viễn cổ có tên là hoang tuy lâm động không biết tu luyện được vũ kỹ này đến mức đại thành liệu có đạt được đến cảnh giới gọi là vạn lý hoang vu không nhưng dù thế nào cũng đủ để thấy sự hung hãn của nó trong số thông tin đó, không có điều gì liên quan đến cách thức tu luyện hoang vu yêu nhã, rõ ràng là yêu cầu của nó với người tu luyện không hề thấp. Lâm Động đứng trước tấm bia đá ngẩng lên nhìn con mắt đen trên đó, ánh mắt lấp lánh, dường như nội tâm đang rằng xé. Hoang vu yêu nhãn khá tà dị, Lâm Động cũng không chắc chắn sẽ tu luyện nó thành công. Nếu không được thì sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mà chẳng được gì lão nhân mù không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Lâm Động, ông ta cũng không biết rốt cuộc Lâm Động sẽ chọn cái nào không khí tĩnh lặng này kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, rồi lão nhân kia thấy lâm động lùi lại một bước. Từ bỏ sao? Thấy vậy, ánh mắt lão nhân hơi cụp xuống, không biết tại sao lại có chút thất vọng, bàn tay gầy guộc xoa xoa mắt. Phốc! Nhưng đúng lúc ấy có tiếng động vang lên, ông lão ngẩng đầu lên nhìn, thì kinh ngạc thấy lâm động đã ngồi xuống trước bia đá. Tiền bối, ta chọn nó. Lâm động lên tiếng. Nghe thế, lão nhân mù thoáng trầm mặc một chút, giọng nói khàn khàn, tu luyện vũ kỹ này có chút mạo hiểm, nếu có vấn đề gì thì sợ là mắt ngươi sẽ thành giống như ta vậy thân thể lâm động run lên nghe nói như thế thì dường như lão nhân mù này cũng đã từng tu luyện hoang vu yêu nhãn hơn nữa hình như đã thất bại thế giới này không có chuyện tốt lành từ trên trời rơi xuống lâm động hít sâu thu hoạch nào cũng cần phải trả giá đạo lý này hắn đã hiểu ngay từ khi bắt đầu vừa dứt lời trước biểu hiện phức tạp của lão nhân mù lâm động trầm trầm nhắm mắt lại chương 662 trước tấm bia đá màu đen, Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, vào thời điểm này toàn bộ nguyên lực trong cơ thể dần dần bị dồn nén lại. Không xa phía sau hắn, lão nhân mù đang im lặng quan sát cảnh tượng này, thần sắc phức tạp trên khuôn mặt già nua cũng dần dần thu liễm lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé sự thật là lão đã từng tu luyện hoang vu yêu nhãn này nhưng lúc ban đầu do một sự cố ngoài ý muốn mà đôi mắt bị mù đây thực sự là một cái giá quá đắt lâm động cuối cùng cũng chọn môn vũ kỹ có hiểm họa không nhỏ này cũng có một chút vượt quá tầm dự liệu của lão nhớ lại năm đó đến cả chu thông cũng đã từng ở nơi này do dự rất lâu cuối cùng rồi cũng từ bỏ hoang vu yêu nhãn mà đi luyện đại hoang thể tuy nói rằng giữa hai loại vũ kỹ này không có sự phân chia cao thấp rõ ràng nhưng lão nhân mù lại biết bản chất khác nhau giữa chúng đại hoang thể có thể làm cho cơ thể trở nên mạnh hơn làm tăng sức chiến đấu cho toàn bộ cơ thể nhưng hoang vu yêu nhãn lại là môn vũ kỹ sát phạt thuần túy xét về lực sát thương thì môn vũ kỹ này mới thực sự là đệ nhất đương nhiên ở đây không phải nói chu thông không có thiên phú mà là điều kiện tu luyện hoang vu yêu nhãn không phù hợp với hắn ta hơn nữa với tính cách của hắn nếu chọn đại hoang thể thì cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người có thể luyện thành hay không là ở cơ duyên của ngươi yên tâm đi, hoang điện chúng ta khó khăn lắm mới sản sinh ra được một tiểu tử có thể so bì được. Với người ấy, lão phù sẽ không để ngươi trở thành bộ dạng như ta đâu. Lão nhân mù nhìn chằm chằm bóng lâm động, một lát sau, nhẹ nhàng thở dài, lầm bẩm nói nhỏ. Hắn biết trần chân, ngộ đạo rất coi trọng lâm động, nếu như trong khi gã này tu luyện vũ kỹ tại vũ kỹ điện, mà biến thành mù loà giống như mình, chỉ sợ hai lão gia hỏa kia cũng sẽ bạo nộ một trận lão nhân mù cũng liền ngồi xuống, ông ta có thể cảm nhận được mặc dù lúc này cơ thể lâm động tuy bất động, nhưng đang có từng đạo tinh thần lực đang từ bên trong nê hoàn cung hắn phát ra, quấn quanh lên trên tấm bia đá màu đen kia. Từ ân thiên phù sư sao? Lão nhân mù chỉ là cảm nhận qua một chút, liền xác nhận rõ ràng tu vi tinh thần lực của lâm động, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lực và tinh thần lực của lâm động nếu như xét riêng rẽ thì cũng không có gì đáng kể trong đám nhân vật cùng thế hệ, nhưng nếu gộp chung lại thì có thể xem là cực kỳ xuất sắc, Lão nhân mù dần dần trầm tĩnh xuống, trong cặp mắt mờ đục lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Con cơ thể của Lâm Động cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên run lên một cách khác thường. Đột nhiên, từ trong nê hoàn cung vụt ra vụt ra một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dị thường, cuối cùng bắn vào con mắt màu đen phía trên tấm bia đá kia. Xùi! Trong lúc tinh thần lực bắn vào con mắt đen kia, tinh thần Lâm Động đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, ngay lập tức cảm thấy xung quanh mọi thứ như di chuyển lên đợi đến lúc hắn thực sự bình tâm trở lại thì đã phát hiện ra hắn xuất hiện trên một mảnh đất bao la mù mịt mảnh đất này vô cùng rộng lớn bằng phẳng đưa mắt nhìn bình nguyên kéo dài đến cuối tầm mắt nơi đó thiên địa dường như hợp là một với nhau một loại không khí hoang vu mang theo mùi vị tha thương xa xưa tại khoảng giữa của thiên địa giao hòa bốc lên giống như vùng đất từ thời viễn cổ lâm động đứng trên mặt đất nhìn trời nhìn đất tự nhiên sinh ra một cảm giác nhỏ bé cái cảm giác vô lực đó từ sâu bên trong tâm linh dâng trào ra rồi lan tràn toàn thân khiến cho người ta không thể nhúc nhích được hô lâm động hít một hơi thật sâu hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng thẳng thân mình cưỡng ép cho cái cảm giác nhỏ bé kia biến mất hắn biết rõ nơi đây có lẽ là không gian tinh thần trên tấm bia đá kia sự giao phong ở nơi đây, có lẽ không có những cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong hiện thực, nhưng lại có một loại khí thế hung ác mạnh mẽ. Tinh thần giao phong, một khi rơi xuống hạ phong, có lẽ đã lưu lại một chút lạc ấn tiềm ẩn, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự tu luyện sau này. Đè nén đi cái loại cảm giác nhỏ bé vô lực trong lòng kia, lâm động xài từng bước đi, bàn chân đi trên mặt đất có vẻ mềm mại ấy, cái không khí bao la mờ mịt này, dường như là thẩm thấu từ nơi bàn chân bước qua, rồi truyền vào trong cơ thể hắn. Đúng, cũng chính là vào lúc này, mặt đất hoang vu rộng lớn này đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Từng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy, từ phía đầu kia của phần mặt đất rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối này, chợt nổi cao lên, giống như mạch sung, khoách tán một cách nhanh chóng. Ánh mắt lâm động bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, dưới sự chú ý quan sát của hắn, mặt đất ở chỗ xa xa đột nhiên trong lúc run rẩy đã nứt ra một vết nứt lớn, vết nứt kia dùng một tốc độ cực kỳ kinh người mà xé toạc ra. Ngắn ngủi trong chốc lát đã đạt đến khoảng cách mấy ngàn trượng khổng lồ, bộ dáng như vậy thoạt nhìn giống như là một vực sâu vô tận vậy. ô, thầm uyên vỡ ra một đạo tiếng ô ô cực lớn, vô cùng quái dị đột nhiên vang vọng lên trong khoảng không thiên địa mênh mông. âm thanh này giống như là từ trên trời giáng xuống vậy, lại càng trực tiếp nhắc lên vô số những lốc vòi rồng ngập trời. đồng tử của lâm động ngưng trọng nhìn về phía chỗ vực sâu kia, chỗ đó là nơi phát ra âm thanh. trong mơ hồ hắn tựa như nhìn thấy từ trong không gian tối tăm ấy có một một bóng hình khổng lồ khẽ chuyển động ánh mắt của lâm động dán chặt vào chỗ vực sâu đó một loáng sau đồng tử đột nhiên co rút lại ầm ngay trong khoảnh khắc đồng tử lâm động co rút lại trong vực sâu sương khói bụi mù ngập trời bùng phát ra sau đó một đạo bóng đen khổng lồ không thể nào hình dung nổi giống như một đầu địa long đột nhiên từ trong cái vực sâu kia phóng vọt lên bóng đen khổng lồ ấy nhất thời che khuất cả bầu trời Lâm Động nhìn vào đầu cự thú bay ra từ vực sâu kia, lúc này nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh cự thú này thân hình như rắn, nhưng lại to dài khổng lồ mấy ngàn trượng, toàn thân đen như một khối sắt, một loại sát khí ngập trời, giống như gió lốc từ trên thân thể nó cuốn ra. Phía trên đầu của cự thú, điều làm người ta chú ý không phải là cái miệng máu khổng lồ phủ đầy những chiếc răng sắc nhọn hung tợn, mà là một con mắt màu đen quỷ dị ngay giữa chán nó, cái mắt màu đen đang trong trạng thái nhắm lại, nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy con mắt đó, lông tóc toàn thân Lâm Động cũng phải dựng ngược trở lên. Đây là hoang? Lâm Động khẽ thốt một tiếng, nếu như hắn đoán không lầm, thì đầu cự thú che khuất bầu trời trước mắt hắn chính là cái được gọi là hoang rồi nhìn thấy thanh thế đáng sợ như vậy, lúc này Lâm Động ngược lại không chút nghi ngờ, đầu dị thú này thực sự có khả năng khủng bố biến, hang vạn dặm đất đai thành nơi hoang vu hoang bay lên bầu trời, uốn lượn thân mình to lớn, sau đó nó chậm rãi hướng cái đầu khổng lồ xuống dưới mặt đất, nhìn chăm chằm vào lâm động nhỏ bé như sâu kiến đang đứng phía dưới. Khi ánh mắt của hoang di chuyển dần xuống phía dưới, sắc mặt lâm động cũng bỗng trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được, mặt đất dưới chân hắn, ngay trong lúc này dường như đang rất nhanh trở nên héo rũ. Sức mạnh của hoang thật đáng sợ. Mặc dù biết đây là mảnh đất không gian tinh thần, tất cả những thứ mà hắn nhìn thấy đều không phải tồn tại thực sự, nhưng lâm động vẫn cảm thấy một sự áp bách mạnh mẽ, mặt đất nơi lâm động đứng nhanh chóng trở nên héo rũ màu sắc hoang vu lan tràn ra với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được chỉ có điều lâm động vẫn rất chấn tĩnh hung hăng hít vào một hơi ánh mắt dán thẳng vào quái vật to lớn trên bầu trời loại thời điểm này nếu như tinh thần hắn xuất hiện sự lùi bước sợ rằng ngay lập tức sẽ thất bại thảm hại trong trận giao phong tinh thần này suy suy nhưng có điều sự nhìn thẳng đối kháng này của lâm động cũng khiến cho hoang trên bầu trời phải mất kiên nhẫn sau đó đồng tử lâm động thoáng co rút lại khi phát hiện ra con mắt to đang nhắm nghiền trên trán của hoang đang dần dần mở ra ông 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 ngay khi con mắt to của hoang dần dần mở ra lâm động lập tức cảm nhận được năng lượng của thiên địa như đang bắt đầu trở nên cuồng bạo thậm chí ngay cả nguyên lực của thiên địa cũng đang phải tháo chạy khỏi phiến khu vực này con mắt to từ từ mở trong đôi mắt ấy có một luồng khí tức hắc ám vô tận dường như ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu vào được toàn thân lâm động đổ mồ hôi lạnh khi nhìn vào con mắt ấy chợt hắn cảm thấy da đầu như run lên một chập. Vu con mắt kia cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn, cũng trong khoảnh khắc này, đột nhiên một đạo hôi mang khổng lồ đến hàng trăm trượng nhất thời phóng vọt ra từ, trong con mắt cự đại kia. Đạo hôi mang kia vụt mạnh ra, toàn bộ mặt đất rộng lớn này trực tiếp trong nháy mắt khô kiệt lại, màu xanh ôm vốn có biến mất một cách triệt để, thay vào đó là một mảnh đất hoang vu vạn dặm không một chút sinh cơ, nháy mắt liền trở thành hoang tàn. Chỉ có điều lúc này, Lâm Động không có tâm tư để quan sát sự hoang vu xung quanh mình, hắn có thể nhìn thấy đạo hôi mang mạnh mẽ khổng lồ kia đang nhắm về phía hắn với một tốc độ vô cùng khủng khiếp tốc độ của đạo hôi mang kia bay tới rất nhanh lóe lên một cái đã xẹt qua bầu trời hơn nữa thời điểm tiếp cận tới lâm động thể tích của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại đợi đến lúc nó tiếp cận được đỉnh đầu của lâm động thì chỉ còn bằng đầu ngón tay cái suy suy trong đạo hôi mang kia dường như ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ chỉ có điều lâm động không hề có dấu hiệu trốn tránh vì hắn biết đây là con đường tất yếu phải trải qua đến đây đi, cho ta xem thử hoang vu yêu nhãn nhà ngươi cuối cùng đáng sợ như thế nào. Lâm động chậm rãi mở hai cánh tay, sâu trong ánh mắt có một chút sắc bén và cố chấp. Sau đó, một đạo hôi mang không chút khách khí đã xuất hiện ngay giữa chán hắn. Đau đớn tột cùng ngay tại lúc này đột nhiên lan tràn ra, đôi mắt của lâm động cũng nhanh chóng trở nên hắc ám, mất đi sự sáng rõ của đôi mắt bình thường. Chương 663 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé một tấm quang cháo nhàn nhạt, nhạt bao phủ xuống đem bốn tấm bia đá to lớn ở bên trong bao phủ vào trong đó một bầu không khí tĩnh mịch ở bên trong vầng quang cháo làm cho người ta có chút gì đó rất mệt mỏi chỉ có điều lúc này hai người đang ở bên trong luồng quang cháo đó một người đang nhập tâm tu luyện còn một lão nhân mù thì đã sớm quen với cái bầu không khí này rồi vì vậy mặc dù bầu không khí ở đây có vẻ áp lực nhưng không hề làm cho hai người đó cảm thấy không thoải mái trong tay vị lão nhân mù có một chiếc chổi đã cũ rách, đôi mắt xám trắng không có đồng tử nhắm hờ, thậm chí ngay cả việc hô hấp của ông ta cũng trở nên yếu ớt không thể nghe được, thoạt nhìn cùng với một ông lão sắp chút hơi thở cuối cùng không khác gì nhau. Suy suy, sau khoảng thời gian nửa ngày tĩnh lặng như thế, ở cách đó không xa, lâm động đang xếp bằng ngồi trước tấm bia đá, cơ thể đột nhiên run dày lên một chút, mà trên mặt tấm bia màu đen đó không ngờ lại có chút ánh sáng yếu ớt phát ra ngay trong khoảnh khắc tấm bia đá kia phát ra ánh sáng lão nhân mù đang khẽ cúi đầu đột nhiên ngẩng dậy thân thể khẽ động đậy không thấy ông ta có bất cứ động tác gì không ngờ đã vô cùng quỷ dị xuất hiện ngay phía sau lưng lâm động sau đó sắc mặt ông ta có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm vào lâm động Lúc này, trên gương mặt trẻ trung của Lâm Động, mơ hồ có một cỗ khí tức màu xám cho đang quấn quanh, hơn nữa luồng khí màu xám cho này không ngừng tập trung ở chỗ mi tâm trên chắn Lâm Động, mà khi luồng khí này hội tụ lại, trên chắn Lâm Động lại xuất hiện một cái khe nhỏ màu xám cho rất mảnh. Cái khe màu xám cho kia co rũi bất định, phảng phất như đang muốn kết nối với da thịt của Lâm Động vậy, nó bò nhúc nhích giống như một con côn trùng nhỏ. Nhìn thấy hoang rồi sao? Ánh mắt của lão nhân mù nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Động, khuôn mặt già nua toát ra vẻ nghiêm trọng những ngón tay khô gầy cũng nhịn không được khẽ xoa vào nhau, tâm tình đã sớm phẳng lặng như một cái giếng cổ, tại thời khắc này cũng có một chút ba động nhỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của lão nhân mù, luồng khí xám cho trên mặt của lâm động càng ngày càng nồng đậm, mà lúc luồng khí trở lên đậm đặc nhất, khóe mắt của lâm động đột nhiên có hai tia máu chảy ra, giống như hai đường huyết lệ, nhìn thấy mà giật mình. Răng rắc, lão nhân mù mặc dù bị mù hai mắt, nhưng lại vẫn như cũ có thể nhìn rõ những động tĩnh trên khuôn mặt của lâm động, Lúc này sắc mặt của ông ta biến đổi kịch liệt, cái chổi trong tay trực tiếp bị ông ta mạnh mẽ bóp vỡ thành bụi phấn. Do là người đã từng luyện qua hoang vu yêu nhãn nên ông ta hiểu rất rõ, tu luyện môn vũ kỹ này có một sự mạo hiểm nhất định, loại năng lượng kỳ lạ này cực kỳ dễ dàng xâm nhập vào đôi mắt người tu luyện, mà một khi đôi mắt đã bị loại năng lượng này ăn mòn, thì hậu quả cũng giống như ông ta bây giờ. Khuôn mặt già nua của lão nhân mù căng ra, bàn tay khô gầy không ngừng nắm lại, sau đó lại mở ra, Ông đang rất do dự, không biết trong lúc này có nên đem Lâm Động đẩy ra khỏi không gian tinh thần đó hay không. Suy suy, trong lúc lão nhân mù đang do dự, luồng khí xám kỳ lạ trên mặt của Lâm Động càng ngày càng nhiều hơn, trong lúc luồng khí hội tụ, cái khe nhỏ ở giữa lông mày cũng lớn lên thêm một phần, đồng thời cái tia máu trong khóe mắt của Lâm Động cũng trở nên rõ ràng hơn, hiển nhiên đôi mắt của hắn đã bắt đầu bị ăn mòn. Sàn sạt lão nhân mù chậm rãi nhưng không ngừng đi tới đi lui hỗn loạn bên cạnh lâm động cứ như thế khoảng mấy phút sau cuối cùng ông cắn mạnh răng quay người lại đôi tay khô gầy giống như thanh lợi kiếm nhanh như thiểm điện đâm vào cái khe màu xám ở giữa chỗ mi tâm của lâm động chỉ cần phá vỡ thứ này là có thể gọi được lâm động tỉnh lại tốc độ của lão nhân mù rất nhanh đầu ngón tay phẳng phất như là xuyên thấu không gian chỉ một chút đã đến trước chán của lâm động nhưng ngay một sát na khi ông ta định điểm xuống thì có một luồng bạch quang ôn hòa đột nhiên từ chỗ mi tâm của lâm động bùng phát ra cùng những ngón tay của ông ta va chạm với nhau suy cả hai cái và chạm chạm nhau nhưng lại không hề bùng phát ra bất cứ năng lượng ba động nào đạo bạch quang kia chỉ là ngăn cản đầu ngón tay của lão nhân mù kia trong chớp mắt mà thôi sau đó liền từ từ tiêu tán chỉ có điều mặc dù đạo bạch quang kia tiêu tan nhưng ngón tay của lão nhân mù cũng dừng lại trên mặt ông ta hiển lộ một tia kinh ngạc lão nhân mù trầm mặc một lát không cần ta nhúng tay vào sao ông ta biết rằng đạo bạch quang kia chính là do tiềm thức của lâm động phát ra mà nếu như vậy thì lâm động tự hồ như là không muốn cứ như vậy mà buông xuôi việc tu luyện hoang vu yêu nhãn sau khi nhận được tin tức như vậy của lâm động những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của lão nhân mù lại càng dày đặc hơn ông ta đứng yên tại chỗ cũ trong chốc lát sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu tự hồ như ông ta đã quá xem thường sự chấp nhất của lâm động đối với việc tu luyện loại vũ kỹ này chỉ có điều đôi khi loại chấp nhất này cũng không biết là tốt hay xấu nữa. vậy chờ xem thêm một chút đi. nếu thực sự là không ổn, ta sẽ cưỡng ép lôi ngươi ra ngoài. đúng là một kẻ luôn khiến người khác phải lo lắng a. À, lão nhân mù thì thào tự nói với mình. sau đó ông liền ngồi xuống bên cạnh lâm động, bắt đầu quan sát mọi động tĩnh của lâm động. trong quá trình quan sát đó, tâm tình của lão nhân mù kia ngược lại giảm bớt một chút. mặc dù tia máu ở khóe mắt lâm động vẫn một mực tiếp tục chảy, nhưng may mà không có dấu hiệu tăng lên. Mà cái gọi là chờ một chút này của ông ta, kéo dài mãi một hơi đến năm ngày thời gian. Trong năm ngày này, Lâm Động không hề có dấu hiệu muốn chấm dứt việc tu luyện, tia máu chảy ra từ khóe mắt của hắn đã ngưng tụ thành hai mảng máu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị, mà trong thời gian này, luồng khí xám trên khuôn mặt của Lâm Động cũng trở nên nồng đậm hơn, không hề có dấu hiệu giảm đi. Nhưng đồng thời điều này cũng làm cho lão nhân mù, người vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy rất nghi hoặc. Mặc dù cái khe màu xám cho trên chỗ mi tâm của Lâm Động đang không ngừng ngưng tụ khí xám, lại không hề có chút xíu dị động nào truyền ra nữa. Dựa vào kinh nghiệm của lão nhân mù, nếu như Lâm Động thành công thì cái khe màu xám đó phải dần dần có dấu hiệu hóa thành con mắt mới đúng. Nhưng nếu nói là thất bại, thì dáng vẻ bình tĩnh thế này của Lâm Động lại không hề giống chút nào. Cho nên kết quả là một người có kinh nghiệm phong phú như ông ta cũng có chút không hiểu ra sao cả. Ông ta không hiểu nổi việc tu luyện của Lâm Động, hiện tại đến tột cùng đã đến giai đoạn nào rồi? loại bộ dáng vừa không giống thành công lại vừa không giống thất bại như thế này thực sự cũng khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ năm ngày rồi cũng không còn nhiều thời gian cho lắm hôm nay là ngày hoang điện tiến hành so tài hàng tháng hình như tiểu gia hỏa này còn phải giao đấu với tên tiểu tử tưởng hạo kia nữa a chỉ là một trận giao đấu giữa các tiểu bối mà thôi việc tu luyện vẫn là quan trọng hơn cứ để cho hắn tiếp tục tu luyện thôi bỏ qua thì sẽ rất buồn lão nhân mù lẩm bẩm độc thoại có điều nhìn bộ dạng này của ông ta hiển nhiên là ông ta không hy vọng lâm động vì một hồi giao đấu với tưởng hạo mà làm loạn tiết tấu của việc tu luyện do đó ông không hề có dấu hiệu sẽ chủ động đánh thức lâm động ong ong chỉ có điều hiển nhiên là mọi việc trên thế giới đều không như người ta mong muốn ngay trong lúc mà thanh âm độc thoại của lão nhân mù vừa mới chấm dứt trên tấm bia đá đột nhiên phát ra một hồi âm thanh vù vù sau đó ông ta liền nhìn thấy, trong con mắt màu đen trên tấm bia đá kia đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu xám sáng chói, đạo ánh sáng đó chiếu đúng vào chỗ mi tâm của Lâm Động, vừa vặn nối thẳng vào cái khe màu xám kia. Tia sáng màu xám kia nối thẳng mi tâm của Lâm Động và tấm bia đá, mà ngay khi sự kết nối này hình thành, phần da thịt chỗ mi tâm của Lâm Động cũng chợt nhúc nhích, cái khe màu xám kia cũng trở nên dễ dàng nhìn thấy hơn, trong lúc mơ hồ, lại có dấu hiệu chuẩn bị nứt vỡ ra một loại khí tức hung sát âm hàn khiến người khác không được thoải mái lắm trong lúc mơ hồ chợt tản ra chuẩn bị hóa nhãn sao nhìn thấy một màn này toàn thân lão nhân mù ngay lập tức đứng thẳng lên nhìn chăm chằm vào chỗ mi tâm của lâm động nhưng mà dưới sự quan sát chăm chú của ông ta mặc dù cái khe màu xám kia không ngừng cử động nhưng cuối cùng cũng không có hiện tượng nứt vỡ ra sao lại như thế chứ lão nhân mù cau chặt lông mày thấp giọng nói trong lúc nhíu mày, lão nhân mù không hề phát hiện ra, bên dưới tầng quang mang màu cám có một đạo bạch quang ôn hòa nhỏ bé đến mức gần, như không nhìn thấy được chợt lóe lên một cái rồi tắt hẳn. Đạo quang mang liên kết giữa mi tâm của lâm động với tấm bia đá dần dần yếu đi, một lát sau, cuối cùng nó phát ra một tiếng suy nhỏ, từ từ triệt để tiêu tán hết. Trong khoảnh khắc tia sáng đó tiêu tán, đôi mắt đã nhắm nghiền trong thời gian 5 ngày của lâm động, rốt cuộc cũng trong lúc này chậm rãi mở ra. Đôi mắt mở ra, thanh tịnh bình tĩnh giống hệt như năm ngày trước, mặc dù hai màng máu trên khóe mắt thoạt nhìn có vẻ hơi quỷ dị nhưng lâm động bây giờ so với năm ngày trước dường như cũng không có gì khác biệt khuôn mặt của lão nhân mù có chút ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt cùng với khuôn mặt bình tĩnh của lâm động trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải đa tạ tiền bối hộ pháp ngược lại trên mặt của lâm động thì rất nhanh nở một nụ cười nhắc người đứng dậy quay về phía lão nhân mù cung kính hành lễ một cái nói không có gì nếu tu luyện xong rồi thì đi thôi hôm nay là ngày hoang điện tiến hành so tài hàng tháng lão nhân mù từ từ đứng dậy, vắt tay nói. Lâm động gật đầu, cũng không nói gì, quay người liền đi ngay. Mà lúc sắp đi ra khỏi vầng quang cháo đó, lão nhân mù cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có tu luyện thành công hay không, chỉ có điều sau này nên ít dùng loại hoang vũ yêu nhãn này. Loại vũ kỹ này có chút tà môn, nếu dùng nhiều, chỉ sợ sẽ tổn thương đôi mắt. Bước chân Lâm động thoáng có chút dừng lại, gật nhẹ đầu, chợt sờ nhẹ tay lên chỗ mi tâm, khóe môi chợt cong lên một chút. Trong lúc tu luyện, hắn cũng đồng dạng nhận ra loại hoang vu yêu nhãn này cũng có chút điểm âm sát, chỉ có điều, có sự chấn áp của thạch phù thần bí, loại khí âm sát này e rằng không tạo được chút sóng gió nào cho hắn cả. Chương 664 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại trung tâm quần thể dãy núi Hoang Điện có một ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi cao chọc trời, mây mù bao phủ có cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngọn núi này là địa điểm của chính điện Hoang Điện, tính ra đứng đầu trong quần điện cuộc so tài hàng tháng cũng được tổ chức trên đỉnh núi này so tài hàng tháng là hoạt động thường xuyên nhất của tứ điện đạo tông nói thẳng ra thì là kỳ kiểm tra tình hình tu luyện của đệ tử lấy đó nhằm để kích thích tham vọng tu luyện của đệ tử từ đó tăng cường thực lực của cả điện ngoài ra trong mỗi cuộc so tài sẽ có một số đệ tử ký danh có biểu hiện ưu tú được thăng cấp lên làm đệ tử phổ thông vì thế tuy mỗi tháng chỉ có một lần nhưng đều là thời gian náo nhiệt của cả tháng bởi vì chỉ có ngày này thì các đệ tử ký danh mới được phép tiến vào chính điện trong hoang điện, đệ tử ký danh có hàng vạn người, đệ tử phổ thông 3.000, đệ tử thân truyền 300 người, phần lớn tất cả đều tập trung tại đây vào ngày này. Tại trung tâm của đỉnh núi, một tòa đại điện cổ phác hùng vĩ đứng sừng sững trong mây mù, nguyên khí rồi rào tỏa ra khắp phía. Phía trước đại điện là một khu quảng trường đá xanh rộng lớn, xung quanh lúc này đã chật ních đầy người. Dù rất đông đúc nhưng không hề có bất cứ âm thanh hỗn loạn nào. Hàng vạn đệ tử tĩnh lặng ngồi đà tọa trên quảng trường, trong sự trầm mặc này nguyên lực thiên địa cũng có dấu hiệu sụp sôi gần chỗ trung tâm quảng trường là các đệ tử phổ thông của hoang điện ánh mắt các đệ tử ký danh nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ ước ao mình sẽ có ngày trở thành đệ tử chân chính của hoang điện nhìn ra xa hơn ở giữa quảng trường là một cái đài cao hơn mặt đất trên đó có vài trăm người mặc áo vàng nhạt đang ngồi tất cả đều phát ra vô số những làn sóng nguyên lực kinh người đó là đệ tử thân truyền là tinh anh của hoang điện nếu ánh mắt lúc trước của các đệ tử ký danh là ngưỡng mộ thì khi nhìn về phía những đệ tử thân truyền này trong mắt đã hiện lên sự kính sợ bọn họ đều hiểu rằng trở thành đệ tử thân truyền vốn dĩ đã cho thấy sự mạnh mẽ của những người đó nhưng cả quảng trường nổi bật nhất không phải đệ tử thân truyền mà là vị trí trung tâm nhất ở đó có bốn cái đài cao trên đó chỉ có bốn thân ảnh đang điềm nhiên ngồi đả tọa vị trí của bọn họ cao hơn bất cứ đệ tử hoang điện nào khác điều đó đương nhiên ai cũng hiểu nhưng không ai có chút nghi ngờ gì vì bốn người đó chính là bốn đại đệ tử thân truyền, cũng chính là những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hoang Điện. Ở chính giữa phía trước quảng trường là một dãy ghế đá, dãy trên ghế lúc này là Trần Chân, Ngộ Đạo và một vài chấp sự của Hoang Điện đang ngồi nhìn xuống dưới. Theo tin tức báo lên, lần này có lẽ sẽ có gần 100 đệ tử ký danh có cơ hội thăng lên đệ tử phổ thông. Ngộ Đạo quét mắt nhìn, cười nói, Trần Chân ở bên cạnh nghe vậy cũng khẽ gật gù. Con số này hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Xem ra thời gian gần đây bọn họ tu luyện cũng rất cần cù. Lâm Động vẫn chưa xuất hiện sao? Trần Trân bỗng hỏi. Ngộ đạo gật đầu, cười nói, có lẽ đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng. Mặc sư huynh rất có hứng thú với hắn, có lẽ sẽ chú ý tới hắn. Nếu không kịp thì kéo dài thêm một tháng là được, tu luyện là quan trọng nhất. Trần Trân cười nói, ông ta cũng không hy vọng Lâm Động xuất hiện bây giờ. Với thiên phú của Lâm Động, nếu tiếp tục tu luyện trong hoàng điện, một tháng nữa thì chắc chắn có tỷ lệ chiến thắng tưởng hạo không nhỏ thông tin đã chuyển đi rồi ngay cả đệ tử ký danh cũng đã nghe đến tên lâm động ai cũng muốn nhân cơ hội này chứng kiến thiên tài siêu cấp mới vào hoang điện chưa được một tháng đã dám khiêu chiến bốn đại đệ tử thân truyền ngộ đạo nói với chút bất lực hơn nữa với tính cách của lâm động có lẽ sẽ không nhún nhường tính cách này cũng khá giống châu thông sư huynh năm xưa nếu không thì huynh ấy cũng không một mình đánh lên nguyên môn như vậy ở lại đạo tông có lẽ ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng sẽ ra tay bảo vệ huynh ấy nhưng mẹ kiếp nguyên môn đúng là chẳng ra gì trần chân khẽ thở dài đến cuối cùng với thân phận của mình mà ông cũng không kìm được chửi một câu ngộ đạo trầm mặc sắc mặt hơi tối lại trong lòng ông ta cũng đau đáu mãi chuyện châu thông đánh giết lên nguyên môn năm xưa thôi không nói chuyện này nữa đợi đi trần chân thấy sắc mặt của ngộ đạo như vậy cũng thầm lắc đầu nếu châu thông sư huynh sống được đến giờ chắc chắn thành tựu có thể áp chế được mấy lão bất tử của các tông phái siêu cấp kia nhưng đáng tiếc, trưởng giáo nguyên môn năm đó lại đích thân ra tay, có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp nếu Châu Thông tiếp tục trưởng thành. Khi Trần Chân và Ngộ Đạo nói chuyện thì trên quảng trường bắt đầu có chút xôn xao về việc kéo dài thời gian. Tại một nơi trên thạch đài, Tưởng Hạo bình thản nhìn biển người trên quảng trường, rồi lông mày nhíu lại, nghe nói Lâm Động đã ở trong Vũ Kỹ Điện 5 ngày rồi, lẽ nào hắn muốn mượn việc này để tránh cuộc so tài lần này? Ha ha, Tưởng Hạo sư huynh, nhìn khí thế của huynh hôm nay, dường như quá cũng không có chút áp lực nào rồi. Phương Vân nhìn cảnh tượng đó, rồi vươn vai cười nói. Nếu thế thì ngạo khí trước đây hóa ra quá nực cười. Tưởng Hạo Bình thản nói. Lâm Động mới gia nhập hoang điện chúng ta, dù cho huynh thắng hắn cũng chẳng phải quang vinh gì. Dù sao hắn cũng là sư đệ. Bàng thống, thân là đại đệ tử thân truyền lâu nhất trong bốn đại đệ tử thân truyền, như mày nói. Ta cũng không có ý định làm khó hắn. Nhưng đôi khi tôn kính sư huynh một chút cũng rất cần phải không? Nếu không sau này lại bị đệ từ các điện khác cười chê người hoang điện, chúng ta không hiểu tôn sư trọng đạo. Tưởng hạo nhách mép, khiến hắn bớt ngông cuồng đi một chút là được. Nhưng huynh cũng nên cẩn thận, trần chân, chân sư thúc bọn họ rất coi trọng lâm động đó. Tống đan cười nói, ta tự biết chừng mực, trong lúc đan hà quán đỉnh, hắn đã kiên trì được đến mức đó, ta cũng phải cảm thấy khâm phục. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng là người mới, nên hiểu một chút quy tắc. Nếu các ngươi không muốn ra tay thì cứ để ta. Tưởng hạo nói, Tống Đan lại cười, chỉ gật gù không nói gì, nhưng trong lòng lại có sự mong đợi với cuộc so tài sắp tới. Hắn rất muốn biết tiểu sư đệ vừa mới gia nhập hoang điện đã thăng tiến với thế, như trẻ che kia khi đối diện với tưởng hạo, một trong bốn đại đệ tử thân truyền sẽ có biểu hiện ra sao? Sẽ bị đánh bại tối tăm mặt mũi hay lại tạo nên kỳ tích? Thời gian chậm chậm trôi trong sự chờ đợi của tất cả đệ tử hoang điện. Dần dần tiếng xôn xao cũng nhiều hơn, trần chân, chân thấy vậy cao mày nhưng cũng không ngăn cản gì ánh mắt chỉ không kìm được nhìn về đỉnh núi có vũ kỹ điện sao đến giờ lâm động vẫn chưa đến trong một góc của khu đệ tử thân truyền bọn mạc lăng cũng đang sốt ruột không ngừng nhìn về khắp phía bọn họ biết mấy ngày nay tin tức về cuộc so tài giữa lâm động và tưởng hạo đã chuyển đi khắp nơi nếu như lâm động không xuất hiện thì khó tránh bị người ta nói này nói nọ lâm động đến vũ kỹ điện có lẽ vì tu luyện nên bị chậm trễ Liễu Bạch trầm ngâm một chút rồi nhìn mọi người, bất lực nói, đợi lát nữa đi, nôn nóng cũng chẳng được gì. Hơn nữa cuộc so tài lần này kéo dài một chút cũng tốt, dù sao đối thủ của Lâm Động là một trong bốn đại đệ tử thân truyền mà. Nghe lời đó, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng lắm vào cuộc so tài này. Tuy hắn rất có lòng tin với Lâm Động, nhưng dù thế nào tưởng hạo không phải loại đồng xuyên có thể so sánh. Nghe vậy mọi người cũng chỉ đành gật đầu rồi tiếp tục chờ đợi. Mặt trời dần lên đến đỉnh núi, Trần Trân và Ngộ Đạo cũng bất lực lắc đầu, xem ra Lâm Động bị vướng thời gian tu luyện thật rồi. Bắt đầu cho các đệ tử khác so tài trước vậy. Trần Trân vẫy tay, rồi một chấp sự bước ra, nhìn quanh quảng trường, đang định tuyên bố bắt đầu, thì bên dưới quảng trường đã vang lên những tiếng thở dài thất vọng vút. Thế nhưng khi những tiếng thở dài đó vừa chấm dứt, một đạo thanh âm xe gió vang lên từ xa, một luồng khí tức quen thuộc lan tỏa ra. Cuối cùng cũng đến rồi không để ta phải thất vọng. Tưởng Hạo ngẩng lên nhìn về phương xa, gương mặt hiện lên nụ cười. Chương 665 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vút, không trung vang lên lên một âm thanh xe gió. Trên đỉnh núi, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía ấy nhìn với tâm trạng đầy háo hức. Cuối cùng cũng đến rồi. Trước hàng vạn ánh mắt mong chờ, âm thanh ấy ngày càng vang lên kịch liệt hơn, rồi chỉ vài hơi thở sau, một thân ảnh xuất hiện trước mắt tất cả mọi người thân ảnh đó cuối cùng đáp xuống trung tâm quảng trường, rồi quay về phía trần chân, ngộ đạo ôm quyền, nói với vẻ xin lỗi, đệ tử đã đến muộn. Ha ha, đến được là tốt rồi. Trần chân cười cười, tay vuốt dầu, ánh mắt quét quanh người lâm động một lượt, nhưng không nhìn ra được hắn có thay đổi gì so với năm ngày trước đây. Lâm động sư đệ, ta còn tưởng đệ muốn tránh không chiến hôm nay. Bên trên đài cao, tưởng hạo chậm chậm đứng lên, nhìn xuống lâm động, cười nói. Sao lâm động dám chậm trễ lời mời của sư huynh chứ, lâm động khẽ cười nhẹ giọng nói có khi phách tưởng hạo cười lớn chân điểm lên thạch đài thân hình tựa chim ưng bay xuống rồi xuất hiện trước lâm động tay áo vung ra một luồng nguyên lực khiến không ít đệ tử phải kinh thán cảm nhận được áp lực nguyên lực tỏa ra từ cơ thể tưởng hạo lâm động khẽ nở nụ cười thất nguyên niết bàn quả nhiên rất mạnh lúc này xung quanh quảng trường sau khi lâm động xuất hiện có không ít ánh mắt tập trung vào hắn thời gian này tuy danh tiếng của lâm động đã vang khắp nơi ai ai cũng biết đừng nói hoang điện dù là đệ tử của ba điện còn lại cũng biết đến nhân vật số một lâm động nhưng những người thật sự đã gặp hắn thì không nhiều huống hồ ở đây còn có rất nhiều đệ tử ký danh của hoang điện đó là lâm động sư huynh sao nghe nói huynh ấy mới đến hoang điện chưa được một tháng mà đã dám so tài với đại đệ tử thân truyền là tưởng hạo sư huynh rồi hừ ngươi thì biết cái gì nghe nói lâm động sư huynh là quán quân của bách triều đại chiến đấy hơn nữa huynh ấy còn từ chối lời mời của nguyên môn để gia nhập đạo tông chúng ta bản lĩnh của huynh ấy không phải đệ tử thân truyền bình thường có thể sánh được đâu quán quân bách triều đại chiến đúng là cư thật vị trí đó toàn bị người của nguyên môn bá chiếm nhưng tưởng hạo sư huynh cũng không phải người mà những kẻ trong bách triều đại chiến có thể so sánh được e là hôm nay lâm động sư huynh đã phải thiết bản rồi hi hi lâm động sư huynh cũng thật đẹp trai ta lại mong huynh ấy thắng háo sắc những tiếng bàn tán vang lên khắp khu ngoại vi của quảng trường hàng vạn ánh mắt của đệ tử ký danh nhìn lâm động đầy ngưỡng mộ trong số các đệ tử này cũng có không ít nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp vì thế mà trong tiếng bàn tán thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười lanh lành khiến không khí sôi nổi hẳn nghe được những lời bàn tán ấy lâm động cũng không kìm được khẽ cười nhìn quanh mới nhận ra không ngờ lại đông đệ tử đến như thế hắn thầm chép miệng đây chính là nguồn đệ tử của hoang điện sao quả nhiên là đông đảo Hắn có thể cảm nhận được tất cả đệ tử ký danh đều đã là niết bàn cảnh, như thế có nghĩa là chỉ riêng Hoang Điện cũng đã có hàng vạn cường giả niết bàn cảnh, nếu cộng thêm với ba điện kia nữa, số lượng đó không hổ là tông phái siêu cấp. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Động không khỏi chấn động. Lúc này hắn mới hiểu tại sao tông phái siêu cấp lại có thực lực thống trị Đông Huyền vực. Nghĩ đến Vương Triều Đại Viêm hắn, chỉ một cường giả niết bàn cảnh cũng có thể coi là nhân vật đỉnh phong, nhưng nếu đặt vào đạo tông thì chỉ có tư cách là đệ tử ký danh mà thôi. Trần Trân Sư Thúc, Lâm Động Sư Đệ đã đến rồi thì có phải cuộc so tài có thể bắt đầu rồi không? Tiếp theo còn có rất nhiều đệ tử muốn giao lưu học hỏi. Tưởng Hạo vươn vai, nhìn hai người Trần Trân, cười nói. Trần Trân cũng gật đầu, rồi nhìn hai người, trầm giọng nói, hoang điện ta không cấm các đệ tử giao đấu để học hỏi lẫn nhau, nhưng các ngươi cũng nên nhớ phải có chừng mực. Đây là đạo tông, các ngươi là sư huynh đệ, không phải thù địch sinh tử của nhau. Vâng, nghe ngữ khí nghiêm khắc của Trần Trân, Lâm Động và Tưởng Hạo đều vội vàng cung kính đáp lời. Thấy vậy Trần Trân mới gật đầu hài lòng, rồi vẩy tay, nói, đã vậy, ta tuyên bố, cuộc so tài hàng tháng lần này, chính thức bắt đầu. Lâm Động, nếu ngươi có thể không bị yếu thế trước Tưởng Hạo, thì sẽ có tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền thứ năm. Hơn nữa cũng là đại đệ tử thân truyền thăng cấp nhanh nhất trong lịch sử hoang điện chúng ta. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức, lâm động gật đầu rồi chầm chậm quay người lại nhìn tưởng hạo khẽ ôm quyền tưởng hạo sư huynh xin chỉ giáo lâm động vừa dứt lời những tiếng bàn tán trên quảng trường cũng dần biến mất hàng vạn ánh mắt ngóng trời nhìn về trung tâm không khí căng thẳng này khiến người ta cảm thấy nghẹt thở muốn trở thành đại đệ tử thân truyền thứ năm ngươi sẽ không dễ dàng vượt qua cửa ải của ta đâu tưởng hạo nhìn lâm động nói nói vậy thì ta chỉ còn cách đánh bại sư huynh thôi lâm động bặm môi rồi gương mặt nở nụ cười khẽ nói chuyện đó chỉ dựa vào cái miệng thôi là chưa đủ tưởng hạo cười cười rồi ánh mắt sắc lạnh một chân bước ra nguyên lực hùng hồn bùng phát hắn đã quyết định rồi thi triển toàn lực kích bại lâm động nhanh nhất có thể để lâm động hiểu rằng hắn hiện tại vẫn chưa đủ tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền phú cảm nhận được áp lực từ tưởng hạo ánh mắt lâm động ngưng trọng hắn hít vào một hơi sâu tưởng hạo là một trong bốn đại đệ tử thân truyền hoang điện lực chiến đấu không cho phép lâm động coi thường vừa vào trận, sắc mặt tưởng hạo trở nên lạnh lùng, hắn không hề có ý định khởi động gì cả. Tay nắm lại, nguyên lực nhanh như chớp tụ lại ở lòng bàn tay, rồi biến thành một thanh đại đao màu vàng kim phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Uỳnh! Đại đao hình thành, tưởng hạo bỗng bước chân lên, tàn ảnh xuất hiện còn bản thể hắn, thì biến thành một tia sáng lao về phía lâm động với tốc độ kinh hồn. Chỉ nháy mắt tưởng hạo đã xuất hiện trước mặt lâm động, ánh mắt lạnh lùng. Đao quang rạch lên không trung đem theo hàn ý lạnh băng, nhanh như chớp nhằm xuống lâm động mà chém, Đao quang chưa tới nơi, mà khí tức mạnh mẽ đã để lại trên mặt đất một vệt sâu hoắm. Keng, đối mặt với công kích đó của Tưởng Hạo, Lâm Động bỗng lật bàn tay, một chiếc hắc ấn xuất hiện, nhanh chóng phình lớn biến thành một chiếc thiết ấn khổng lồ đỡ lấy đao quang. Tia lửa tóe ra, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian. Kình phong cuồng bạo tuôn trào, toàn thân Tưởng Hạo run lên, vội vàng lui về sau vài bước nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, trong khi lui, đao quang đã lập tức bùng phát biến thành mười mấy đạo ánh sáng tiếp tục chém xuống một điểm, trên thiết ấn. Binh, trước sự hung hãn của đao quang, thiết ấn bị đáng bật bay ra sau. Nhưng cùng lúc ấy, một bóng người đã xuất hiện từ phía trên, thanh quang trên cánh tay chuyển động rồi biến thành một long thủ khổng lồ. Binh, long thủ của lâm động ấn mạnh lên thiết ấn, sức mạnh đang sợ đánh tan đao quang hung hãn của tưởng hạo, rồi nắm lại thành quyền đánh lên thiết ấn. Keng, Thiết ấn bị lâm động một quyền đánh bay, tựa lưu tinh màu đen đem theo sức mạnh cuồng bạo lao về phía tưởng hạo. Nhìn thiết ấn, ánh mắt tưởng hạo càng lạnh lẽo hơn, kim quang trói loài điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm, hắn cũng tung một quyền ra. Binh! Thiết ấn lại bị đánh bay, một vật có thể tích to lớn bị lâm động, và tưởng hạo đánh qua đánh lại như trò chơi. Thân hình lâm động khẽ động, rồi xuất hiện bên trên thiết ấn, hắn nhìn xuống tưởng hạo trên quảng trường, trong mắt cũng dần ánh lên chiến ý, đã đánh thì phải đánh cho sảng khoái, Lâm Động khẽ nhếch môi, cánh tay còn lại cũng biến thành long thủ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có bản lĩnh. Trên quảng trường, tưởng hạo tay cầm đại đao đứng ngạo nghễ. Hắn cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt cuồng nhiệt. Rồi hắn hít sâu một hơi, sức mạnh to lớn dần tỏa ra từ người hắn. Lúc ấy, mặt đất quanh tưởng hạo bỗng khô nứt với tốc độ kinh người. Hoang quyết không ít đệ tử đều nhìn chăm chú, tưởng hạo muốn dùng đến hoang quyết, đây là sức mạnh đặc biệt chỉ có đệ tử hoang điện mới có. Chương 666 rắc rắc. Vô số những đường đất mảnh nhanh chóng tỏa ra từ chỗ tưởng hạo đứng, những tảng đá xanh cũng nhanh chóng trở nên vàng vọt giống như bị thời gian xâm thực vậy. Hoang kinh, sức mạnh đặc biệt nhất của hoang điện cũng là đặc trưng của đệ tử hoang điện, là một trong bốn đại đệ tử thân truyền hoang điện, tưởng hạo đã tu luyện hoang quyết đến tầng thứ bảy. Mức độ hung hãn của nó không biết hơn đồng xuyên trước đây bao nhiêu lần, Lâm Động đứng trên thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn Tưởng Hạo, long thủ màu xanh chậm chậm nắm chặt, sức mạnh hùng hồn nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Hoang đao, Tưởng Hạo ngẩng lên nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh lùng phát ra, rồi cây đại đao trong tay hắn bỗng thu lại kim quang, thân đao nhanh chóng lan ra rất nhiều vết hoa văn nứt nẻ. Lúc ấy sức mạnh của cây đao không những không giảm đi, mà ngược lại khiến người ta phải lạnh sống lưng. Hoang đao, một loại vũ kỹ chủ tu bắt buộc của đệ tử hoang điện, có được lực phá hoại của hoang kình lực sát thương sẽ cực kỳ kinh người khi giao đấu với đồng xuyên lâm động đã từng được lãnh giáo qua nhưng lúc này hiển nhiên là hoang đao của tưởng hạo lợi hại hơn nhiều soạt hoang đao ngưng tụ tưởng hạo bỗng bước ra một bước vung đao chém xuống không khí trước mặt bỗng chốc trở nên méo mó một đạo đao quang màu xám rạch ngang không khí với một tốc độ kinh hồn ập về phía lâm động đao quang ngày một đến gần lâm động ánh mắt hắn bỗng chốc sắc lạnh hắn không hề có ý định tránh né công kích mà dẫm lên thiết ấn lao thẳng ra trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh trên người lâm động thanh quang bỗng chốc bùng phát dường như hóa thành hư ảnh một cự long khổng lồ phía sau hắn thanh thế rất kinh người cự long khổng lồ cuộn tròn phía sau lưng lâm động hắn nắm hai tay lại lớp long lân trên hai cánh tay phát ra một thứ năng lượng đáng sợ thanh quang với sức mạnh có thể khiến một ngọn núi vỡ tan bắn xuống từ trên trời cuối cùng đâm thẳng vào đao quang Bùm, âm thanh kinh người vang lên, tạo thành một đợt sóng sức mạnh tựa cuồng phong sắc mặt Tưởng Hạo, tối sầm lại khi nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Một đao vừa rồi của hắn đủ để phá tan lớp phòng ngự của cường giả Lục Nguyên Niết Bàn, thế nhưng lại bị Lâm Động chặn đứng. Vút, lúc ấy, một tiếng gió rít bỗng vang lên từ trên không trung, quang ảnh như bắn ra từ thanh quang, lóe lên một cái rồi xuất hiện phía trên đầu Tưởng Hạo. Lâm Động không hề thi triển bất cứ loại vũ kỹ nào, công kích cũng không chút hoa mỹ, nhưng trước sự điều khiển của long thủ màu xanh, sức mạnh thuần túy đã che giấu được hết mọi sơ hở. Khi hai cánh tay Lâm Động biến thành long thủ màu xanh, sức mạnh đó đủ để phá vỡ niết bàn kim thân của cường giả lục nguyên niết bàn. Sức mạnh thật lớn, tưởng hạo cũng cảm nhận được sức mạnh trong nắm đấm của Lâm Động, lúc này hắn mới hiểu nhục thể của Lâm Động cứng cáp đến mức nào. Hoang võng. Tuy công kích của Lâm Động mạnh mẽ nhưng tưởng hạo cũng không phải đèn cạn dầu, Hắn nhếch mép cười, hai tay hợp lại rồi giang ra, vô số đường tơ màu xám bắt ra, từ đầu ngón tay hắn biến thành một tấm lưới khổng lồ trùm xuống lâm động. Lâm động đấm lên tấm lưới, nhưng không thể đánh tan nó, sức mạnh to lớn như chìm xuống vũng bùn, có cảm giác như đấm lên một cái bị bông vậy, điều này khiến lâm động cho mày một cái. Khi lâm động đánh lên tấm lưới, nó cũng lập tức quấn lấy lâm động. Hắn thật sơ suất, bị hoang võng quấn vào muốn thoát ra không dễ đâu. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ thành tấm đệm thịt cho tưởng hạo tấn công rồi. Ba người bàng thống thấy vậy lập tức nhướng mày, bọn họ nắm quá rõ về vũ kỹ hoang điện, đương nhiên biết hoang võng ngưng tụ từ hoang kình khó đối phó thế nào. Lâm động sư đệ, đây chính là khoảng cách giữa ngươi và ta. Tưởng hạo hơi nhách môi lên, rồi ánh mắt ngưng động, những luồng khí xám bao quanh bàn tay, từng đường hoa văn xuất hiện đồng thời tỏa ra một luồng sức mạnh kinh người. Kim Châu Đại Hoang Trưởng Tưởng hạo không chút do dự, lật tay tung ra một trưởng hung hãn, không khí bùng nổ gây ra vô số những tiếng kêu đinh tai, Tưởng Hạo ra tay rất nhanh, trưởng phong chỉ chớp mắt đã tiến tới chỗ Lâm Động đang bị hoang võng quấn chặt. Nếu chúng đòn, chắc chắn Lâm Động sẽ bị thương. Lâm Động sau một lúc vùng vẫy cũng nhận ra hoang võng khó đối phó, nhưng ánh mắt không hề hiện vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn trưởng phong của Tưởng Hạo rồi hít sâu một hơi. Trong đan điền, hoang trùng to cỡ nắm tay cũng bắt đầu rung lên dữ dội, từng đợt hoang kinh thuận theo kinh mạch trào dâng lên, rồi tất cả mọi người cùng nhìn thấy lâm động lại nhấc long thủ của mình lên chỉ có điều lần này thanh quang đã biến mất một cách quỷ dị rồi những đường hoa văn nứt nẻ dần lan ra đây là hoang kình những đệ tử thân truyền ở gần nhất đồng tử đều co rút lại sức mạnh đó chính là hoang kình lâm động đã tu luyện được hoang kình rồi sao có thể như thế đồng xuyên ở cách đó không xa cũng phải há hốc miệng hắn nhớ rất rõ ràng năm ngày trước đây lâm động căn bản không biết hoang kình là cái gì sao giờ có thể tu luyện được lẽ nào hắn tu luyện được chỉ trong năm ngày vừa qua nghĩ đến đây da mặt hắn co giật muốn tu luyện được hoang kinh này ít nhất cũng phải ngưng tụ được hoang trùng lẽ nào lâm động chỉ trong năm ngày này đã ngưng tụ thành công xung quanh quảng trường vang lên những tiếng xôn xao nhưng lâm động không để tâm cánh tay hắn dần hiện lên những vết nứt nẻ ánh mắt lạnh lùng rồi tung ra một quyền quyền phong trước tiên đánh lên hoang võng đang trùm quanh thân thể hắn trước sức mạnh đáng sợ ấy hoang võng rung lên dữ dội rồi chỉ giữ được trong chốc lát là nổ tung vào khoảnh khắc hoang võng nổ tung trưởng phong của tưởng hạo cũng tới đâm sầm vào long thủ màu xanh của lâm động ầm um, làn sóng năng lượng kinh người bùng phát mặt đất xung quanh bị nứt toác ra đất đá bay tứ tung rồi hai đạo thân ảnh cùng bắn ngược ra sau chân điểm lên mặt đất mười mấy bước mới loạn choạng dừng lại được sự đối đầu không chút hoa mỹ này hai người lại không ai giành được lợi thế quảng trường có chút yên lặng tất cả đang nín thở để chứng kiến trận giao chiến hung hãn dị thường khi hai người cùng bị bật lùi về sau không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh thậm chí vẻ mặt ba người bàng thống cũng có phần chấn động hiển nhiên bọn họ không thể ngờ lâm động có thể kháng cự ngang hàng với tưởng hạo như vậy tuy tưởng hạo vẫn chưa dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình nhưng dù sao tu vi nguyên lực của hắn cũng hơn lâm động những hai tầng trên thạch tọa trần chân và ngộ đạo nhìn cảnh đó ánh mắt cũng ánh lên dị quang quán quân của bách triều đại chiến quả nhiên danh bất hư truyền Sắc mặt Tưởng Hạo lúc này hoàn toàn trở nên nặng nề, nếu trước đó hắn còn coi thường Lâm Động, thì giờ đã bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ cùng đẳng cấp. Lâm Động mím môi, bàn tay nắm lại, thanh quang trên cánh tay lấp lánh không ngừng hóa giải cảm giác tê dại. Cú va chạm vừa rồi, nếu không phải nhờ nhục thể cứng cáp tu luyện từ Thanh Thanh Hóa Long quyết, thì chắc chắn Lâm Động hắn sẽ bị thọ thương. "Nếu ngươi tiếp được chiêu tiếp theo của ta, thì ta sẽ đồng ý ngươi trở thành đại đệ tử thân truyền." sắc mặt tưởng hạo ngưng trọng chân bước ra hai tay chầm chậm tạo ấn kết kỳ dị ánh sáng màu xám tràn ra từ cơ thể hắn lấp lánh như những đốm sao đại tinh cương quyền khi nhìn thấy thủ ấn của hắn sắc mặt ba người bọn bàng thống thậm chí cả trần chân và ngộ đạo đều thay đổi hiển nhiên bọn họ nhận ra vũ kỹ mà tưởng hạo sắp thi triển một trong tứ đại vũ kỹ sao lâm động hít sâu một hơi hắn cũng đã biết đến vũ kỹ trên bốn tấm bia đá đương nhiên nhận ra thủ ấn của tưởng hạo sắc mặt hắn dần trở nên nặng nề, rồi trầm trầm dùng ngón tay chạm lên chán. Ở đó có một đạo ánh sáng xám quỷ dị bắt đầu lóe sáng. Trên thạch tọa, Trần chân và Ngộ Đạo nhìn thấy vậy đều khựng người lại, rồi như nhớ đến điều gì, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, giọng nói khàn đặc bất giác phát ra chẳng lẽ lại là chương 667 trên quảng trường, hai mắt lâm động nhắm hờ, đối mặt với công kích hung hãn như vậy của tưởng hạo, nhưng sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa xung quanh hắn cũng không xuất hiện sức mạnh nào đặc biệt, dáng vẻ đó khiến không ít người phải cho mày. Đòn công kích này của tưởng hạo không đơn giản chút nào, dù cùng là cường giả thất nguyên niết bàn, nhưng nếu không có thủ đoạn cường hãn, thì cũng rất khó chống đỡ được khi mọi người đang xì xào bàn tán, thì ánh sáng xám nơi chán lâm động, phập phồng bất định như có thứ gì sắp sinh ra từ đó. Ẩm Ẩm. Ngược lại với sự yên tĩnh chỗ lâm động, chỗ tưởng hạo hiện giờ vô cùng náo nhiệt, vô số những luồng nguyên lực kinh người đem theo hoang kình trào dâng từ cơ thể hắn, ánh sáng màu xám bùng phát từ cơ thể tưởng hạo rồi dần ngưng tụ, ở trên không trung trước mặt hắn thành một ngôi sao màu xám lớn cỡ một trượng. Hình dạng ngôi sao này không có quy tắc gì hết, bề mặt lồi lồi lõm lõm, nhưng tỏa ra thứ sức năng lượng khiến cho không gian như như cũng bị méo mó. Xung quanh quảng trường, sắc mặt của bọn bàng thống cũng phải trở nên nặng nề. Các đệ tử thân truyền khác thì ánh mắt càng chấn kinh. Trước sức mạnh này, bọn họ biết nếu là bọn họ thì chắc chắn không có khả năng phản kháng. Không hổ là đại đệ tử thân truyền, không ít đệ tử thầm cảm thán tưởng hạo trở thành một trong bốn đại đệ tử thân truyền đúng là có bản lĩnh hơn người đại tinh cương quyền là một trong tứ đại vũ kỹ cả hoang điện chỉ có bốn người bọn họ là tu luyện thành công mà thôi lâm động sư huynh không hay rồi đồng thời một số người cũng không kìm được nhìn về phía lâm động đột nhiên lại yên tĩnh đứng ở đằng kia tuy hành động của lâm động khiến bọn họ thấy quái dị nhưng trước công kích đáng sợ này của tưởng hạo bọn họ thực sự không tin lâm động hiện giờ có thể chống lại được có thể bọn họ không phủ nhận thiên phú của lâm động chỉ trong chưa đến một tháng vào hoang điện mà có thể khiêu chiến tưởng hạo một trong bốn đại đệ tử thân truyền lại còn khiến đối phương phải thi triển ra đại tinh cương quyền bản lĩnh đó có lẽ ngoài bốn đại đệ tử thân truyền ra cũng chỉ còn có lâm động mà thôi muốn một chiêu phân thắng bại bàng thống lẩm bẩm rồi ánh mắt bỗng chuyển sang hai người trần chân trên thạch tọa rồi bỗng khựng người khi phát hiện sự kinh ngạc đến cực điểm trên gương mặt hai người đó thấy vậy tim bàng thống bỗng nhiên đập nhanh chẳng lẽ lại là trần chân, chân không thốt ra hết câu ánh mắt sững sờ nhìn lâm động lúc này ánh mắt không ngừng biến ảo nhanh chóng không thể nào loại vũ kỹ đó ngay cả châu thông sư huynh cũng không tu luyện thành công mặc sư huynh vì tu luyện nó mà hai mắt thành mù lòa cổ họng ngộ đạo cũng như khô khốc lại giọng nói có vài phần khó tin mà sự khó tin ấy dường như còn nhiều hơn cả lần chứng kiến lâm động kiên trì tại đan hà quán đỉnh đến 11 ngày trần chân trầm mặc một chút chỉ có thể lắc đầu nếu Lâm Động thật sự nắm bắt được loại vũ kỹ đó, chỉ trong 5 ngày thì chỉ có thể nói rằng hắn thật sự quá biến thái. Loại vũ kỹ này tuy rất lớn mạnh nhưng cũng có khuyết điểm. Nếu Lâm Động học được thật thì cũng không biết là tốt hay xấu Trần Trân nói vậy, ngộ đạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động lóe lên chút lo lắng. Vũ kỹ ấy tuy cường đại, nhưng có thể diệt địch một ngàn cũng tự hại mình đến 800. Lâm Động sư đệ, nếu đệ đỡ được một quyền này thì ta không còn nửa ý kiến gì về việc đệ thăng cấp lên đại đệ tử thân truyền, Tưởng Hạo được ánh sáng xám bao quanh dần bay lên không, nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lạnh, hét lên một tiếng. Phía trước hắn, ngôi sao màu xám dần bay lên, vô số làn sóng năng lượng cực mạnh bùng phát như vũ bão. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng ấy, Lâm Động vẫn không nói lời nào, ánh sáng nơi chán hắn nhanh chóng chuyển động, dường như có rất nhiều sợi ánh sáng mảnh lan tỏa về phía hai mắt hắn. Uỳnh! Nhưng khi những tia sáng xám ấy sắp chui vào mắt Lâm Động, mắt hắn bỗng xuất hiện ánh sáng trắng hút hết số ánh sáng xám kia vào, Lúc này, nếu đi sâu vào chán lâm động sẽ nhìn thấy một cái thạch phù đang lơ lửng và phát ra ánh sáng trắng ở ngay nơi đó. Còn bên dưới thạch phù là một vùng khí xám quỷ dị, ở giữa là một quả nhãn cầu màu xám vô cùng yêu dị. Trong nhãn cầu ngập tràn những đường tơ máu quỷ dị, một thứ khí hung sát tỏa ra, nhưng mỗi lần như vậy, thạch phù bên trên lại bắn ra bạch quang trấn áp khiến nó không thể làm gì được. Uỳnh! Ừ. Cũng vào lúc ấy, một đạo tâm niệm bỗng phát ra, bạch quang trên tấm thạch phù chợt thu lại, sự chấn áp của thạch phù vừa giảm đi huyết tơ trong nhãn cầu lập tức tràn lên bùng phát sự hung sát đại tinh cương quyền tiếng quát trầm đục vang lên trong không trung sắc mặt tưởng hạo ngưng trọng năm ngón tay nắm chặt thành quyền tung ra ầm nắm đấm của hắn oanh kích thẳng lên ngôi sao xám kia ngôi sao đem theo dài đuôi xám tựa lưu tinh băng bay qua bầu trời cùng một sức mạnh cuồng bạo lao thẳng tới chỗ của lâm động rắc ngôi sao lao tới chưa chạm xuống đất mà mặt đất đã tách rời ra thành vô số đường rãnh nứt nẻ Sức mạnh ấy, dù là các đệ tử ở xa, cũng cảm thấy bề mặt ra mình cảm nhận được hàn ý đến đau nhói. Thứ hàn ý đó khiến không ít đệ tử phải động dung. Đó chỉ là sức mạnh dư thừa mà đã khủng bố thế này, nếu ở vị trí của lâm động, có lẽ bọn chúng đã máu thịt lẫn lộn rồi. Sao lâm động vẫn không có phản ứng gì? Ở một góc của các đệ tử thân truyền, bọn mạc lăng căng thẳng nhìn lâm động không hề có bất cứ phản ứng gì, thân thể không kìm được mà căng cứng. Uỳnh, Tốc độ của ngôi sao xám kia cực nhanh, gần như chỉ trong một hơi thở nó đã đến bên trên của lâm động. Khi tất cả cùng nín thở thì lâm động chậm chậm ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Phụt. Vào khoảnh khắc lâm động mở mắt, ánh sáng xám chỗ chán hắn bỗng tách ra, ánh sáng ngưng tụ lại biến thành một con mắt hình tam giác màu xám trên chán hắn. Không gian quanh hắn bỗng méo mó, một thứ sức mạnh khủng bố điên cuồng lan tỏa. Cũng vào khoảnh khắc con mắt xám kia xuất hiện, sắc mặt hai người trần chân kịch biến, đứng phát dậy, kêu lên thất thanh, hoang vụ yêu nhãn vút khi bọn họ vừa đứng lên một chùm sáng không lớn lắm bắn ra từ con mắt của lâm động bay qua bầu trời rồi oanh kích lên ngôi sao của tưởng hạo bùm vào khoảnh khắc va chạm không hề có âm thanh kinh thiên động địa chùm sáng xám đã đi xuyên qua ngôi sao rồi trên ngôi sao kia dần dần xuất hiện vết nứt cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả đệ tử ngôi sao nổ tung chiêu công kích của tưởng hạo đã bị dễ dàng phá giải tưởng hạo sững sờ nhìn cảnh tượng đó thế nhưng không đợi hắn nghĩ gì thêm toàn thân hắn chợt sờn cả gai ốc vì hắn nhìn thấy một chùm sáng xám đang lao về phía mình với tốc độ kinh người. Đó chính là chùm sáng đã xuyên thủng đại tinh cương quyền của hắn. Tốc độ nhanh quá, tránh không được rồi. Tốc độ của chùm sáng khiến Tưởng Hạo không thể tránh né, hắn nghiến răng, kim quang bùng phát biến thành tấm lá chắn chắc chắn ở đằng trước. Vút, chớp mắt chùm sáng đã đến nơi, trước bao ánh mắt chăm chú, nó bắn lên tấm lá chắn kim quang của Tưởng Hạo, rồi sắc mặt Tưởng Hạo, đầy vẻ kinh hoàng khi nhận ra lớp phòng ngự của hắn không hề có tác dụng gì cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy hắn. Sắc mặt trần chân nặng nề, thân thể khẽ run lên rồi bỗng biến mất. Nhất thiết phải ra tay rồi. Chương 668 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vút. Chùm sáng sám đi đến đâu, tấm lá chắn kim quang nhanh chóng vỡ vụn đến đấy. Tầng phòng ngự đủ để chống lại đòn công kích toàn lực của một cường giả thất nguyên niết bàn, lúc này như biến thành tấm giấy bìa vậy sắc mặt tưởng hạo hiện lên vẻ kinh hãi nhưng thân là một trong bốn đại đệ tử thân truyền hắn không phải là ngọn đèn cạn dầu vào lúc nguy cấp hắn cũng rất quả đoán chân dẫm lên tấm lá chắn mượn lực phản hồi để lùi về phía sau xoẹt đúng vào lúc ấy chùm sáng xám đã xuyên thủng tấm lá chắn hơn nữa còn lao về phía tưởng hạo với tốc độ kinh người bùm 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 sắc mặt tưởng hạo nặng nề vội vàng rút lui tay áo vung lên một luồng hoang kình mạnh mẽ bùng phát để chặn lại chùm sáng xám nhưng rõ ràng sự phản kháng của hắn không có được bao nhiêu tác dụng chùm sáng màu xám kia nhìn có vẻ không có gì đáng sợ nhưng sức phá hoại của nó lại vô cùng khủng bố vì thế mà hoang kình mà tưởng hạo đánh ra không hề ngăn được ánh sáng xám một chút nào xung quanh quảng trường lúc này thật sự đã náo động những đệ tử vốn đang ngồi tĩnh tọa đều đứng bật dậy sững sờ nhìn tưởng hạo trở nên chật vật vô cùng kia nhất thời ai cũng hiện lên vẻ mặt khó tin cục diện thay đổi quá nhanh vốn dĩ bọn họ tưởng đại tinh cương quyền mà xuất ra thì chắc chắn kết thúc chiến cục. Nhưng không ngờ lâm động không những đỡ được chiêu mà còn tấn công ngược lại tưởng hạo. Cả đỉnh núi ồ lên, thậm chí ba người bàng thống, phương vân, tống đan cũng sững người, nhìn nhau đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Soạt, tưởng hạo lúc này không có tâm tư để ý đến tiếng ồ trên đỉnh núi. Ánh mắt hắn dính chặt lấy chùm sáng sám đang lao tới, một cảm giác nguy hiểm rõ ràng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Bị đuổi kịp rồi, đồng tử tưởng hạo co rút lại, chùm sáng nhanh như chớp xuyên qua hư không đến trước mặt hắn. Ta không tin ta không chặn được ngươi. Tưởng hạo thật sự nổi giận, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ trong cơ thể, định tung ra một trường. Thế nhưng khi tưởng hạo sắp toàn lực tung trưởng, thì một thân ảnh già nua đã xuất hiện trước mặt hắn. Tay áo phất lên, một luồng nhu kình đẩy hắn bay đi, rồi người đó lật tay, nguyên lực rồi rào tạo nên một cái xoay ốc khổng lồ, chùm sáng xám chui vào vòng xoáy nguyên lực, rồi mọi người nhìn thấy trong xoáy ốc phát ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Trần chân, chân nheo mắt nhìn chùm sáng màu xám đang điên cuồng trong xoáy ốc, hai tay khẽ vỗ vào nhau, xoáy ốc lập tức biến mất, theo đó chùm sáng xám kia cũng tan biến. Khi Trần chân, chân giải quyết xong chùm sáng đó thì Tưởng Hạo cũng rơi xuống mặt đất, hắn ngẩng lên, gương mắt vẫn còn chút sợ hãi. Trên đỉnh núi lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần chân, chân, tất cả thầm nuốt nước bọt thân là đệ tử hoang điện, đương nhiên bọn họ hiểu những cuộc giao đấu bình thường giữa các đệ tử, các điện chủ sẽ không can thiệp trừ phi sự việc có phần vượt tầm kiểm soát. Ba người bàng thống thấy vậy, trong lòng cũng có chút chấn động. Lâm động, đó là hoang vu yêu nhãn phải không? Trần Trân nhìn lâm động với ánh mắt phức tạp, tư tốn nói. Vừa dứt lời, quảng trường vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh, đặc biệt là bốn người bàng thống, tưởng hạo, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Vũ kỹ của hoang điện đương nhiên có đại hoang vu kinh là bá đạo nhất, Bên dưới đại hoang vu kinh chính là tứ đại vũ kỹ, mà trong tứ đại vũ kỹ ấy, hoang vu yêu nhãn là khó tu luyện nhất. Mấy năm nay, tuy hoang điện không phải không có người tu luyện thành công, nhưng đa phần đều là các lão tiền bối, còn đệ tử thì không một ai đạt được đến mức đó thế nhưng lúc này, lâm động đã tu luyện thành công hoang vu yêu nhiều có lực sát thương hung hãn nhất. Điều này sao có thể không khiến mọi người chấn kinh? Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rất rõ, Lâm Động vào Vũ Kỹ Điện chỉ mới có 5 ngày nhưng chỉ trong 5 ngày đó, Lâm Động đã nắm được sơ bộ Hoang Vũ yêu nhãn. Hắn có phải là người không vậy? Bốn người bàng thống nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Thiên phú của bọn họ đều không tệ, nhưng nếu so sánh với Lâm Động thì quá mức bình thường rồi. Đương nhiên bọn họ không hề biết, Lâm Động đạt được mức này, một phần nhờ thiên phú, nhưng cũng là nhờ có thạch phù thần bí. Hoang vu yêu nhãn bá đạo tà dị, người thường căn bản cực khó nắm bắt nhưng lâm động có thạch phù thần bí nên hoàn toàn có thể chấn áp được nó mọi ánh mắt lúc này đều dồn về phía lâm động con mắt xám nơi chán lâm động cũng dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất ngay khi con mắt ấy biến mất gương mặt lâm động có phần tái nhợt lực sát thương của hoang vu yêu nhãn và lượng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực đều vượt ngoài dự đoán của hắn đòn công kích vừa rồi nếu không phải trần chân ra tay thì có lẽ tưởng hạo ít nhất cũng bị thương không nhẹ tình huống này hiển nhiên hắn không muốn nhìn thấy đây là hoang điện, không còn là chiến trường viễn cổ nữa, không thể đối đầu quyết liệt như trước được. Bẩm điện chủ, vũ kỹ vừa rồi đúng là hoang vu yêu nhãn. Lâm động ôm quyền với Trần Trân, cười khổ, nói, chỉ là vì đệ tử chỉ mới nắm bắt sơ bộ nên chưa khống chế tốt được nó. Vậy à? Trần Trân lầm nhầm một câu, rồi trầm mặc dường như đang muốn bình tĩnh lại tâm tình ba động của mình. Thấy Trần Trân như vậy, Lâm Động cũng không tiện nói gì, hắn biết việc mình tu luyện được hoang vui yêu nhãn với trần chân bọn họ mà nói chắc gây nên chấn động không nhỏ ngộ đạo cũng thầm cười khổ rồi trong lòng có chút vui mừng thiên phú mà lâm động thể hiện càng tốt thì hoang điện sẽ càng có lợi dù sao hoang điện của bọn họ đã lâu rồi không có đệ tử nào ưu tú như vậy hoang vui yêu nhãn có lực sát thương vô cùng khủng bố nếu sau này không khống chế được nó nên hạn chế sử dụng khi giao đấu với các sư huynh đệ ngoài ra vũ kỹ này có lực xâm thực rất lớn nếu không cần thiết thì đừng dùng nhiều Trần Trân dần lấy lại bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Vâng, đệ tử thụ giáo. Lâm Động cung kính gật đầu, hắn không nói nhờ có thạch phù mà hắn không phải lo lắng bị hoang vu yêu nhãn, xâm thực. Dù sao thạch phù thần bí cũng là bí mật lớn nhất của hắn, vốn là người thận trọng, hắn không muốn để lộ nó, dù rằng bọn Trần Trân hẳn là không có ác ý gì. Cuộc giao đấu đã phân thắng bại. Từ nay về sau, ngươi chính là đại đệ tử thân truyền thứ năm của hoang điện. Mọi người có ý kiến gì không? Trần chân, chân nhìn bốn người bọn bằng thống, hỏi, bốn người bằng thống lưỡng lự một chút rồi cùng lắc đầu. Lần này, dù là tưởng hạo cũng chỉ cười khổ, thực lực của Lâm Động khiến hắn không thể phản đối gì được. Khi bốn người bọn họ biểu thị không phản đối, trên quảng trường bỗng rộ lên tiếng hoan hô vang trời. Hàng vạn đệ tử nhìn thân ảnh cao gầy kia đầy cuồng nhiệt, gương mặt ánh lên vẻ kính sợ. Trận chiến hôm nay Lâm Động coi như đã hoàn toàn chinh phục được các đệ tử Hoang Điện, từ giờ hắn là người thăng cấp thành đại đệ tử thân truyền nhanh nhất trong lịch sử Hoang Điện chương 669 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi cuộc so tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo kết thúc, Hoàng Điện có thêm một vị đại đệ tử thân truyền. Chắc chắn khi tin này truyền đi sẽ gây chấn động không nhỏ trong đạo tông. Dù sao thì mấy năm nay chẳng có đệ tử nào mới vào đạo tông, không đến một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của một điện rồi. Sau khi tuyên bố Lâm Động trở thành đại đệ tử thân truyền thứ năm của Hoàng Điện, Trần Trân vung tay áo, mọi người nhìn thấy mặt đất bên cạnh bốn thạch đài lúc trước đột nhiên nhô lên nguyên lực hùng hồn trực tiếp biến thành một cái thạch đài thứ năm khác mà ở đây trong những cuộc so tài hàng tháng sau này cái này sẽ là chỗ ngồi riêng của lâm động đó là một sự tượng trưng cho thân phận lâm động cũng không khách khí thân hình lóe lên bay về phía thạch đài kia ha ha lâm động sư đệ chúc mừng trên gương mặt nghiêm nghị của bằng thống hiện nụ cười nhìn lâm động nói ba người còn lại cũng gật đầu với lâm động nếu là trước đây bọn họ vẫn khá coi thường lâm động vì xuất thân của hắn nhưng giờ suy nghĩ ấy đã biến mất hoàn toàn lực chiến đấu kinh người mà lâm động thể hiện vừa rồi cũng khiến bọn họ không dám có chút coi thường sau này mong bốn vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn lâm động cười thời gian hắn tu luyện ở hoang điện còn dài đương nhiên hắn không muốn làm ra vẻ cao ngạo mà làm hỏng quan hệ sư huynh đệ sau khi trải qua cuộc chiến thảm khốc ở chiến trường viễn cổ hắn cũng rất vui mừng vì không khí ở hoang điện dù sao trên thế gian này chẳng ai lại thích lúc nào cũng phải tranh đấu cả nhìn nụ cười thân thiện của lâm động bốn người bàng thống cũng gật đầu cười trong lòng không khỏi có chút cảm thán những việc lâm động đã trải qua cũng khiến bọn họ hiểu được lâm động có khi phách và quyết đoán bọn họ cũng hiểu qua về sự tàn khốc của các vương triều siêu cấp lâm động chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp mà từng bước đi đến được đây những gì hắn phải bỏ ra nếu kể tỉ mỉ chắc khiến bọn họ phải chấn kinh tiềm lực của tiểu sư đệ phi phàm chẳng trách Trần Trân và Ngộ Đạo Sư Thúc lại xem trọng như vậy bốn người nhìn nhau, đều nhìn ra được ý tứ trong mắt đối phương. Sau khi chào hỏi bốn người bàng thống, Lâm Động ngồi lên thạch đài của mình, rồi ngẩng đầu lên. Độ cao của thạch đài có thể khiến hắn nhìn xuống cả đỉnh núi, khi nhìn ra xa thì thấy cả biển người có đến hàng vạn đệ tử, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy kính sợ. Trên thạch tọa, Trần Trân ngồi lại về chỗ, rồi vung tay tuyên bố so tài tiếp tục. Nhưng đương nhiên những cuộc so tài tiếp theo sẽ không hung mãnh ác liệt như Lâm Động và Tưởng Hạo, có điều vì số lượng nhiều nên cũng khá hoành tráng đệ tử ký danh có số lượng nhiều nhất mà bọn họ lúc nào cũng muốn trở thành đệ tử chân chính của hoang điện vì chỉ khi thành đệ tử chân chính thì mới có tư cách vào quần sơn hoang điện để tu luyện như thế mới có tư cách tu luyện vũ kỹ thật sự cao thâm của hoang điện trong mỗi cuộc so tài hàng tháng này đều có không ít đệ tử ký danh muốn thể hiện hết thực lực của mình để mong được cất nhắc cuộc so tài lần này kéo dài gần một ngày thành tích cuối cùng cũng khiến hai người trần chân khá hài lòng trong hàng vạn đệ tử ký danh Lần này có hơn 100 đệ tử đủ tư cách trở thành đệ tử phổ thông của Hoang Điện, đồng thời cũng khiến thực lực Hoang Điện tăng lên. Chơi dần về tối, đỉnh núi sụp sôi cả ngày trời cũng dần trở nên tĩnh lặng. Các đệ tử dần giải tán, tiếng gió vù vù thổi không ngừng. Lâm Động cũng đứng dậy, vươn vai, định cùng bọn Mạc Lăng rời đi thì Ngộ Đạo đã xuất hiện bên cạnh. Tiểu tử, hôm nay biểu hiện tốt lắm. Ngộ Đạo cười tít mắt, nói. Thầy, Ngộ Đạo sư thúc quá khen rồi. Ta chỉ vừa hay đủ điều kiện tu luyện hoang vũ yêu nhãn mà thôi, hơn nữa giờ vẫn còn chưa tu luyện thành công hoàn toàn mới chỉ nắm được sơ bộ mà thôi lâm động cười nói tuy ngộ đạo là phó điện chủ hoang điện thân phận địa vị rất cao nhưng trước mặt ông lâm động không hề quá giữ kẽ tiểu tử này ngộ đạo lắc đầu cười trầm ngâm một chút rồi nói giờ ngươi đã là đại đệ tử thân truyền của hoang điện rồi sau này tu luyện sẽ tốt hơn ba tháng nữa đại hoang vu bi sẽ mở ra còn việc liệu có được tham ngộ được gì hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi ba tháng nữa lâm động hơi khựng người một chút rồi sâu trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt hắn biết tuy hiện giờ bản thân đang rất có khí thế nhưng chẳng qua cũng chỉ ở đây mà thôi đạo tông rộng lớn như vậy ba điện còn lại cường dài nhiều như lá trên cây muốn thật sự nổi trội ở cả bốn điện nhất định phải tu luyện thành công đại hoang vu kinh nếu không thì hắn sẽ vẫn bị lép vế trước các đệ tử đỉnh cấp đã tu luyện tam đại kỳ kinh kia hơn nữa có lẽ gần đây cũng có nhiều người thậm chí là các đệ tử hoang điện đều đợi ngày đại hoang vu bi mở ra nếu lâm động thật sự được tham ngộ thì danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ vượt qua bốn đại đệ tử thân truyền thậm chí có thể sáng ngang với các đệ tử đỉnh cao của ba điện còn lại đương nhiên nếu không thành công thì cũng khó tránh khỏi những lời đàm tiếu biểu hiện trước đó của hắn quá xuất sắc thậm chí có xu hướng sánh được với người có địa vị cao trong lòng tất cả đệ tử hoang điện vì thế nếu thất bại chắc chắn sẽ khiến không ít đệ tử hoang điện thất vọng thành tích vừa rồi so với việc tham ngộ đại hoang vu kinh thì chẳng đáng nhắc đến lâm động nhìn ánh mắt khẩn thiết của ngộ đạo môi mím lại bất giác trên vai hắn có không ít sự kỳ vọng ta sẽ dốc hết sức lâm động khẽ nói sau khi đại hoang vu bi mở ra không lâu là sẽ đến điện thí lần này hoang điện chúng ta có được thành tích ra sao có lẽ phải dựa vào năm người các ngươi rồi ngộ đạo cười nói đại sư tỷ ứng tiếu tiếu ở thiên điện thực lực thế nào lâm động chớp chớp mắt bỗng hỏi tiếu tiếu ấy à thiên phú rất cao hiện nay chắc đã sung kích nhất bản kiếp lần thứ 9 rồi ngộ đạo chép miệng xung kích niết bàn kiếp lần thứ 9. Tim Lâm Động run lên, quả nhiên không hổ là đại sư tỷ thiên điện, thực lực này có lẽ tương đương Lăng Thanh Trúc kia. Ta từng nghe vị bằng hữu Lâm Điêu của ngươi từng nói, hình như ngươi và Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từng có mối quan hệ rắc rối phải không? Ngộ Đạo bỗng hỏi. Sao? Lâm Động sững người, ngẩng lên nhìn vẻ mặt cổ quái của Ngộ Đạo, rồi hắn cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, cười khăn một tiếng không biết đáp ra sao lẽ nào nói với ngộ đạo rằng năm đó hắn đã chiếm hữu thân thể cô nương đó sao lời này mà truyền ra có lẽ không đến một ngày sẽ có vô số người đến đạo tông tìm hắn gây phiền toái a à, chật chật nhãn quang của tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ lăng thanh trúc cũng là nhân vật có tiếng trong hàng đệ tử trẻ tuổi của đông huyền vực ngay cả tiếu tiếu cũng thua kém nàng ta một bậc mấy năm nay không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi theo đuổi muốn có được trái tim người đẹp nhưng chẳng ai được kết quả gì ngộ đạo vỗ vỗ vai lâm động mục tiêu người chọn rất có tính thách thức cố lên ta tin vào ngươi nếu ngươi giành được lăng thanh trúc thì chắc sắc mặt của đám bà la sát cửu thiên thái thanh cung sẽ phong phú lắm a à, lâm động cười bối rối nói thế cũng đánh giá hắn hơi cao rồi hắn hiểu khoảng cách giữa mình và lăng thanh trúc dù bao năm nay gian khổ nỗ lực nhưng khoảng cách vẫn không nhỏ chỉ có điều khoảng cách ấy đã có thể nhìn thấy chứ không còn xa xôi như trước đây nữa nỗ lực của hắn không phải không có thành quả Hiện giờ hắn cũng không còn là thiếu niên non nớt xưa kia nữa. Hít sâu vào một hơi, Lâm Động quay đầu nhìn về phương xa. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hiện lên sự kiên định. Thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, giờ không có lý do gì để từ bỏ cả. Lăng Thanh Trúc, ta rất mong chờ ngày chúng ta lại gặp nhau. Chương 670 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngày so tay hàng tháng đã hạ màn, hoang điện trong khoảng thời gian kế tiếp, lại lần nữa khôi phục lại cái yên tĩnh của trước kia chỉ có điều trong sự yên tĩnh đó trong miệng rất nhiều đệ tử hoang điện đều có thêm một cái đề tài nói chuyện mà cái đề tài đó tự nhiên không sao tách khỏi được cuộc so tài hàng tháng kia lâm động và tưởng hạo đã có một trận giao thủ kinh tâm động phách tin tức lâm động đã tu luyện thành công hoang vu yêu nhãn cũng nhanh chóng được loan truyền điều này khó tránh khỏi việc dẫn đến sự chấn động lan rộng không ít đệ tử hoang điện đều âm thầm tắc lưỡi vì tài năng thiên phú của lâm động mà hâm mộ không thôi mà cũng chính vì trận kịch chiến cùng với tưởng hạo vào ngày so tài hàng tháng hôm đó lâm động đã hoàn toàn vững chân với thân phận đại đệ tử thân truyền thứ năm ở hoang điện đã khiến cho địa vị của hắn ta như diều gặp gió trong hoang điện thường ngày rất nhiều đệ tử hoang điện gặp mặt hắn cho dù là tuổi tác có lớn hơn hắn đều phải tỏ ra cung kính khom người gọi lâm sư huynh tuy nói rằng đối với loại đái ngộ như thế này tận đáy lòng lâm động không phải cực kỳ để ý nhưng điều này đối với những đệ tử cùng nhau gia nhập hoang điện với lâm động như bọn mạc lăng mà nói lại là một việc hết sức tốt đẹp trong hoang điện tuy nói là yên tĩnh nhưng dù sao vẫn khó tránh khỏi những sự cạnh tranh và phân chia phe phái dựa theo tình hình bình thường những đệ tử mới gia nhập như bọn họ địa vị tự nhiên là thấp nhất bởi vì bọn họ không có bất kỳ chỗ dựa nào cả thường ngày trong một vài điều kiện tu luyện tự nhiên là phải thua kém hơn so với những đệ tử lâu năm nhưng lần này với sự thăng tiến nhanh như thiểm điện lên làm đại đệ tử thân truyền của lâm động những đệ tử mới gia nhập như bọn họ cũng đã có được chỗ dựa mà còn mượn tên tuổi của lâm động những đệ tử lâu năm trong hoang điện cũng không dám gây khó dễ bọn họ vì thế cũng khiến cho bọn người mạc lăng ít bị trở ngại hơn rất nhiều mà loại tình huống thế này ngay cả lâm động cũng chưa phát giác ra sau lưng hắn đang có không ít đệ tử bắt đầu lặng lẽ hội tụ lại trong mơ hồ đang dần dần xuất hiện dấu hiệu hình thành nên một phe phái mới tôn hắn lên là thủ lĩnh Đương nhiên, loại dấu hiệu này, Lâm Động không hề để ý, cho dù là ngẫu nhiên phát giác cũng chỉ là cười trừ. Hắn không hề có tư tưởng kéo bè kết phái, có điều đám người bằng hữu của hắn như là bọn Mạc Lăng, cũng đều đến từ Vương triều Đại Viêm, nếu như bọn họ gặp phải phiền toái, hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Mà nương theo địa vị đại đệ tử thân truyền của Lâm Động đã định hắn hôm nay cũng xem như là bắt đầu chính thức trở thành đệ tử hạt nhân của Hoang Điện, tương lai hắn lại có thể bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thật sự của một đệ tử Hoang Điện sau cuộc so tài hàng tháng khoảng một thời gian, phần lớn thời gian của Lâm Động đều trải qua trong vũ kỹ điện. Đương nhiên, tạm thời hắn không có mơ mộng hão huyền đem ba môn tam đại vũ kỹ còn lại, cũng đều thu tóm luôn, mỗi lần đi đến vũ kỹ điện, ngoài việc ngồi trên hoang thạch hấp thu hoang kình tu luyện hoang quyết ra, thì hắn luôn luôn ở trước tấm bia đá hoang vụ yêu nhãn, sức sát thương của hoang vu yêu nhãn vô cùng biến thái trong lúc cùng với tưởng hạo giao thủ lâm động đã tự mình thể nghiệm qua loại vũ kỹ này quả thực rất lợi hại cho dù là lâm động bây giờ cũng chỉ là nắm giữ sơ bộ còn xa mới có thể đạt đến bước thu phát tự nhiên vì thế trong khoảng thời gian một tháng này tinh thần hắn không ngừng tiến đến không gian tinh thần trong tấm bia đá ở đó hắn không ngừng tiếp nhận sự công kích đáng sợ của đầu dị thú hoang kia tuy nói rằng cách tu luyện này có xu hướng tự hủy hoại mình nhưng lâm động lại ý vào có thạch phù thần bí mà không chút sợ hãi loại lực ăn mòn cực kỳ âm sát đó mà dưới việc tu luyện theo kiểu tự hủy hoại mình như thế này lâm động cũng có thể thấy được trong thời gian một tháng hắn đối với việc khống chế hoang vu yêu nhãn cũng trở nên thuần thục hơn điều này làm cho hắn rất vui mừng mặt khác sau khoảng thời gian ra vào vũ kỹ điện hắn đối với vị lão nhân mù kia đã trở nên quen thuộc hơn không ít mà cái vị lão nhân mù này ở trong mắt của rất nhiều đệ tử hoang điện là một lão nhân có tính tình tương đối cổ quái nhưng đối với lâm động lại rất nhiệt tình đặc biệt là sau khi lão biết lâm động đã tu luyện thành công hoang vu yêu nhãn cái loại nhiệt tình ấy càng trở nên sâu nặng hơn sự nhiệt tình ấy ngay cả hai người trần chân và ngộ đạo bọn họ cũng khó có thể được đãi ngộ qua trong lúc tiếp xúc lâm động cũng biết được tên bọn họ của lão nhân mù loà này cổ mặc giống như lúc lâm động vừa mới gặp lão lần đầu vậy cô độc trầm mặc có điều địa vị của lão nhân lại khiến cho lâm động có phần kinh ngạc vị lão nhân này lại là một vị trưởng lão của đạo tông địa vị thân phận này so với hai người trần chân ngộ đạo còn cao hơn một bậc hơn nữa điều khiến cho lâm động kinh ngạc nhất là vị trưởng lão cổ mặc này tuy rằng lúc đầu tu luyện hoang vu yêu nhãn thất bại hơn nữa còn khiến cho hai mắt của lão bị mù nhưng sau đó lão lại dùng một nghị lực còn lớn hơn nữa mà mạnh mẽ tu luyện lại lần nữa và đã tu luyện thành công điều này làm cho lâm động cảm thấy khiếp sợ chỉ có người đã tu luyện hoang vu yêu nhãn mới biết được khí tức âm sát của loại vũ kỹ này có thể làm tổn hại đôi mắt nghiêm trọng đến thế nào không ngờ vị trưởng lão cổ mặc này sau khi trả giá bằng đôi mắt chính mình lại không chịu bỏ cuộc mạnh mẽ tu luyện thành công đương nhiên cái loại tu luyện này cũng là có chút tâm lý liều mạng không còn gì để mất nữa dù sao thì cặp mắt cũng đã mù cho dù có bị ăn mòn nữa thì có thể ăn mòn đến đâu chứ hơn nữa vị trưởng lão cổ mặc này sau đó từ bỏ hẳn việc tu luyện nguyên lực chủ yếu tu luyện tinh thần lực tinh thần lực phóng thích ra nhìn thấy thế giới ngược lại càng rõ ràng hơn là nhìn bằng mắt thường Lâm Động xem ra, sở dĩ vị trưởng lão cổ mặc này nhìn hắn bằng một con mắt khác, chỉ sợ rằng nguyên nhân chính là do cả hai người bọn họ cũng đều tu luyện hoang vu yêu nhãn mà thôi. Cứ như vậy, trong thời gian một tháng lại trong sự yên tĩnh này mà trôi qua. Trong một tháng này, Lâm Động cũng được xem là dần dần hòa nhập vào cái nơi hoang điện xa lạ mà vô cùng thân thiết này này, có lẽ sau này, nơi này sẽ trở thành một ngôi nhà thứ hai của hắn, chi ít đến hiện tại, đối với điều này, cho dù là Lâm Động từ trước đến giờ tâm tính vẫn luôn cẩn thận, trong lòng cũng không sinh ra ý bài xích như trước nữa. Cuộc sống của Hoang Điện, tuy không có cái loại lúc nào cũng nom nóp lo sợ chuẩn bị liều mạng, đổ máu với người khác như lúc trong chiến trường viễn cổ, thế nhưng cái loại yên tĩnh đó, lại làm cho trong lòng Lâm Động trở nên bình thản cái loại tàn nhẫn cùng, với lệ khí thấm trong xương cốt của hắn còn sót lại từ lúc trong chiến trường viễn cổ, cũng trong loại không khí bình thản yên lặng này mà Lặng Yên thu liễm lại. Phù, trước tấm bia màu đen, một thân hình gầy gò lặng lặng ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau, con mắt màu đen trên tấm bia đá đột nhiên nháy động một cái, từng đạo ba động kỳ dị phát ra, cuối cùng đều bắn vào cái khe màu xám nhạt ngay tại mi tâm của đạo thân ảnh đang ngồi phía trước mặt. Cái khe màu xám nhạt dần dần tản đi, mà hai mắt Lâm Động cũng từ từ mở ra, đạo hôi mang quỷ dị trong mắt lóe lên rồi tan biến, sau đó khuôn mặt hắn cũng hiện lên một nụ cười. Xem ra khoảng thời gian này Hoang Vu Yêu Nhãn của ngươi tiến triển cũng không chậm nhỉ. Sau lưng Lâm Động, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, Lâm Động quay đầu hướng về phía lão nhân mù tay cầm cái chổi cười cười, nói, vẫn phải đa tạ Mặc sư thúc đã bên cạnh chỉ điểm. Nếu như dựa vào thân phận mà tính, thì Lâm Động phải tôn xưng cổ mặc một tiếng trưởng lão, nhưng mà lão già này tính tình cổ quái, sau khi Lâm Động hắn gọi một tiếng lúc đầu, liền quát tháo bắt hắn sửa lại, gọi là sư thúc. Mà Lâm Động cũng không phải là kẻ cổ hủ, thay đổi gọi là sư thúc, ngược lại lộ vẻ thân mật hơn. Nếu như không có thiên phú, chỉ điểm như thế nào cũng đều vô dụng, người tiểu tử này càng ngày càng câu nệ à. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân mù lóe lên một nụ cười, chợt phất phất tay nói, ra ngoài đi, ngộ đạo đang ở ngoài vũ kỹ điện, có lẽ tìm ngươi có việc đấy vâng lâm động ngơ ngác chợt cười gật gật đầu cũng không nói nhảm đứng dậy hướng về phía cổ mặc thi lễ một cái liền nghênh ngang đi ra ngoài đi ra trước vũ kỹ điện lâm động cũng không bất ngờ khi gặp ngộ đạo đang đứng chắp tay đợi ở phía trước khoảng thời gian một tháng này hắn gặp mặt ông ta tương đối ít có lẽ trong đạo tông cũng có không ít chuyện thân là phó điện chủ hoang điện ngộ đạo hiển nhiên bận rộn hơn nhiều so với hắn một kẻ chỉ biết vùi đầu vào việc tu luyện Ngươi tiểu tử này lại thực sự biết cách tạo quan hệ à? Thời gian không đến một tháng đã mua chuộc được lòng Mặc sư huynh. Hiện tại ngay cả ta cũng không được cho phép vào làm phiền ngươi lúc ngươi đang tu luyện nữa. Ngộ đạo thấy Lâm động đi ra cũng không nhịn được, vừa cười vừa mắng. Lâm động mỉm cười, hắn không biết rõ tình hình, không ngờ cổ Mặc sư thúc có tính cách như thế, lại dám đuổi cả Ngộ đạo ra ngoài như thế. Ngộ đạo sư thúc có việc ư? Lâm động nháy mắt mấy cái, cười híp mắt nói, ừ, lần này ngươi phải xuất tông một chuyến. Bên trên có đưa xuống một vài nhiệm vụ cần đám đệ tử các ngươi phải hoàn thành, coi như là ngươi ra ngoài luyện tập một chuyến đi, ngươi là người mới, cho nên cũng không phải phụ trách trách nhiệm bao nhiêu, dù sao vẫn còn có các đệ tử khác trong các điện, coi như là ra ngoài thích ứng một chút đi." Ngộ đạo vừa cười vừa nói. "Xuất tông sao?" Lâm Động sừng sốt một chút, sau đó vẫn gật gật đầu. Hắn biết rõ loại tông phái siêu cấp thế này, phần lớn đều sẽ giao cho đệ tử một vài nhiệm vụ xem như là cơ hội để rèn luyện, mà trước mắt dường như hắn đã nhận được một cái đi theo ta ta dẫn người đến gặp mặt mấy người đồng hành lần này của ngươi trước ngô đạo hướng về phía lâm động cười cười sau đó liền quay người lướt đi lâm động hồ nghi nhìn theo bóng dáng của ngộ đạo lúc trước nụ cười của lão già này rõ ràng là có chút cổ quái nhưng mà lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều thân hình khẽ động nhanh chóng đi theo hai người lướt qua dãy núi chỗ hoang điện sau đó hướng đến một đỉnh núi khổng lồ ở phương bắc phóng tới lúc rơi xuống mặt đất ánh mắt lâm động nhanh chóng nhìn quanh sau đó biểu hiện trên mặt liền ngưng trọng một lát Lúc này, trên sân thượng, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh đang lười biếng nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt to long lanh kia lộ ra một chút cảm giác trêu đùa tinh quái, cùng với một loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ. Thiếu nữ này chính là cô nàng lúc lâm động, vừa vào đạo tông đã cho rằng hắn là một kẻ nói khoác mà không biết ngượng, tự cho mình là đúng, ưng hoan hoan. Chương 671 ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, trở thành vệt sáng chiếu rọi trên người thiếu nữ mềm mại, nhỏ nhắn và thon dài, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt mái tóc dài đen nhánh, được người thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa thả buông dài xuống chỗ eo, chỗ đuôi ngựa mang theo một chút đường cong, một loại thanh xuân và sức sống, lặng yên lan tỏa ra, khiến cho tinh thần của những người xung quanh đều âm thầm chấn động. Bất kỳ ai khi lần đầu tiên trông thấy thiếu nữ thanh khiết này, e rằng tâm tình đều có chút vui sướng chỉ có điều lâm động lại là ngoại lệ hắn nhìn đôi má xinh đẹp của ứng hoan hoan lại không kềm được sờ sờ mũi không ngờ người bạn đồng hành lần này lại là nàng ta Bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao nụ cười của ngộ đạo lúc nãy lại cổ quái như vậy, thì ra lão già này sớm đã biết rồi. Ánh mắt của lâm động, dừng lại một chút trên người ứng hoan hoan sau đó liền bỏ sang một bên, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, còn có hai gã man tử đứng ngạo nghễ. Hai người này dáng người cao gầy, bộ dạng cũng là có chút bình thường, hai người một mặc áo trắng, một mặc áo đen, thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ khí vũ hiên ngang, chỉ có điều trong ánh mắt mà bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn lâm động, không khó phát hiện một loại khí chất cao ngạo. Đương nhiên Lâm Động cũng chẳng có suy nghĩ gì đối với việc này, những năm gần đây Hoàng Điện luôn ở vị trí thấp nhất, khi những đệ tử khác của Tam Điện nhìn thấy bọn họ, khó tránh tự nhiên có chút cảm giác ưu việt như vậy. Hơn nữa, từ bên trong cơ thể hai người này, phát ra một loại nguyên lực ba động không thua kém gì đám người tưởng hạo, cũng làm cho Lâm Động hiểu ra, hai người này trong điện của bọn họ chắc có địa vị không thấp, thậm chí nói không chừng cũng là thân phận đại đệ tử thân truyền, có chút ngạo khí cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, người của Hoàng Điện cũng đến rồi sao? đứng phía trước ba người ứng hoan hoan, một lão già tóc trắng cười tùm tìm nhìn ngộ đạo, cùng với lâm động vừa đáp xuống giữa sân, cười nói. Ngộ đạo cười gật gật đầu, chắp tay với lão già tóc trắng kia, sau đó nói với lâm động, đây là trưởng lão bạch hoa. Tiểu tử này chính là người gần đây đã gây ra náo động không nhỏ, của hoang điện các ngươi, lâm động đấy sao? Vào điện chưa quá một tháng, đã trở thành đại đệ tử thân truyền, tốc độ này có thể thật sự phá kỷ lục đạo tông chúng ta rồi đấy. Trưởng lão Bạch Hoa nhìn chằm chằm lâm động, cười nói, giọng nói của trưởng lão Bạch Hoa vừa kết thúc, ánh mắt của ứng hoan hoan ở phía sau lão đã không nhịn được lườm lâm động một cái. Sự việc này nàng ta hiển nhiên cũng nghe nói qua, mà ngay khi nhận được tin tức này, không chỉ nàng, ngay cả tỷ tỷ ứng tiếu tiếu của nàng cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đều là chưa từng ngờ tới lâm động, lại có thể trong khoảng thời gian nhanh như vậy, trở thành đại đệ tử thân truyền của hoang điện. Trưởng lão đã quá khen, chẳng qua là các sư huynh khiêm nhượng mới để cho ta thuận lợi vượt qua. Lâm động mỉm cười, nói, đối với những lời nói khiêm tốn này của lâm động trưởng lão bạch hoa nghĩ đến có chút ưa thích vuốt vuốt chóm râu gật gật đầu nói với ngộ đạo không kiêu ngạo không nóng này là một hạt giống tốt hoang điện ngươi lần này vận khí không tệ a à. đúng vậy ngộ đạo cười lớn một tiếng không hề có chút khách khí nào biểu hiện trong khoảng thời gian này của lâm động có thể nói là nhiều lần vượt quá dự liệu của hắn dựa theo loại tốc độ này chỉ cần cho lâm động thêm một chút thời gian có lẽ thành tựu sau này nhất định sẽ rất cao Trưởng lão Bạch Hoa cười cười, lúc này ánh mắt nhìn bốn người lâm động chung quanh, nói, lần này bốn người các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, do hoan hoan dẫn đầu, còn nhiệm vụ chính xác, đợi sau khi xuất phát, nàng ta sẽ nói rõ với các ngươi. Nghe được những lời của trưởng lão Bạch Hoa, lâm động liền sừng sốt một chút, ánh mắt không kềm được có chút hồ nghi nhìn cô nàng ứng hoan hoan, mặc áo trắng váy xanh trước mặt, để cho một cô nàng thoạt nhìn có chút thanh khiết mơ mộng dẫn đầu hay sao, khóe miệng lâm động hơi nhếch lên, dù sao hắn cũng là người bước ra từ chiến trường viễn cổ, không ngờ bây giờ lại phải để cho một tiểu nha đầu này làm người đứng đầu. Nhưng mà điều làm cho lâm động thấy có chút kỳ quái là, đối với những lời này của trưởng lão Bạch Hoa, hai tên nam tử của địa điện và hồng điện bên cạnh lại không có chút gì kinh ngạc, dường như không có chút dị nghị nào đối với loại an bài này. Nhà đầu này chẳng lẽ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài sao? Lâm động lẩm bẩm một tiếng. Thế nào? Ngươi có ý kiến đối với sự an bài của trưởng lão Bạch Hoa sao? Ngay lúc tiếng lầm bầm của lâm động vừa dứt, giọng nói trong trèo êm tai của cô nàng thiếu nữ kia liền vang lên bên tai. Hắn ngừng đầu, liền nhìn thấy ứng hoan hoan lại đang nở một nụ cười chết người với hắn. Chỉ có điều, trong đôi mắt to của nàng, lâm động lại nhìn thấy một sự rào hoạt giống như tiểu hồ ly, hắn cũng đành buông tay sảng khoái, trưởng lão nói thế nào, ta làm như thế đó, Phản ứng của Lâm Động cực nhanh, làm cho hàng lông mi hình trăng non của Ứng Hoan Hoan khẽ rung lên, sau đó đành phải thu lại những lời lên giọng muốn nói, khóe môi nhếch lên, nói, "Ta dẫn đội xuất tông rèn luyện đã không dưới 10 lần rồi, kinh nghiệm không phải một lính mới như các ngươi có thể so sánh được. Trên thế giới này, không phải là tuổi tác lớn thì có thể làm ra vẻ đâu." Nàng vừa nói những lời này ra, thì ngay cả Ngộ Đạo và trưởng lão Bạch Hoa bên cạnh cũng đều ngẩn người, chợt bất đắc dĩ lắc đầu đây chính là nằm yên mà cũng trúng thương nữa nhà đầu này miệng lưỡi sắc bén như vậy sắc mặt lâm động bình thản tuy nói rằng cái loại bộ dáng này của ứng hoan hoan cùng với kinh nghiệm mà nàng nói hoàn toàn không phù với tuổi tác của nàng ta khiến cho hắn có chút bất ngờ nhưng mà cũng chỉ là như vậy mà thôi có lẽ nếu nói về bối cảnh nội tình chẳng hạn lâm động so ra kém xa nàng nhưng người vừa mới bước ra từ chiến trường viễn cổ tàn khốc như lâm động mà nói còn có được sự cẩn thận và tàn nhẫn mà các đệ tử tông phái siêu cấp bọn hắn không có nhưng mà sắc mặt bình thản của lâm động lọt vào mắt ứng hoan hoan lại khiến nàng có chút cắn chặt răng tên gia hỏa này cũng không nể tình rồi xuất phát thôi ánh mắt ứng hoan hoan tràn ngập sức sát thương lườm lâm động một cái sau đó cũng lười tiếp tục dây dưa nữa bàn tay thon dài trắng như ngọc đưa ra giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khiến cho người ta có cái cảm giác nhìn không rời ánh mắt được véo ngón tay ngọc nhỏ nhắn của ứng hoan hoan ở chỗ hư vô trước mặt tùy ý vẫy một chút lại có âm thanh trong trèo im lặng truyền ra sau đó nhanh chóng khuếch tán ra trên bầu trời quát ngay khi làn sóng âm kia khuếch tán đi không lâu chỉ thấy được cách đó không xa trong một ngọn núi cực lớn xanh um một tiếng kêu lớn vang đến sau đó một con đại bàng màu xanh đen liền vỗ cánh mang theo cuồng phong bay đến phía trên sân đi thôi đi nhanh về nhanh thân thể mềm mại của ứng hoan hoan khẽ động liền lướt qua thanh điêu gai tên đệ tử của đại điện và hồng điện kia nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đi lên theo Lâm Động hơi chút trần chờ, chắp tay chào Ngộ Đạo và Bạch Hoa một cái, lúc này mới lướt lên. Soạt. Sau khi ba người lướt lên thanh điêu, bàn tay ngọc của ứng hoan hoan vỗ nhẹ lên thân thanh điêu một cái. Con thanh điêu kia liền vỗ mạnh cánh, mang theo cuồng phong gào thét nhanh như thiểm điện bay vút ra. Trên sân bên dưới, ngộ đạo nhìn theo thanh điêu đã bay xa, lúc này mới quay đầu, nói, lần này bọn họ sẽ đi huyết nham địa ư. Ừm, nơi đó rất hỗn loạn, long xà lẫn lộn, để bốn người trẻ tuổi bọn họ đi không có việc gì chứ, ngộ đạo nhíu nhíu mày nói yên tâm đi không có chuyện gì đâu Đạo tông chúng ta ở đó có một cái quặng mò niết bản tinh khoáng nghe nói lần này có chút dị động nghĩ lại có lẽ là yêu thu quấy phá bốn người bọn họ cũng đều là những người nổi bật trong tứ điện có lẽ có thể ứng phó được Bạch hoa cười nói nghe vậy ngộ đạo cũng không nói thêm lời nào nữa chỉ có điều trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác bất an phía trên chân trời, thanh điêu vỗ vỗ đôi cánh lớn, cuồng phong đột khởi, với tốc độ như vậy thật là có chút cảm giác nhanh như thiểm điện vậy. Lâm động xếp bằng trên lưng rộng lớn của thanh điêu, con thanh điêu này hiển nhiên cũng không phải là con vật tầm thường, quanh thân đều có năng lượng mạnh mẽ tuôn ra, chống đỡ các luồng phong áp phía trước mặt, bởi vậy ngồi trên lưng nó sẽ không cảm giác được cuồng phong ập mặt mà tới. Trên lưng thanh điêu, ứng hoan hoan ngồi trước nhất, hai tên đệ tử của địa điện và hồng điện kia, và nàng ta tự hồ cũng quen biết nhau, ngồi bên cạnh nàng vui vẻ trò chuyện lâm động có thể cảm thấy hai người này dường như đối với ứng hoan hoan có chút ái mộ đối với việc này lâm động cũng không thấy bất ngờ ứng hoan hoan thiên phú tuyệt hảo lại xinh đẹp đáng yêu cái loại sức sống thanh khiết đó dường như có thể cảm nhiễm được người khác cho dù là lâm động đôi khi cũng khó tránh có xúc động cho nên hai tên đệ tử này thích nàng cũng không có gì là kỳ quái ánh mắt lâm động dần dần rút khỏi đám ba người ứng hoan hoan ánh mắt nhìn cánh rừng bao la bạt ngàn lùi dần về phía sau cùng với tốc độ bay cực nhanh của thanh điêu trong lòng lại không kiềm được mà nghĩ đến tiểu điêu và tiểu viêm cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi lâm động mắc máy miệng hai người tiểu điêu rời đi cũng có hơn một tháng rồi nhưng từ đó đến nay lâm động lại không nhận được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến bọn họ tuy rằng hắn biết rõ tiểu điêu có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh được có chút lo lắng thói quen nhiều năm trên đường dựa vào nhau phấn đấu như vậy, bây giờ đột nhiên tách ra, lại khiến cho Lâm Động có chút không thích ứng lắm. Này, lúc Lâm Động thoáng có chút thất thần, đột nhiên một giọng nói trong trèo từ phía trước truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên, chợt ngơ ngác một chút, lúc này cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, thiếu nữ mặc áo trắng váy xanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, đôi mắt to long lanh giống như hồ nước, xinh đẹp lạ thường. Sao thế? trong lòng thất thần vì một màn thoáng qua làm động lòng người thế nhưng rất nhanh lâm động cũng phục hồi lại tinh thần nói ngươi không hòa đồng với mọi người sao mọi người đều là sư huynh đệ ngươi như thế này sẽ làm cho người khác cho rằng ngươi rất cao ngạo bình thường đệ tử đạo tông chúng ta hành sự cũng không phải là như vậy ứng hoan hoan nói những lời chỉ đạo như thế lại phối hợp với dung nhan thiếu nữ của nàng ta quả thực làm cho người ta có chút buồn cười Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đây không phải là các ngươi cố tình cô lập ta hay sao, sao lại là ta cao ngạo. Lần này ra ngoài, chúng ta coi như là bạn đồng hành rồi, ngươi là người mới, ta sẽ chăm sóc ngươi một chút, cũng đừng lo lắng, cứ coi như một trận luyện tập vậy. Lúc ra đi ngươi tứ chỉ kiện toàn, khi trở về ta cũng sẽ không để ngươi mất đi một miếng thịt nào đâu." Ứng Hoan Hoan nở nụ cười dịu dàng nói. Lâm Động vuốt mũi, cũng không nhịn được bật cười, trong lòng đối với người con gái trước mắt có chút hảo cảm mặc dù tính cách nàng có chút tinh quái nhưng mà cũng không thực sự xấu ha ha lâm động sư đệ yên tâm đi đến lúc có chuyện chúng ta sẽ cùng chống đỡ lần này để coi như mở rộng kinh nghiệm là được rồi bên cạnh ứng hoan hoan hai tên nam tử đến từ địa điện và hồng điện cũng cùng phụ họa cười to nói chỉ có điều trong tiếng cười của bọn họ lại có thêm một chút đắc ý lâm động chỉ mỉm cười chẳng nói năng gì cả nghe nói ngươi đã luyện thành công hoang vu yêu nhãn của hoang điện rồi à ứng hoan hoan nhìn chằm chằm lâm động đột nhiên hỏi Câu nói vừa dứt, ánh mắt của hai tên nam tử bên cạnh cũng ngưng trọng lại một hồi, hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tiếng của hoang vu yêu nhãn. Vận khí tốt, miễn cưỡng xem như là đã học được. Lâm động hơi chút trần chờ, lúc này mới gật gật đầu. Ô, ứng hoan hoan khẽ gật đầu, cặp mắt dễ thương khẽ cụp xuống, đôi mắt to chớp chớp. Nàng vẫn còn nhớ, lúc tỷ tỷ nàng nghe được tin tức này, sắc mặt thể hiện khá kinh ngạc. Nhìn không ra sao, ngươi lại có chút bản lĩnh a? À lúc đầu ta đưa ra những đánh giá về ngươi, bây giờ ta thu lại những lời tự cho là đúng đó nhé. Ứng hoan hoan duỗi cái lưng mệt mỏi, vòng eo mềm mại bị dãy đay lưng màu xanh buộc xung quanh, để lộ ra đường cong mê người. Nàng mệt mỏi lườm lâm động một cái, rồi nói. Nghe vậy, lâm động lập tức có chút giờ khóc giờ cười, ứng hoan hoan thu lại cái nàng ta đã nói tự cho là đúng, đó chính là nói trên người hắn vẫn còn bị gán cái mác là nói khoác, mà không biết ngượng. Còn cách đánh giá còn lại, đợi khi ngươi lĩnh hội được đại hoang vu kinh rồi nói sau, dường như biết rõ những suy nghĩ trong lòng lâm động, giọng nói bay bồng của ứng hoan hoan lại truyền đến lần nữa. Nhìn đôi má xinh đẹp kia của nàng thiếu nữ, lâm động cũng cười cười, nói, ta nhớ là, hình như ngươi đã từng nói qua, nếu như ta có thể lĩnh hội đại hoang vu kinh, ngươi sẽ đáp ứng với ta bất cứ yêu cầu gì. Ứng hoan hoan sững người, khuôn mặt lập tức hiện lên một tia ửng đỏ, chợt cắn nhẹ hàm răng ngà, hung hăng trợn mắt nhìn lâm động, quay người lại, chỉ sợ ngươi không có tư cách nói yêu cầu này mà thôi nhìn cô nàng vẫn phát ra một chút nộ khí xinh đẹp lâm động mỉm cười xem ra nhiệm vụ lần này cũng không buồn tẻ như trong tưởng tượng a à, ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Chương 672 lần này nơi mà chúng ta đi gọi là Huyết Nham Địa, cách đạo tông khoảng 5 ngày lộ trình, bởi vì khu vực đó vừa đúng là nơi giao nhau của một vài tông phái siêu cấp, cho nên cũng trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý, thậm chí một vài tông phái còn niêm yết danh sách truy nã những kẻ hung sát cường hãn, ở nơi đó, gọi là tông phái thông tập bảng, thường xuyên xuất hiện ở nơi đó nữa. Thanh Điều lướt qua chân trời xanh thẳm, trên lưng thanh Điều đó, Ứng Hoan Hoan cùng ba người Lâm Động đang nói đến tin tức có liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tông phái thông tập bảng thân thể lâm động khẽ rung nhẹ một cái. Trong khoảng thời gian ở hoang điện này, hắn cũng đã có chút hiểu biết đối với đông huyền vực. Mà cái loại tông phái thông tập bảng này, là do một vài tông phái siêu cấp liên thủ phát hành, những người có thể đăng tên trên danh sách này, không ai không phải là kẻ có thủ đoạn kinh người, đẳng cấp thực lực cao siêu. Tiền bối Chu Thông năm đó đã từng được đăng trên tông phái thông tập bảng này, hơn nữa còn là danh xứng với thực đứng ở đầu bảng. Đương nhiên, đây là do nguyên môn tự mình tuyên bố, về sau dưới sự phản đối của đạo tông chúng ta nên đã hủy bỏ rồi." Lâm Động ngạc nhiên chợt giờ khóc giờ cười, vị tiền bối chu thông này thật đúng là đi đến đâu cũng không an định. Sau khi đến đạo tông, việc hắn nghe được nhiều nhất, e rằng là đủ loại công tích vĩ đại của vị tiền bối này. Nhưng mà bởi vì vậy cũng có thể nhìn ra được điểm đáng sợ của những kẻ ở trên tông phái thông tập bảng này có thể sau khi đắc tội, với một vài tông phái siêu cấp vẫn có thể sống được tiêu tiêu sái sái, không chút bản lĩnh thực sự thật đúng là rất khó làm được chuyện này. Cho nên đi đến huyết nham địa lần này, cố gắng đừng gây thêm chuyện. Tuy rằng chúng ta là đệ tử của đạo tông, nhưng mà nơi Long Địa Hỗn tạp Huyết Nham Địa này, uy áp của các tông phái siêu cấp đối với bọn họ mà nói, cũng giảm xuống không ít đâu. Ứng Hoan Hoan mở to mắt nhìn Lâm Động, khuyên bảo lâm động bất đắc dĩ nhếch miệng bị một nha đầu không cách biệt tuổi lắm chỉ giáo như vậy thật là làm cho hắn cảm giác có chút quái dị đạo tông chúng ta có một cái quạng mỏ nhất bản tinh khoáng ở chỗ đó dạo này ở đó có chút động tĩnh quấy nhiễu đến sự khai thác quạng mỏ mà nhiệm vụ của chúng ta là xem xét đó là chuyện gì có lẽ chỉ là yêu thú quấy phá mà thôi nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn nếu như mọi chuyện thuận lợi thì khoảng nửa tháng là có thể trở về ứng hoan hoan nói lâm động khẽ gật đầu đối với niết bản tinh khoáng hắn cũng có biết một chút cái này cũng không khác biệt mấy với niết bản đan trong đó không chỉ bao hàm nguyên lực thiên địa thuần khiết mà còn có trộn lẫn niết bàn khí cái loại tinh khoáng này đối với các đại tông phái siêu cấp mà nói đều là tài nguyên rất quan trọng bởi vì những đan hà bên trong các tông phái đó mỗi năm đều cần bổ sung một lượng lớn niết bản tinh khoáng nếu không đan hà sớm muộn gì cũng sẽ dần dần khô kiệt ha ha có hoan hoan tiểu sư tỷ dẫn đầu có lẽ nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn chúng ta cứ coi như ra ngoài du lịch một chuyến thôi huyết nhàm địa tùy hỗn loạn nhưng đấu giá hội ở trong này lại tương đối phát đạt các loại kỳ vật đều có thể gặp phải đến lúc đó nói không chừng chúng ta cũng có thể đi quan sát một chút bên cạnh ứng hoan hoan tên mặc áo trắng cũng mở miệng cười nói qua cuộc chuyện trò trên đường đi lâm động đã có chút hiểu biết về hai người này nam tử áo trắng tên là khương côn chính là một đại đệ tử thân truyền trong địa điện thực lực ở vào thất nguyên niết bàn còn nam tử áo đen kia tên là viên lăng là đại đệ tử thân truyền của hồng điện thực lực tương đương với khương côn chuyến đi này trong số bốn người bọn họ nếu như nhìn từ bề ngoài thực lực ứng hoan hoan hẳn là mạnh nhất nguyên lực phát ra trên toàn thân nàng mạnh hơn hẳn hai người khương côn có lẽ là đã đạt đến cấp độ thất nguyên niết bàn đỉnh phong mà còn không biết vì sao trên người nàng lâm động mơ hồ cảm thấy một chút ba động không tầm thường có thể thấy, thiếu nữ trước mắt này chắc có lẽ không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy. Lâm Động cười cười, cũng có chút thả lỏng trong lòng, dù sao thì sau khi đến Đông Huyền vực hắn vẫn chưa ra ngoài, lần này cứ coi như tìm hiểu sự đời vậy. Huyết Nham Địa cách Đạo Tông một đoạn không ngắn, mặc dù là tốc độ bay của thanh điêu cũng rất nhanh, nhưng lộ trình này vẫn mất thời gian khoảng 5 ngày như cũ. Sáng sớm ngày thứ 6 bọn họ mới đến nơi. Ngồi trên lưng thanh điêu, Lâm Động bỗng có chút cảm ứng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông về phía xa chỉ thấy được ở nơi xa xôi phía trước vốn dĩ là rừng cây xanh um đột nhiên chấm dứt một mảng lớn hòa hồng sắc bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra cái màu sắc hoa hồng đó giống hệt như là mặt đất bị máu tươi thấm đẫm vậy một loại mùi vị hung sát nhàn nhạt, nhạt từ khắp mặt đất bốc lên lúc tiếp cận phiến địa vực này lâm động có thể cảm nhận được khí tức của thiên địa xung quanh mình trở nên hỗn tạp những luồng khí tức này phần lớn đều ẩn chứa một tia hung khí tại một vài chỗ tối tăm cũng có những ánh mắt có chút hung sát và âm u lạnh lẽo nhìn về phía đầu thanh điêu đang bay qua trên bầu trời đây đúng là một địa phương bất thiện a à. lâm động nhíu mày trong lòng toát ra ý nghĩ này xem ra nơi này đúng như những gì ứng hoan hoan nói là nơi rất hỗn loạn đến huyết nham địa rồi chỗ gần đầu của thanh điêu ứng hoan hoan cũng duỗi nhẹ tấm lưng mệt mỏi chợt cười dịu dàng mà nói đi chỗ quặng mỏ trước đi đạo tông chúng ta có đệ tử đóng ở đó đối với những lời của nàng hai người khương côn tự nhiên sẽ không phản đối lâm động mới đến cũng chưa quen thuộc đường đi cho nên phần lớn quyết định đều do ứng hoan hoan tự định lấy lúc này bàn tay trắng nõn của ứng hoan hoan vỗ nhẹ thanh điêu liền vỗ mạnh hai cánh cực lớn chuyển phương hướng tốc độ nhanh chóng nhanh hơn lần bay này chỉ mất nửa giờ sau đó lâm động liền nhìn thấy một sơn mạch đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt bên trong sơn mạch lờ mơ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc và bóng người nghiêng nghiêng ứng ừ, hoan hoan dường như không xa lạ với nơi này, chỉ nghiêng mắt nhìn phía bên dưới, sau đó liền chỉ huy thanh điêu giảm tốc độ lại, cuối cùng lượn vòng trên một đỉnh núi, rồi từ từ đáp xuống. Địa điểm mà bọn họ đáp xuống vừa khéo là trên một bãi đá, sau khi thanh điêu đáp xuống không lâu, cách đó không xa có một âm thanh xe gió chuyển đến, sau đó mười mấy bóng người lướt đến, nhìn huy hiệu trước ngực bọn họ, hiển nhiên đều là đệ tử của đạo tông. Mười mấy người lướt đến đó lúc nhìn thấy ứng hoan hoan, sự cảnh giác vốn có trên khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sắc mặt cung kính. Hoan hoan. Đứng đầu mười mấy người kia là một cô gái với dáng vẻ mềm mại nhỏ nhắn, tuy rằng dung mạo của nàng ta không xinh đẹp bằng ứng hoan hoan, nhưng lại có một khí chất nhu hòa. Lúc nàng ta nhìn thấy ứng hoan hoan, trên gương mặt có chút mừng rỡ, xem bộ dạng này hiển nhiên là quen biết với ứng hoan hoan. Hi hi, phương tỷ, Lúc ứng hoan hoan nhìn thấy cô gái kia, cũng cười hì hì tiến đến. Phương tỷ, đây là các đệ tử theo muội đi lần này, Khương Côn bọn họ tỷ cũng biết rồi, tên này là đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện, gọi là Lâm Động sau khi ứng hoan hoan, nói chuyện với cô gái mà nàng ta gọi là Phương tỷ, những ngón tay nhỏ nhắn liền chỉ về hướng Lâm Động. Đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện sao? Nghe vậy, vị Phương tỷ kia hiển nhiên có chút ngạc nhiên, ánh mắt quan sát Lâm Động, hồ nghi nói, chỉ là ngũ nguyên niết bàn sao? nói đến khu vực huyết nham địa này thì tương đối hỗn loạn thông thường những đệ tử mà đạo tông bọn họ phái đến đây thực lực tương đối mạnh giống như lâm động cái loại này lại rất ít thấy đương nhiên không chỉ là có phương tỷ ngay cả những đệ tử đạo tông theo bên cạnh nàng cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm động hiển nhiên không rõ vì sao lần này đạo tông lại phái đến đây một đệ tử mới gia nhập yếu đuối như thế tỷ cũng chớ xem thường tên gia hỏa này hắn gia nhập hoang điện chưa đầy một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của hoang điện ngay cả tưởng hạo cũng không làm gì được hắn Ứng ừ, hoan hoan hiển nhiên cũng biết rõ những gì trong lòng Phương Tỷ suy nghĩ, liền thấp giọng nói bên tai nàng ta. Hả? Phương Tỷ thoáng biến sắc, thời gian chưa đến một tháng đã đã thăng tiến làm đại đệ tử thân truyền sao. Tốc độ này khó tránh có chút khủng bố. Xem ra lâm động này có lẽ cũng có chút bản lĩnh A à, đây là nguyên phương sư tỷ, cũng là đệ tử thân truyền của thiên điện bọn ta, vùng khoáng sản này đều là do tỷ ấy quản lý. Ứng ừ, hoan hoan cười nói với lâm động. Bái kiến nguyên phương sư tỷ. Lâm động chắp tay chào cô gái kia, Tuy rằng với thân phận đại đệ tử thân truyền hoang điện của hắn, căn bản không cần xưng hô nàng ta là sư tỷ, nhưng Lâm Động hiển nhiên cũng không cho rằng làm vậy sẽ tổn hại thể diện hắn. Lâm Động sư đệ khách khí rồi. Xưng hô của Lâm Động khiến cho thần sắc trên gương mặt của Phương tỷ trở nên hoài nhãn hơn một chút, hiển nhiên là bởi vì hắn cung kính đối với nàng, cũng làm cho nàng này sinh một chút hảo cảm. Phương tỷ, mau dẫn bọn muội đi xem vấn đề xuất hiện lần này đi, nếu như lại là những yêu thú đáng ghét kia, vậy thì đừng trách tiểu cô nãi nãi muội đầy hạ độc thủ bàn tay trắng như ngọc của ứng hoan hoan hung hăng nắm chặt trước mặt, cử chỉ đó phối hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng khiến cho mọi người không nhìn được cười rộ lên một trận. Nguyên Phương cũng cười nhẹ, vỗ vỗ chiều mến cái đầu nhỏ của ứng hoan hoan, chợt ánh mắt nàng ta ngừng lại một chút, nói, vấn đề lần này có chút cổ quái, ta dẫn các người đi xem trước vậy. Nói xong, nàng cũng quay người lướt đi, đám người ứng hoan hoan, lâm động cũng lập tức đi theo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc bọn người lâm động vừa mới biến mất tại khu vực này, ở một đỉnh núi âm u xa xa cũng có một đôi mắt u ám, dần dần mất hút chương 673 vùng quạng mỏ của chúng ta đây là khu quạng mỏ có diện tích mênh mông nhất trong huyết nhàm địa, những đệ tử đóng ở đây ước chừng có khoảng hơn trăm người. Đương nhiên, số lượng này đối với cái nơi hỗn loạn như huyết nhàm địa này không được coi là nhiều, nhưng mà cũng may tên tuổi đạo tông chúng ta cũng không tệ, bình thường cũng sẽ không có người hoặc là thế lực nào đuôi mù không biết mà đánh chủ ý với chúng ta vùng trời phía trên quạng mỏ đỏ thẫm có mười mấy bóng người lướt qua nguyên phương ở vị trí phía trước chậm rãi giới thiệu cho bọn người lâm động tất cả vùng quạng mỏ thuộc về đạo tông bọn họ cả người phi hành ở giữa không trung ánh mắt của lâm động cũng không ngừng đảo nhìn xung quanh kể ra thì phòng ngự của nơi này cũng coi như nghiêm ngặt thỉnh thoảng có người từ không trung lướt ngang qua cảnh giới quan sát mọi động tĩnh xung quanh quạng mỏ diện tích vùng niết bản tinh khoáng này vượt quá sự tưởng tượng của lâm động rất xa năm đó lúc ở trấn thanh dương hắn cũng từng phát hiện qua quạng mỏ dương nguyên thạch có điều nơi đó so với nơi này ngay cả một góc cũng không bằng sau khi nguyên phương dừng lại một hàng người cũng dần dần tiến sâu vào quạng mỏ màu sắc nơi đây so với bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm cả vùng đại địa dường như muốn bố cháy lên vậy thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị bóng nguyên phương lướt qua đột nhiên hạ xuống trên một tảng đá nhô cao sau đó ánh mắt nhìn về phía trước phía sau nàng ta, bọn người ứng hoan hoan, Lâm Động cũng nhanh chóng hạ người xuống, ánh mắt trông về phía xa. Phía trước Thạch Phong là một mảng rừng rậm đỏ thẫm, trong rừng rậm đại thụ mọc san sát nhau, những chiếc lá màu đỏ lửa bị cơn gió nhẹ thổi đi, lập tức vũ động ào ào, hệt như một biển lửa. Ánh mắt Lâm Động đảo qua rừng rậm đỏ thẫm, chợt ánh mắt ngừng lại dựa vào tinh thần lực hắn có thể cảm nhận được trong rừng rậm kia lại có đến mấy chục luồng khí tức những khí tức này tràn ngập sự thô bạo và hung sát hơn nữa mỗi luồng khí tức đều cực kỳ dũng mãnh e rằng không thu kém chút nào người đã bước chân vào ngũ nguyên niết bản yêu thú sao lâm động nhìn về phía nguyên phương hỏi hỏa tình yêu viên một loài yêu thú trong huyết nham địa cực kỳ khó đối phó một khi xuất hiện đều là tụ tập thành đàn hơn nữa thực lực mỗi con đều vô cùng hung hãn, ở đây tối thiểu có không dưới 40 con, nếu như thực sự phải giao đấu, cho dù có thể đuổi bọn chúng đi chăng nữa thì đệ tử của chúng ta ở đây e rằng cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Phương nhấn mạnh nói, nhiều hòa tình yêu viên thế sao? Khương Côn và Viên Lăng ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đều là người đã bước chân vào thất nguyên Niết bàn, nhưng với số lượng nhiều thế này cũng tương đối nan giải. Phương Tỷ, trước kia vùng lân cận khu vực này có lẽ không có hỏa tinh yêu viên xuất hiện, thì phải, bây giờ sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế? Ứng ừ, hoan hoan cho mày hỏi. Điều này ta cũng không rõ lắm, hơn nữa những hỏa tinh yêu viên này thường xuyên xuất hiện, quấy nhiễu chúng ta khai thác quạng mỏ. Ta cũng là bị bức đến mức hết cách nên mới gửi tin tức về đạo tông nguyên phương, lắc lắc đầu nói. Trong cánh rừng kia, có lẽ có thứ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú. Lâm động đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, yêu thú cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng của thiên địa, bọn chúng sẽ không tập trung vô duyên vô cớ, chắc chắn là có mục đích nào đó. Cánh rừng này trước kia chúng ta đã dò xét qua, cũng không có phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Nguyên Phương cho mày nói, trước kia không có, cũng không có nghĩa là bây giờ cũng không có. Lâm Động Giang tay ra nói, bây giờ e rằng phải đi vào một chuyến mới biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào cánh rừng đỏ thấm ở phía xa. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nguyên lực thiên địa ở đó, dường như có dấu hiệu hỗn loạn cực kỳ mịt mơ. Đi vào đó ư, ừ. những hỏa tinh yêu viên trong đó không dễ đối phó đâu. Nguyên Phương nói, bọn người Khương Côn ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Muốn xông qua hết số lượng hỏa tinh yêu viên, phong tỏa nhiều như thế là chuyện không đơn giản. Hơn nữa không ai biết được bên trong cánh rừng rậm kia rốt cuộc còn có những gì nữa. Lâm Động hơi nhíu cặp mày, nếu như cứ xông thẳng vào thì có thể được, nhưng mà bọn họ ở đây, có đủ tư cách đó e rằng cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Giao cho ta đi, hà tất gì phải tranh cãi với những tên đần này. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm, ứng hoan hoan kia đã chậm rãi bước đi, nhẹ giọng cười nói. Lâm Động kinh ngạc một chút, nhìn đôi mắt to đen nhánh sáng ngời của thiếu nữ kia cũng không nói thêm gì cả. Hắn sẽ không bởi vì tuổi tác nhỏ của nàng ấy mà có chút gì khinh thường gì, có thể trở thành đại đệ tử thân truyền của thiên điện, nếu nói ứng hoan hoan không có chút bản lĩnh thực sự, e rằng kẻ ngốc cũng sẽ không tin. Thân thể mềm mại của ứng hoan hoan khẽ động, đã nhẹ lướt đi. Chốc lát sau đã xuất hiện giữa không trung phía trên cánh rừng, giờ đôi tay ngọc ra, một luồng nguyên lực như lụa trực tiếp đánh vào trong rừng rậm. Hống! Nguyên lực vừa nổ tung trong rừng rậm, lập tức một tiếng gào thét phẫn nộ trộn lẫn với hung sát liền vang vọng lên, sau đó chỉ nghe thấy từng trận xe gió vang lên, mười mấy bóng đỏ cực lớn mang theo khí tức hung sát khắp người, đã xuất hiện trên những gốc cổ thụ gần đó, ánh mắt hỏa hồng sắc hung hăng nhìn chằm chằm, và ứng hoan hoan đang phiêu phù giữa không trung. Lúc này Lâm Động cũng nhìn rõ được hình dạng của những hỏa tinh yêu viên này. Hình thể bọn chúng ước chừng cao mấy trượng, toàn thân một màu đỏ chót, nhìn qua giống như là có một tầng tinh thạch bao vây lấy. Một cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng từ trong thân thể bọn chúng cuồn cuộn tuôn trào ra, ứng hoan hoan huyền phù giữa không trung ở trên cao liếc mắt nhìn những hỏa tinh yêu viên bên dưới này lại nở nụ cười duyên một cái duỗi đôi tay thon dài ra khẽ vụt qua hư vô phía trước mặt cùng với bàn tay ngọc ngà lướt qua kia mơ hồ có từng luồng năng lượng màu xanh nhạt hội tụ mà đến thoạt nhìn đúng là có vài sợi dây đàn màu xanh tinh tang bàn tay ngọc của ứng hoan hoan nhẹ nhàng gảy lên những sợi dây đàn lập tức từng tiếng đàn du dương từ dưới đầu ngón tay ngọc ngà thong thả huyền phù mà ra đồng tử của lâm động dừng lại nhìn vào các đầu ngón tay của ứng hoan hoan nơi phát ra tiếng đàn kỳ quái kia lúc tiếng đàn truyền vào tay hắn tinh thần hắn lại xuất hiện một chút gì đó mơ hồ lập tức trong lòng đột nhiên dùng mình nguyên lực tuôn trào trực tiếp che hai tay lại ngăn cách với tiếng đàn kia sóng âm công kích trong mắt lâm động lóe lên một vẻ kinh ngạc hắn hiển nhiên là không ngờ ứng hoan hoan này lại có thể lấy tiếng đàn làm thủ đoạn công kích cái loại thế tiến công bằng sóng âm này thật sự có chút làm cho người ta khó mà đề phòng cho được thình thịch, thình thịch. Trong lúc Lâm Động còn đang kinh ngạc, đám hỏa tình yêu viên ở trong cánh rừng kia, hai mắt vốn hung sát vào lúc này lại nhắm lại, sau đó từng con một rơi xuống. Sau khi rơi thẳng xuống đến mặt đất cả người đều run rẩy, xem bộ dạng này, không ngờ toàn bộ đều bị ứng hoan hoan thôi miên cả rồi. Đã xong, kết thúc công việc. Ứng hoan hoan thấy thế, khóe môi hơi nhách lên, lúc này mới gạt bỏ những sợi dây đàn trước mặt, quay người nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của Lâm Động, trong lòng lập tức đắc ý, tiểu tử, xem ngươi luôn làm bộ điềm tĩnh trước mặt ta a. À. Lợi hại, lâm động nhịn không được gật gật đầu, trong lòng đối với ứng hoan hoan này lại lần nữa xem trọng hơn không ít. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lại có thể dung hợp nguyên lực và tiếng đàn. Nghĩ đến cho dù là hắn, nếu như chính diện đối mặt với loại công kích này của ứng hoan hoan, có lẽ cũng sẽ cảm thấy có chút khó khăn. Đi thôi, chúng ta vào rừng xem xem, rốt cuộc là thứ gì đã dẫn những tên đó đến, ứng hoan hoan vẫy vẫy tay rất có dáng điệu của một đại tỷ dẫn đầu sau đó xung phong đi trước trực tiếp lao về hướng rừng rậm đỏ thẫm kia phía sau nàng đám người lâm động cũng nhanh chóng bám theo một đoàn người trực tiếp xông vào trong rừng rậm bởi vì không có sự ngăn cản của đám hỏa tình yêu viên kia cho nên bọn họ tương đối thuận lợi tiếp cận khu vực trung tâm bên trong rừng rậm phốc bóng dáng của lâm động đáp trên một cành cây sau đó lại cho mày lần nữa từ sau khi vào khu rừng này, hắn đã cảm thấy cái loại dấu hiệu của sự hỗn loạn bên trong nguyên lực thiên địa. Ngọn nguồn của cái loại hỗn loạn đó dường như ở không xa phía trước. Lâm động ngẩng đầu, sau đó liền nghe thấy ứng hoan hoan ở phía trước phát ra tiếng hô kinh ngạc, trong lòng lập tức tim đập mạnh, thân hình bay vọt ra. Thân ảnh chỉ lóe lên mấy lần đã xuất hiện bên cạnh nàng ta. Còn ứng hoan hoan lúc này đang mở to đôi mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước phía trước bọn họ là một vùng đất màu đỏ chỉ có điều mặt đất lúc này đã bị nứt ra một gốc cây màu đen chui từ dưới đất lên trên thân cây cứng cáp ấy cành lá nằm ngang dọc lóe ra màu sắc cứng rắn như sắt thép lạnh như băng vậy trên gốc cây đó có thể nhìn thấy một số phù văn cổ xưa dường như do tự nhiên hình thành trong lúc mơ hồ một loại ba động không tầm thường từ trên gốc cây đó lặng yên phát ra hơn nữa điều khiến cho người ta chú ý nhất là trên gốc cây màu đen đó có treo năm quả thực thuần một màu đỏ thẫm giống như đang bốc cháy vậy những quả thực kia đang lung lay sắp rơi, dường như sắp rơi xuống vậy. Đây là đồng tử của lâm động có chút co rút lại, mặc dù hắn không biết thứ này, nhưng nhìn từ cái loại ba động đó, thứ này tuyệt đối không tầm thường. Tiên nguyên cổ thụ, bàn tay trắng như ngọc của ứng hoan hoan nhẹ nhàng đưa lên che miệng lại, trong đôi mắt to ẩn chứa đầy vẻ kinh hoàng. Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt hai người bọn Khương Côn cũng ngơ ngác trợn mắt há hốc miệng mồm, lầm bầm nói, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị gốc cây màu đen chui ra từ dưới đất kia hấp dẫn ứng hoan hoan, vô cùng kinh hỉ nhìn chằm chằm vào gốc cây màu đen kia, chợt lại nhịn không được muốn tiến lại gần. Nhưng mà ngay lúc nàng bước lên được mấy bước, thì sắc mặt Lâm Động ở bên cạnh lại đột nhiên kịch biến, vội vàng chộp lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng ta, thân hình rất nhanh lùi lại phía sau. ầm um. Ngay trong nháy mắt khi Lâm Động túm lấy tay ứng hoan hoan phóng lùi lại, nơi bọn họ vừa đứng đột nhiên nứt ra một cái khe lớn, một bàn tay to lớn hòa hồng sắc mạnh mẽ đập nát mặt đất, sau đó một cái bóng màu đỏ to lớn từ dưới lòng đất lao vút qua, rơi đến ngay bên cạnh gốc cây màu đen kia. Lâm Động mang theo ứng hoan hoan rơi xuống một gốc đại thụ gần đó, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám bụi đất tung bay đằng kia. Ở nơi đó là một con vượn khổng lồ hung sát khắp cả người đều đào rực, như hỏa diễm đang đứng, luồng khí hung sát dâng lên cuồn cuộn ngất trời, giống như gió lốc vậy thổi quét ra khắp nơi xung quanh. Hỏa tinh viên vương, ngay khi ứng hoan hoan nhìn thấy cái đầu hỏa viên, có màu sắc tuyệt đối không giống với những hỏa tinh yêu viên trước kia, khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ biến đổi. Chương 674 bụi đất tung bay mù mịt trong rừng rậm, lúc này ánh mắt của đám người lâm động đều xuyên thấu qua tầng bụi đất, dừng lại trên người con vật to lớn ở ngay phía trước không xa, Thân hình cực lớn đó có chút giống với Hỏa tinh yêu viên trước đó, chỉ có điều là to lớn hơn rất nhiều, màu sắc toàn thân cũng đậm hơn. Nhìn từ xa, giống như là đang mặc một kiện tinh giáp bằng lửa đỏ cực dày. Hơn nữa, trong đôi mắt hòa hồng sắc của đầu yêu viên này, lại có loại khí tức xảo trá và hung sát giống như con người tuôn tràn ra, vừa nhìn đã biết nó có linh trí không thấp, Hỏa tinh viên vương sao? Ánh mắt của Lâm động cũng vì tiếng hô nhỏ của ứng Hoan Hoan mà có chút dừng lại. Từ trên mình của đầu yêu viên này, hắn có thể cảm thấy một thứ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tuôn ra, hẳn là thực lực của nó e rằng vượt rất xa những hỏa tinh yêu viên tầm thường kia. Không ngờ ngay cả hỏa tinh viên vương này cũng xuất hiện rồi. Cái tên này ở huyết nham địa cũng có chút tiếng tăm, chỉ có điều từ trước đến nay đều tu luyện nơi thâm sơn, không ngờ lần này lại xông vào nơi này của chúng ta. Ánh mắt của Nguyên Phương lạnh lùng nhìn đầu quái vật khổng lồ khí thế hung sát đằng kia, lạnh giọng nói: "Hoan Hoan, không sao chứ?" Lúc này hai người bọn Khương Côn, Viên Lăng cũng lướt đến bên cạnh Lâm Động, sau đó nhìn ứng hoan hoan, không ngớt lời hỏi han. Không sao. Ứng hoan hoan nhìn về phía Lâm Động, chân trừ một lúc vừa định tỏ vẻ cảm ơn hắn vừa ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ Lâm Động đã chủ động khoát tay rồi, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm hòa tinh viên vương cách đó không xa. Bộ dáng này làm cho ứng hoan hoan không nhịn được khẽ nguyết dài một cái. Cút đi hết cho bổn vương, đồ vật này là do lão tử phát hiện trước, ở phía trước, bàn tay to lớn của hòa tinh viên vương hung hăng phất mạnh một cái về phía trước mặt, cuồng phong nhất thời nổi lên thổi tan bụi đất mờ mịt. Cặp mắt hòa hồng sắc hung sát nhìn chăm chằm về phía đám người lâm động, trong miệng lại phát ra âm thanh đầy sát khí hung hãn. Đã tu luyện đến cấp bậc này, linh trí của hòa tinh viên vương này hiển nhiên đã không kém gì nhân loại, nếu không phải bởi huyết mạch của nó không được tính là tinh thuần, e rằng sớm đã có thể biến thành hình người rồi buồn cười, toàn bộ vùng quạng mỏ này trước giờ là thuộc sở hữu của đạo tông chúng ta, những vật ở nơi này, lúc nào đến phiên ngươi nhúng mũi vào trước. Hỏa tinh viên vương, nếu như ngươi biết điều, thì sớm hãy mang những tộc nhân của ngươi trở về trên núi đi, nếu không đến lúc đó những cường giả của đạo tông chúng ta đến đây, bao nhiêu năm tu luyện gian khổ của ngươi e rằng phải trôi theo dòng nước rồi. Nguyên phương cười lạnh, nói. Hắc hắc, lão tử sống từng ấy năm, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua, đừng đem đạo tông ra mà hù lão tử. Muốn lão tử ngoan ngoãn rút lui, dựa vào những mao đầu tiểu tử các ngươi e rằng chưa đủ tư cách đâu." Hai mắt Hòa Tinh Viên Vương lóe lên, chợt lạnh lùng cười nói, "Khẩu khí lớn thật." Trong đôi mắt to của Ứng Hoan Hoan cũng xẹt qua một tia nộ khí, nói, "Tên to con nhà ngươi cũng chỉ mới là cấp bậc Thất Nguyên Niết Bàn mà thôi, không có tư cách bừa bãi như vậy trước mặt bọn ta." Tuy rằng từ trước đến nay sức chiến đấu của yêu thú vốn lớn mạnh, hỏa tinh viên vương này tuy chỉ là thất nguyên niết bàn, thế nhưng nhìn khí thế của nó, hiển nhiên có sức chiến đấu không kém gì cường giả bát nguyên niết bàn. Cho dù là vậy, nhưng bọn họ ở nơi này, nếu như kể cả lâm động, kẻ có sức chiến đấu vượt xa đẳng cấp thể hiện bề ngoài, thì cũng có bốn kẻ đạt đến thất nguyên niết bàn. Bốn người liên thủ, e rằng hòa tinh viên vương cũng chẳng lấy được chỗ tốt nào cả. Lâm động tiên nguyên cổ thụ kia, chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được vừa mới nói dứt lời, ánh mắt ứng hoan hoan nhìn về phía lâm động, cặp môi thanh tú nhảy nhẹ động đậy, liền có âm thanh rất nhỏ truyền đến bên tai lâm động. Vật kia rất hiếm thấy sao? Lâm động hỏi lại một câu, đối với tiên nguyên cổ thụ này, hắn không hiểu rõ lắm. Đúng vậy, hơn nữa thứ đó đối với một tông phái mà nói, có tác dụng cực lớn. Tiên nguyên cổ thụ này có thể tự động hấp thụ năng lượng của thiên địa, từ đó ngưng tụ thành quả thực. Cái loại quả thực này, đối với việc tu luyện của những đệ tử ở cấp độ này như, chúng ta có lợi ích cực kỳ to lớn, Lâm Động liếc mắt nhìn năm cái quả thực màu đỏ thẫm treo trên gốc cây màu đen kia. Từ bề mặt của chúng hắn quả thực có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ hùng hồn. Chẳng qua với số lượng ít ỏi như thế này, đối với một tông phái siêu cấp mà nói có phải là muối bỏ biển hay không? Tiên nguyên cổ thụ mà chúng ta nhìn thấy trước mắt có lẽ chỉ là trạng thái cây con, ta không xác định bên trong nó có hạt giống tồn tại hay không, nếu như có hạt giống thì giá trị của nó sẽ tăng vọt lên gấp trăm lần. Hạt giống? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng lại, trong nguyên môn cũng có một gốc tiên nguyên cổ thụ nhưng mà gốc cổ thụ đó trải qua sự chăm sóc của bọn họ đã sớm thành thục nghe nói giờ đây to lớn ngàn trượng mỗi lần cây cổ thụ kết quả có thể thu được mấy ngàn tiên nguyên cổ quả mà các đệ tử nguyên môn có thể mạnh hơn so với các tông phái khác tác dụng của tiên nguyên cổ thụ không thể thiếu được hàm răng ứng hoan hoan khẽ cắn môi trong lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở nên ngưng trọng dị thường trong lòng lâm động giật này mình mỗi một lần kết quả là mấy ngàn quả sao nếu đúng là như vậy bút tích kia thực sự có chút khủng bố nhưng mà muốn chăm chút một gốc tiên nguyên cổ thụ đạt được đến mức như thế thì tâm huyết phải trả e rằng cũng hết sức đáng sợ với lực lượng một người e rằng căn bản không thể làm được đâu nếu như trong tiên nguyên cổ thụ này thật sự có hạt giống vậy thì việc này truyền về đạo tông có lẽ tầng lớp cao tầng cũng đều sẽ chấn động không nhỏ lâm động thì thào lẩm bẩm một khắc sau hắn dường như nghĩ ra được điều gì sắc mặt thoáng chốc nghiêm nghị hẳn lên hạt giống một khi đã quý giá như thế nếu như tin tức truyền đi tất nhiên sẽ chấn động cả khu vực này huyết nham địa này cũng không phải vùng đất lành đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này nói không chừng còn có hung đồ âm thầm ra tay cướp đoạt ngay cả sức uy hiếp của đạo tông cũng suy giảm đi rất nhiều với bản lĩnh của bọn đệ tử này có lẽ rất khó chấn áp được những hung đồ vô pháp vô thiên ở huyết nham địa kia lâm động nghiêng đầu vừa lúc ứng hoan hoan cũng nhìn chằm chằm về phía hắn bên trong đôi mắt to đen nhanh ấy ẩn chứa một sự ngưng trọng nặng nề hiển nhiên bọn họ đều không ngờ vốn cho rằng chỉ là một lần nhiệm vụ rèn luyện thông thường kết quả lại đột nhiên trở nên phiền phúc như thế này lâm động mấp máy môi sau đó mắt cụp xuống dùng giọng nói mà chỉ mấy người bọn họ có thể nghe được nói khẽ đã như vậy viên vương này không thể thả đi được giọng nói của lâm động rất khẽ nhưng trong lòng bọn người ứng hoan hoan khương côn lại đột nhiên nhảy lên một chút trong lời nói của hắn bọn họ có thể nghe thấy trong đó ẩn chứa một tia sát ý lạnh buốt thấu xương mấy người thoáng im lặng thật ra bọn họ cũng hiểu rõ nếu như thả hòa tinh viên vương này đi sau khi tin tức về tiên nguyên cổ thụ xuất hiện truyền ra sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho bọn họ nhưng lúc này bọn họ vẫn không có cách gì chỉ trong chốc lát trong lòng có thể sinh ra một cỗ sát ý vô tình dù sao bọn họ cũng chưa từng có được kinh nghiệm loại này như lâm động lâm động nói không sai không thể thả hắn đi được so với ba người bọn ứng hoan hoan, Nguyên Phương hiển nhiên muốn lộ vẻ thành thục hơn nhiều, ánh mắt chợt lóe lên, gật gật đầu. Nghe thấy Nguyên Phương nói như thế, ứng hoan hoan cũng khẽ cắn nhẹ hàm răng ngà, quyết định thật nhanh mà nói, Khương Côn, Viên Lăng, hai người các ngươi ra tay, chính diện chặn nó lại. Lâm Động, người hiệp trợ bên cạnh. Phương Tỷ, an bài đệ tử phong tỏa khu vực này lại. Tuy rằng ứng hoan hoan, từng nghe nói qua chuyện lâm động và tưởng hạo giao thủ không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không sắp xếp để hắn ở vị trí trước tiên, nói cho cùng hòa tinh viên vương trước mắt này thực lực có thể mạnh hơn nhiều so với tưởng hạo một chút sơ sẩy có lẽ sẽ bị trọng thương nghe được sự sắp xếp của ứng hoan hoan lâm động cũng không nói thêm gì chỉ nhìn về phía nguyên phương khẽ nói phương tỷ lúc trước những tên hòa tinh yêu viên bị thôi miên ấy cũng không nên để chạy một tên nào nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mà cực kỳ bình tĩnh đó của lâm động trong lòng nguyên phương cũng kinh ngạc một trận hiển nhiên là cũng không ngờ với tuổi tác của hắn như thế nhưng mà tâm tư lại cẩn thận và tàn nhẫn đến như vậy còn may hắn chính là đệ tử của đạo tông bọn họ, nếu không, e rằng thực sự khiến người ta có chút ăn ngủ không yên. Lâm động sư đệ, người ngăn chặn viên vương đó từ bên cạnh là được, phần còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Khương Côn phất ống tay áo, cười nói rất có sự quyết đoán. Động thủ. Một tiếng quát nhẹ đột nhiên phát ra từ miệng ứng hoan hoan. Ngay sau đó, nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ bên trong cơ thể hai người Khương Côn bùng phát ra. Chợt thân hình bọn họ nhanh như tia chớp lướt đi, khi tức sắc bén lập tức bao phủ toàn thân hòa tinh viên vương cách đó không xa lúc hai người khương côn động thủ thân thể ứng hoan hoan cũng nhảy lên rơi lên một cái đại thụ đôi tay ngọc vẫy vẫy một cây đàn tranh toàn thân một màu xanh giống như phỉ thúy thoáng hiện ra sau đó một trận ba động làm cho lâm động cảm thấy kinh ngạc từ trên cây đàn tranh cổ xưa chầm chậm khoét tán ra Chương 675 trên gốc đại thụ, thiếu nữ áo xanh váy trắng ngồi xếp bằng, đàn tranh xanh biếc giống như phỉ thúy được nàng để nhẹ trên hai đầu gối, bàn tay ngọc thủ trắng muốt như dương chi bạch nhọc nhẹ nhàng đưa ra, sau đó chậm chậm rơi xuống trên dây đàn. Tính tang, dây đàn khẽ rung nhẹ, không gian xung quanh ứng hoan hoan dường như đều vặn vẹo lên một trận. Cô nàng lúc này, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú cây đàn tranh phía trước, trong chớp mắt, dường như rơi vào một loại trạng thái cực kỳ chuyên chú và tập trung tư tưởng một loại chấn động vô cùng kinh người từ trong thân thể nàng và cây đàn tranh trước mặt nháy mắt lan tràn ra lâm động tự hồ có chút kinh hãi nhìn cỗ ba động kinh người đang tản mát ra từ trên thân thể của ứng hoan hoan chợt ánh mắt liếc nhìn xuống cây đàn tranh màu phỉ thúy bên dưới đồng tử liền co rút lại một chút là linh bảo sao từ chấn động kinh người kia mà xem cây đàn tranh trong tay ứng hoan hoan hiển nhiên là một linh bảo cực kỳ cường đại hơn nữa nhìn vào mức độ của sự ba động đó thậm chí so với hắc long phiên thiên ấn mà hắn đạt được trong chiến trường viễn cổ còn cường hãn hơn có lẽ trong tầng cấp linh bảo thiên cấp cũng đủ để được xưng là thượng đẳng thân phận của nhà đầu kia e rằng không kém trong lòng lâm động lóe lên suy nghĩ này cái loại linh bảo thiên cấp thượng đẳng này hiển nhiên chính là bảo vật không tầm thường nếu như mang ra bán đấu giá chí ít cũng trị giá hơn ngàn vạn nết bản đan các đệ tử bình thường căn bản xuất ra không nổi khoản tiền lớn này mà đối với thân phận của ứng hoan hoan lâm động lại biết được không nhiều lắm Hắn chỉ biết rằng tỷ tỷ của nàng là đại sư tỷ Thiên Điện, là nhân vật xuất chúng nhất trong số thế hệ trẻ tuổi của đạo tông, bây giờ xem ra, đôi tỷ muội này trong đạo tông có lẽ bối cảnh cũng không đơn giản. Đông, trong lúc ý nghĩ trong lòng Lâm Động đang xoay chuyển, hai người Khương Côn và Viên Lăng đã lướt mạnh qua, nguyên lực hùng hồn bạo phát ra, trực tiếp bao phủ toàn thân Hỏa Tinh Viên Vương. Muốn động thủ sao? Muốn chết? Hỏa Tinh Viên Vương nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt hỏa hồng sắc cũng lóe lên sát ý hung ác đối diện với thế tiến công liên thủ của hai người khương côn hắn lại không hề có chút dấu hiệu rút lui nào trái lại còn xài bước ra sát khí ngập trời tràn ra che kín cả bàn tay to lớn giống hệt tinh thể hòa hồng sắc kia trên nắm tay lại còn mang theo một cỗ tinh phong sắc bén hung hăng vỗ thẳng về phía hai người khương côn ẩm ẩm quyền phong cuồng bạo dị thường do ba người phát ra trực tiếp và chạm lẫn nhau ngay giữa không trung trong lúc hai bên tiếp xúc nhau một thanh âm và chạm nhất thời vang vọng toàn trường sau đó một cỗ lốc xoáy năng lượng cực kỳ kinh người trong khoảnh khắc thổi quét lên trực tiếp đẩy lùi hai người khương côn lùi về sau mười mấy bước mà bên kia hòa tinh viên vương cũng chỉ lùi về sau hai bước đã có thể ổn định được thân hình sức chiến đấu dũng mãnh của yêu thú vào lúc này cũng triển lộ hoàn toàn không thể nghi ngờ chính chút xíu năng lực ấy cũng dám đến gây phiền phức cho bổn vương sao thật là chẳng biết trời cao đất rộng gì cả một quyền đẩy lui hai người khương côn, hỏa tinh viên vương ấy cũng lớn tiếng cười, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường và châm biếm. Nhưng mà ngay khi hắn vừa dứt tiếng cười, một tiếng đàn du dương lại đột nhiên vang vọng lên, sau đó từng vệt sóng âm xanh biếc từ giữa không trung nhanh chóng tản ra, nháy mắt đã bao vây lấy toàn thân hỏa tinh viên vương. Cái quỷ gì thế này? Cặp mắt hỏa hồng sắc của hỏa tinh viên vương chợt lóe lên, một quyền oanh kích ra, nện thẳng lên những luồng sóng âm xanh biếc đang khoét tán kia sau đó chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc những đạo sóng âm kia lại bị một quyền của hắn phá tan không chịu nổi một đòn nhìn thấy những vệt sóng âm này ngay cả một đòn của bản thân cũng không thể nào tiếp nổi hỏa tinh viên vương kia liền nhếch mép cười lạnh lùng nhưng mà nụ cười lạnh lùng của hắn vẫn còn chưa rõ ràng đã đột nhiên cứng ngắc lại bởi vì hắn phát hiện những đạo sóng âm đã bị hắn phá vỡ kia cũng không tiêu tán mà trái lại giống như là giòi bám trong xương vậy bám chặt trên người của hắn cuối cùng nhanh chóng xâm thực vào bên trong thân thể của hắn mà theo những điểm sáng xanh biết kia xâm nhập vào thân thể, ánh mắt Hỏa Tinh Viên Vương lập tức biến đổi, bởi vì hắn nhận thấy được những nơi mà những điểm sáng xanh biết kia lướt qua, cơ thể hắn lại truyền ra cảm giác tê liệt rất nhỏ, thậm chí ngay cả lực lượng đang bắt đầu tuôn tràn ra, cũng đều có chút tắc nghẽn không thông. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết? thời điểm này hỏa tinh viên vương mới biết được sự lợi hại của những sóng âm này hắn liền gầm lên giận dữ hai mắt hòa hồng sắc nhìn thiếu nữ áo trắng váy xanh trên cây đại thụ bàn chân khổng lồ hung hăng dẫm mạnh lên mặt đất liền hóa thành một đạo thân ảnh đỏ rực pha lẫn với khí hung sát cuồn cuộn ngất trời lướt mạnh về phía ứng hoan hoan tinh ánh mắt ứng hoan hoan vẫn luôn dừng lại trên cây đàn tranh nhưng nàng hiển nhiên cũng nhận thấy được luồng kình phong thô bạo đột nhiên ập đến kia lập tức ngón tay nhỏ trắng như ngọc đột nhiên lướt nhẹ lên trên dây đàn một cái một làn sóng âm xanh biếc sáng chói, nhanh như chớp từ trên cây đàn tranh bạo lượt ra, lại hóa thành những mũi tên ánh sáng xanh biếc phô thiên cái địa bắn ra, giống như một trận mưa tên, hung hắng bắn về phía Hỏa Tinh Viên Vương. Đinh đinh đinh. Những mũi tên ánh sáng xanh biếc đều chút hết trên người Hỏa Tinh Viên Vương. Những mũi quang tiễn này cực kỳ sức bén, cho dù lớp da Hỏa Tinh Viên Vương có tầng phòng ngự cực mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhói đau lên từng cơn hơn nữa những đạo quang tiễn này trong nổ tung lại cũng không có tản đi ngược lại còn hóa thành dịch thể màu xanh biếc dính lên thân thể của hòa tinh viên vương lại còn không ngừng chui vào cơ thể của hắn Hống! hòa tinh viên vương hiển nhiên là bị thủ đoạn này của ứng hoan hoan làm cho nổi giận hòa hồng sắc trong hai mắt nhất thời lóe lên sáng rực hồng quang cuồn cuộn nhất trời đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bùng phát ra không ngờ lại có thể phá tan đường tầng dịch thể xanh biếc quanh thân sau đó một bàn tay cực lớn hướng về phía ứng hoan hoan đập mạnh một cái ánh mắt ứng hoan hoan khẽ ngước lên, nhìn về phía bàn tay cực lớn đang hung hăng đập đến của hỏa tinh viên vương kia, thế nhưng lại không hề có dấu hiệu sẽ né tránh. Đúng lúc này thì một cái thiết ấn màu đen khổng lồ đột nhiên gào thét bay tới, đón gió lớn lên cực nhanh. Chợt có có thanh âm long ngâm vang vọng khắp nơi, một đạo long linh màu đen từ trên thiết ấn kia gào thét mà ra. Long chảo cự đại của đầu long linh kia hung hăng và chạm, với cự quyền của hỏa tinh viên vương đang đánh tới. Ẩm, Kình phong cuồng bạo nháy mắt lan tràn ra, đám đại thụ xung quanh đó trực tiếp biến thành bột phấn ngay tại đương trường, mà thế tiến công của Hòa Tinh Viên Vương kia cũng đã bị chặn lại. Tiểu tử chết tiệt. Hòa Tinh Viên Vương nổi giận nhìn về phía cái thiết ấn cực lớn lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy bên trên cái thiết ấn đó, Lâm Động đang cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm hắn. Tiểu cô nương có lòng tốt đánh vài tiếng đàn giúp vui cho ngươi, ngươi cái tên ngu xuẩn này cũng quá không hiểu phong tình rồi a." À. Lâm Động trêu tức nói. Hi hi Nghe thấy Lâm Động nói đùa như vậy, ưng hoan hoan nhịn không được khẽ cười nhẹ một cái, cái tên này xem ra là cố tình chọc cho hòa tinh viên vương nổi điên ma. Lão tử xé sắc ngươi, hòa tinh viên vương quả thật bị Lâm Động chọc tức không ít, sát ý trong cặp mắt hòa hồng sắc tuôn trào ra. Nhưng mà khi hắn vừa muốn động thủ, sau lưng hắn đột nhiên có hai luồng kình phong hung hãn dị thường lướt mạnh đến, chính là hai người Khương Côn vừa mới bám theo đến. Đối với hai người Khương Côn mà nói, hòa tinh viên vương kia hiển nhiên cũng không dám xem thường hơn nữa lúc này hắn đang bị tiếng đàn quái dị quấy nhiễu sức chiến đấu cũng hạ thấp xuống khá nhiều lúc này chỉ có thể buộc phải xoay người lại một lần nữa cùng hai người khương côn quấn bệnh cùng một chỗ lâm động từ trên cao nhìn xuống vòng chiến hung bạo dị thường bên dưới chợt bàn tay vung lên long linh màu đen khổng lồ đang xoay quanh thiết ấn rất nhanh lướt ra sau đó bao bọc lấy thân thể ứng hoan hoan bên trong hắn cũng nhìn ra được tiếng đàn kỳ dị của nàng ta dường như có công hiệu ức chế sức mạnh của hỏa tinh viên vương. Có tiếng đàn của nàng ta tương trợ, trận chiến đấu này có muốn thu thập hỏa tinh viên vương cũng không phải quá mức khó khăn. Tiếng đàn của ứng hoan hoan tương đối quan trọng, cho nên phải bảo vệ thật tốt người này một chút. Long Linh gào thét đến, cánh mắt ứng hoan hoan khẽ lết nhìn lâm động một cái, chợt tốc độ gầy đàn của bàn tay ngọc cũng đột nhiên gia tăng lên từng luồng sóng âm xanh biếc từ giữa không trung khoách tán ra, không ngừng quấn quanh hỏa tinh viên vương đang kịch chiến với hai người khương côn bên dưới. Mà trong lúc hai người khương côn và viên vương kịch đấu, nguyên phương đã mang theo một vài đệ tử khác nhanh chóng thối lui về phía sau, sau đó hướng về những đầu hòa tinh yêu viên đã bị ứng viên viên, thôi miên khi trước giải quyết từng tên một. ầm ầm. Trận chiến đấu dữ dội trong rừng sâu không ngừng điên cuồng bùng nổ, có điều theo thời gian trôi qua, hỏa tinh viên vương kia đã dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi hết thảy việc này đều là do hiệu quả của tiếng đàn xâm thực của ứng hoan hoan bằng không chỉ sợ rất khó có thể giữ chân hòa tinh viên vương này lại được cái tên đại gia hỏa này sắp kiên trì không nổi nữa rồi ứng hoan hoan nhìn chăm chú vào trận chiến bên dưới trong cặp mắt không nhịn được xẹt qua một sự vui mừng bàn tay ngọc cũng bất giác chậm lại một chút đừng thả chậm tiếng đàn lâm động cách ứng hoan hoan gần nhất cũng là người đầu tiên phát hiện thế tiếng công của tiếng đàn trở nên chậm lại lập tức sắc mặt khẽ biến trầm giọng nói Nghe được thanh âm của lâm động ứng hoan hoan khẽ rung người lên một chút, nhưng mà khi nàng vừa định muốn gia tăng thế tiến công lên, hỏa tinh viên vương bên dưới lại ngẩng mặt lên trời gào thét dữ dội. Thanh âm gào thét cực lớn, không ngờ lại có thể ngăn cản được tiếng đàn vừa thoáng chậm lại một chút kia. ầm ầm, trong khoảnh khắc khi tiếng đàn bị ngăn chặn lại, khí thế của hỏa tinh viên vương đột nhiên tăng vọt, một quyền đánh ra, mạnh mẽ đẩy lùi hai người khương côn về phía sau, sau đó bàn chân to lớn dẫm mạnh xuống mặt đất trực tiếp phóng thẳng về phía sau, cẩn thận hắn muốn chạy trốn khuôn mặt ứng hoan hoan biến sắc vội vang nói sau đó bàn tay ngọc của nàng đột nhiên gảy mạnh dây đàn ý đồ muốn đem hòa tinh viên vương ngăn cản lại hống hống nhưng mà lúc này hòa tinh viên vương cũng đã học được sự thông minh từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc sen lẫn với năng lượng hùng hồn không ngừng điên cuồng từ miệng nó chuyển đến khiến tiếng đàn của ứng hoan hoan ít nhiều cũng bị quấy nhiễu chết tiệt! Thấy thế, ứng hoan hoan lập tức khẽ cắn nhẹ răng ngà, trong cặp mắt trong suốt chợt lóe lên hàn mang, nhưng mà vào lúc nàng sắp vận dụng một vài thủ đoạn gì đó, thì lâm động, từ đầu vẫn luôn đứng trên thiết ấn nhìn chăm chú tất cả lại đột nhiên vọt mạnh ra. Vu, tốc độ của lâm động cực nhanh, chỉ trong chớp nhoáng đã xuất hiện ngay trước mặt hỏa tinh viên vương. Chỉ là phế vật ngũ nguyên niết bàn, còn dám ngăn cản bổn vương. Không biết sống chết. Hỏa tinh viên vương vừa nhìn thấy lâm động trước mặt mình, lập tức vẫn nộ cười một tiếng, nắm đấm cực lớn trực tiếp mang theo một luồng kình phong cuồn cuộn ngất trời hung hăng đánh thẳng về phía lâm động lâm động cẩn thận đám người ứng hoan hoan phía dưới thấy một màn như vậy lập tức kinh hãi bọn họ biết rất rõ ràng công kích của hòa tinh viên vương cuồng bạo đến cỡ nào ầm nắm tay cực lớn nhanh chóng phóng đại lên trong đồng tử lâm động nhưng mà sắc mặt hắn vẫn như cũ bất động như mặt giếng cổ ngay chỗ mi tâm của hắn, một khe nứt màu xám nháy mắt ngưng tụ, sau đó nhanh chóng vỡ ra, một con mắt màu xám ẩn chứa hung khí ngập trời lại một lần nữa hiện lên. Hoang vu yêu nhãn, cùng lúc nhìn thấy yêu nhãn ở giữa mi tâm của lâm động, còn có đám người ứng hoan hoan. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng đột nhiên ngưng trọng lại. Chương 676 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngay khi yêu nhãn màu xám từ chỗ mi tâm của Lâm Động hiện ra, một thứ sát khí kinh người cũng vào lúc này từ trong con mắt đó điên cuồng thổi quét ra, yêu nhãn hiện lên không có bất kỳ sự chậm trễ nào, một luồng ánh sáng màu xám tràn đầy sức công phá, cực kỳ khủng bố đột nhiên vút mạnh ra. Những nơi trùm ánh sáng màu xám kia lao vút qua, không gian nhất thời cũng trở nên vặn vẹo, mà Hòa Tinh Viên Vương với vẻ mặt hung sát kia, ánh mắt vào lúc này cũng kịch biến, cảm giác nguy hiểm dày đặc từ trong lòng hắn mạnh mẽ lan tràn ra. Hống Tiếng gào thét thô bạo bỗng nhiên từ trong miệng hòa Tinh Viên Vương rít gào truyền ra. Hồng mang sáng chói cũng vào lúc này, từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa dũng mãnh lan tràn ra, cuối cùng lại trong âm thanh răng rắc, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng tinh thể hòa hồng sắc, bao bọc lấy thân thể của hắn ở bên trong. Ánh mặt trời chiếu rọi trên tầng tinh thể hòa hồng sắc kia, rắn chắc giống như là kim cương vậy, tản ra sức phòng ngự cực kỳ cường đại và đáng sợ. Luồng ánh sáng màu xám kia thế nhưng cũng không, bởi vì vậy mà có có chút tạm dừng nào, trực tiếp xuyên qua hư không, sau đó trong chớp nhoáng đạo anh kích dày đặc vào tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia. Suy, ngay khi luồng ánh sáng màu xám kia đánh trúng, những tia thanh âm suy suy rất nhỏ không ngừng lan truyền ra. Ngay sau đó, cặp mắt hỏa hồng sắc phía dưới tầng tinh thể kia lại đột nhiên có rút lại lại, một tia hoảng sợ từ trong đó lóe lên, bởi vì dưới sự quan sát của hắn những nơi mà chùm tia sáng màu xám kia lướt qua trên tầng tinh thể bắt đầu nhanh chóng vỡ ra từng vết nứt dài răng rắc răng rắc tốc độ lan tràn của những vết nứt dài này cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt gần như là trong chớp mắt đã lan ra đến toàn bộ tầng tinh thể phá tầng quang mang màu xám trong mắt lâm động bắt đầu khởi động một đạo thanh âm lạnh như băng thấu xương từ trong miệng hắn khẽ chuyển ra phanh ngay khi thanh âm này vừa dứt, tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia lập tức nổ tung lên, những mảnh vỡ tinh thể bay múa đầy trời. Mà chùm tia sáng màu xám kia lại tiếp tục thẳng tắp bay xẹt qua, cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của Hỏa Tinh Viên Vương, nhanh như chớp xuyên thẳng qua trán của hắn. Chùm tia sáng màu xám ngay sau đó, trực tiếp bắn ra từ phía sau đầu của Hỏa Tinh Viên Vương mang theo một tia máu tươi, sau đó lướt vụt đến phía xa xa biến mất không thấy đâu nữa một cái lỗ máu liền từ chỗ chán của hỏa tinh viên vương hiện lên máu tươi cuồn cuộn chảy xuống nhưng mà bị chung một công kích trí mạng này hỏa tinh viên vương kia cũng không có ngay lập tức chết đi trên gương mặt hắn trái lại còn đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn thân hình hắn loạn choạng lùi về sau mười mấy bước khí tức toàn thân nhanh chóng ủ rủ xuống vậy mà còn chưa chết nữa à mấy người ứng hoan hoan nhìn thấy hỏa tinh viên vương này không ngờ vẫn còn sót lại khí tức tất cả đều kinh hãi sức sinh tồn của yêu thú này quả nhiên quá cường hãn. Oanh! Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn Hỏa Tinh Viên Vương, với khuôn mặt tràn đầy máu tươi đằng kia, cũng không chút do dự, bàn tay nắm chặt lại, thiết ấn màu đen gào thét mà đến, đón gió bạo trứng lên, giống như một tòa thiết sơn mang theo sức mạnh đáng sợ, hung hãn nện thẳng lên thân thể đầu Hỏa Tinh Viên Vương kia. Ầm ầm, trong một đạo thanh âm cực lớn vang lên trên bầu trời, thân thể khổng lồ của hỏa tinh viên vương lập tức bị thiết ấn cực lớn đánh cho rơi thẳng xuống, cuối cùng rơi thật mạnh xuống mặt đất. Cỗ sức mạnh khủng bố đó cũng làm cho mặt đất chấn động rung chuyển. Mặt đất sụp đổ, cái thiết ấn màu đen giống như một ngọn núi, chấn áp hỏa tinh viên vương bên dưới. Trên mặt đất xung quanh không ngừng nứt toác ra từng đạo khe hở to lớn. Trên bầu trời, Lâm Động nhìn thấy đầu hòa tinh viên vương đã bị thiết ấn màu đen chấn áp bên dưới, trong mắt lóe lên hàn ý hai bàn tay nắm chặt lại hai cánh tay trực tiếp co rỗi nhanh như chớp cuối cùng biến thành hai long thủ màu xanh lạnh như băng đồng thời vô cùng dữ dằn soạt thân thể lâm động soạt một tiếng soạt đã xuất hiện ở bên trên thiết ấn màu đen sau đó hai bàn tay nắm chặt từng quyền từng quyền hung hăng nện thẳng lên trên thiết ấn tranh choanh, choanh, âm thanh kim thiết vàng lên lanh lảnh ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo không gì sánh bằng từ trên thiết ấn lan truyền ra đám người ứng hoan hoan ở bên cạnh có chút chừng mắt há hốc miệng mà nhìn lên cái thiết ấn màu đen giống như một ngọn núi vậy trực tiếp bị lâm động hung hăng đánh mạnh chìm vào trong đất thật là một tên ra hỏa bạo lực khương côn nuốt một ngụm nước bọt toàn thân có chút không lạnh mà run lâm động lúc trước cũng không có ra tay nhưng mà ai có ngờ đến cái tên này không ra tay thì thôi vừa ra tay lại là tàn nhẫn như vậy công kích như thế này rơi xuống cho dù sức sống của hòa tinh viên vương kia có mạnh hơn nữa e rằng cũng tuyệt đối không còn đường sống dưới ánh mắt của mấy người ứng hoan hoan nhìn chằm chằm giống như nhìn quái vật kia, Lâm Động cũng dần dần đình chỉ hai tay mình lại lại. Thân thể khẽ rung nhẹ, hai cái long thủ màu xanh biếc nhanh chóng tiêu tan đi, sau đó hắn nhìn về phía đám người phía trước, điềm nhiên như không có việc gì, xoa xoa hai nắm tay có chút tê tê, nói, nếu đã muốn giải quyết cái loại yêu thú này, vậy thì đừng cho hắn có cơ hội liều mạng nào cả, nếu không hắn muốn chạy, chúng ta cũng ngăn không được lúc này bên dưới thiết ấn vẫn còn có máu tươi đang không ngừng chảy ra lâm động đứng trên thiết ấn khuôn mặt trẻ tuổi cũng giống như bọn họ kia lại khiến cho mấy người khương côn cảm thấy tim đập nhanh bọn họ hiểu rõ nếu như đổi lại là bọn họ thì tuyệt đối sẽ không có khả năng quyết đoán giống như hắn vậy tên kia có lẽ không còn thở nữa rồi nhỉ viên lăng cười gượng một tiếng hỏi lâm động cười cười bàn tay phất lên cái thiết ấn màu đen khổng lồ bay đi cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lướt vào lòng bàn tay lâm động mà theo sự thu hồi thiết ấn, cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm cũng ngay lập tức lan tàn ra. Ứng ừ, Hoan Hoan người thấy cỗ khí tức huyết tinh đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút trắng bệch. Hiển nhiên là nàng không có dũng khí đi xem cảnh huyết nhục mơ hồ ở bên dưới kia, lập tức bàn tay ngọc trắng nõn dơ ra, đất bùn trên mặt đất khẽ động, nháy mắt đã lấp đầy lại cái hố to đằng kia. Vùi lấp cái hố to đầy huyết nhục mơ hồ kia xong, Ứng Hoan Hoan ôm lấy cây đàn tranh màu xanh phỉ thúy từ trên cây đại thụ lướt xuống, sau đó bàn tay lật lại, đã thu hồi xong cây đàn tranh, hoang vu yêu nhãn quả nhiên rất mạnh người có thể tu luyện thành công được nó thật sự là rất biến thái đấy ứng hoan hoan nước mắt nhìn lâm động nếu như lúc nãy không phải nhờ lâm động phát động hoang vu yêu nhãn đánh cho hòa tinh viên vương đến nỗi trọng thương thì toàn bộ phần công kích cực kỳ hung sát sau đó hiển nhiên cũng không thể có hiệu quả được hai người khương côn viên lăng ở bên cạnh cũng có chút hoảng sợ nhìn về phía lâm động trong mắt không còn vẻ đắc ý như lúc trước nữa sau khi biết được thực lực thật sự của Lâm Động, cùng với cái loại thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đó, bọn họ hiển nhiên đã không dám xem hắn như một đệ tử mới gia nhập nữa. Lâm Động cười cười, hoang vu yêu nhãn, mỗi khi sử dụng đều có sự xâm thực cực lớn đối với hai mắt chính mình, với cái giá phải trả này, sức mạnh đạt được làm sao có thể nhỏ yếu được. Đương nhiên, cái loại xâm thực này đối với người có thạch phù thần bí chấn giữ bên trong thân thể, như Lâm Động mà nói, hiển nhiên cũng không có chút uy hiếp nào. Vù vù, trong lúc mấy người lâm động đang nói chuyện, trong rừng rậm cũng có mấy đạo âm thanh xé gió rồn rập truyền đến. Chợt Nguyên Phương dẫn theo mười mấy tên đệ tử nhanh chóng lao vút tới. Mà sau khi nàng ta nhìn thấy đám người lâm động yên ổn không việc gì, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng mới thư giãn một chút. Hỏa tinh viên vương đâu? Vừa hạ xuống mặt đất, Nguyên Phương đưa mắt đảo một vòng, sau đó kinh ngạc hỏi, bàn chân khương côn rậm rậm nhẹ xuống mặt đất ánh mắt nguyên phương nhìn qua chỗ đó sau khi nhìn thấy mặt đất bị máu tươi nhuốm thành đỏ thẫm và một cái hồ khá lớn trên mặt lập tức biến sắc âm thanh kinh ngạc nói giả quyết xong rồi à hắc hắc ít nhiều cũng phải nhờ đến hoang vu yêu nhãn của lâm động sư đệ viên lăng cười nói hoang vu yêu nhãn nghe được cái tên này nguyên phương và một vài đệ tử bên cạnh nàng lập tức động dung thân là đệ tử đạo tông bọn họ hiển nhiên đã từng nghe nói qua thứ môn vũ khí kỳ dị này trong hoang điện chỉ là không ngờ Lâm động trước mắt đây là có thể tu luyện thành công được nó. Nếu như không phải nhờ có Khương Côn sư huynh bọn họ đánh cho Hỏa Tinh Viên Vương sức cùng lực kiệt thì ta cũng không có cơ hội ra tay. Lâm động cười lắc lắc đầu, thật sự không có ý ôm đồm hết công lao. "Phương tỷ, những đầu yêu viên kia thì sao?" Ánh mắt ứng hoan hoan nhìn Nguyên Phương hỏi. "Đều giải quyết xong hết rồi." Nguyên Phương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt có chút phức tạp hướng nhìn về phía Tiên Nguyên cổ thụ cách đó không xa nàng biết nếu như tin tức ở nơi đây mà truyền đi e rằng cả vùng huyết nham địa đều sẽ xôn xao lên so với hạt giống của tiên nguyên cổ thụ thì một cái quạng mỏ nhỏ bé này cũng không đáng nhắc tới ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nhìn về hướng cây đại thụ cổ lão màu đen phá vỡ mặt đất ma mọc lên kia bên trong ánh mắt rực lửa cũng tràn ngập sự ngưng trọng vốn chỉ là một nhiệm vụ bình thường chỉ e rằng bởi vì nó mà trở nên cực kỳ phức tạp làm thế nào mới có thể biết có hạt giống bên trong gốc cây con này đây Lâm Động nhìn về phía Ứng Hoan Hoan, hỏi: "Đợi đến lúc mớ quả thực của nó tự nhiên rụng xuống, nếu như bên trong đó thật sự có hạt giống, thì hạt giống đó cũng sẽ tự động xuất hiện." Ứng Hoan Hoan nói khẽ: "Nhìn mức độ năng lượng của mớ quả thực này, có lẽ không quá thời gian 5 ngày sẽ rụng xuống thôi." "Thời gian 5 ngày sao?" Lâm Động mấp máy miệng, khẽ gật đầu. "Có cần một phen triệu tập tất cả đệ tử đến không?" Nguyên Phương nói: "Vậy thì quá nhiều người sẽ biết rồi." lâm động khẽ lắc đầu chợt trầm ngâm nói sáng chậm tối nhanh không cần quá mức rêu dao chỉ cần làm như bình thường là được rồi nếu quả thật đúng như những gì ứng hoan hoan đã nói huyết nham địa này hỗn loạn như thế vậy thì hành động trên quy mô lớn ngược lại sẽ làm cho người ta chú ý một khi tin tức về tiên nguyên cổ thụ truyền ra ngoài vậy thì tình cảnh bọn họ e rằng thật sự rất nguy hiểm Nguyên Phương gật gật đầu, tuy rằng thực lực Lâm Động hiện tại còn kém một chút, nhưng trong ngôn ngữ lại rất cẩn thận ổn trọng, nói ra lời nào cũng không có cơ hội cho bọn họ phản bác. Một khi đã như vậy rồi, vậy thì cứ yên lặng chờ đợi 5 ngày đi. Ánh mắt của ứng hoan hoan chuyển hướng về phía đầu tiên nguyên cổ thụ, bàn tay trắng nõn chậm rãi nắm chặt lại. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này e rằng sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Chương 677 ủng hộ kênh qua com gạch cháu ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là một gian phòng khá tối tăm u ám, bên trong gian phòng, một ngọn lửa đang âm thầm nhảy múa, ánh lửa nhỏ bé này bị bóng tối áp chế cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt mở rộng ra có thể nhìn thấy được trong bóng tối kia có mấy bóng đen, một trong số đó dường như đang ngồi sau một chiếc bàn tròn, chiếc hắc bào rộng bao phủ quanh thân thể hắn, một thứ hơi thở u ám từ trong thân thể hắn chậm rãi tỏa ra. Không khí trong phòng tương đối áp lực, sau một hồi khá lâu, bóng đen đang ngồi kia đột nhiên duỗi tay áo ra một cái, một bàn tay tái nhợt đặt xuống bàn nhẹ nhẹ một chút. Hỏa tinh viên vương chết rồi sao? Giọng nói khàn khàn mà thờ ơ từ dưới hắc bảo truyền ra. Ừ. hơn nữa ngay cả bọn yêu viên tại đó cũng đều chết hết cả rồi, không còn một con nào, có lẽ hẳn là đám đệ tử đạo tông làm. Mấy tên gia hỏa này từ khi nào mà thủ đoạn trở nên mạnh mẽ như vậy? Trong gian phòng, một bóng đen động đậy một chút, trầm giọng nói. Hai ngày trước có bốn tên đệ tử đạo tông vừa đến, có lẽ là có liên quan đến bọn chúng xem ra tiên nguyên cổ thụ cũng bị bọn chúng phát hiện rồi a à, đạo bóng đen kia trầm mặc một lúc giọng nói khan khan cất lên lão đại có cần động thủ ngay không với thực lực của đám đệ tử đạo tông trong vùng quạng mỏ kia chúng ta muốn đoạt lấy tiên nguyên cổ thụ rất dễ dàng một bóng đen hỏi nếu chỉ là thế lực bình thường hiện tại động thủ cũng không có việc gì cả có điều đó chính là đạo tông nếu như con chưa xác định xem trong tiên nguyên cổ thụ kia có hạt giống hay không vậy không cần thiết phải ra tay vội chỉ là mấy tiên nguyên cổ quả tuy giá trị cũng không tệ nhưng vì vậy mà chọc giận đạo tông thì không đáng bóng đen ở vị trí đầu tiên kia khẽ vẫy vẫy bàn tay nhợt nhạt nói đợi vài ngày nữa đi nếu như trong tiên nguyên cổ thụ thật sự có hạt giống đến lúc đó động tĩnh sẽ không nhỏ âm thầm phái người đến khu vực phụ cận quạng mỏ kia giám sát bọn chúng thật kỹ cho ta nếu như có hạt giống tiên nguyên cổ thụ tồn tại thì sao một người nhẹ giọng hỏi có hạt giống thân thể bóng đen thủ lĩnh hơi nghiêng về trước, áo bào đen phía trước hất lên, để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, hắn nhếch miệng cười, âm lãnh nói, vậy thì chỉ có thể trách mấy tên gia hỏa kia xui xẻo, ai dám ngăn cản ta, toàn bộ giết sạch nếu đến lúc đó đạt được hạt giống tiên nguyên cổ thụ, giao cho thượng tầng nguyên môn, vậy thì tội của chúng ta lúc trước cũng có thể được giảm bớt, đến lúc đó, cho dù là đạo tông có tức giận đến đâu cũng có thể làm được gì nữa. Lẽ nào bọn họ còn dám một lần nữa giết lên nguyên môn hay sao? Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ khát máu của khuôn mặt gã thủ lĩnh kia, mấy thân thể bóng đen trong phòng cũng thoáng run rẩy lên một chút, chợt cũng đều nhếch miệng cười rộ lên. Bóng cây từ giữa không trung lan rộng ra, cắt ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống kia thành vô số những mảnh lốm đốm, sau đó chiếu dọi xuống trên người mấy cái bóng ngồi xếp bằng bên dưới kia. Một vài vết lốm đốm rơi lên mặt lâm động, hai mắt khép hờ của hắn cũng khẽ mở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía gốc cây màu đen ở phía trước. Lúc này bên trên năm quả thực đỏ thẫm treo trên cây kia, cũng phát ra chút quang mang tiên diễm, giống như đã sắp chín rồi. Có lẽ rất nhanh thôi lâm động nhẹ giọng thì thào một tiếng, từng tia tinh thần lực cũng tuôn ra từ trong nơi hoàn cung, sau đó đem bất kỳ động tĩnh trong cánh rừng này phản hồi trở lại cho hắn. Nhờ vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được có mấy chục cỗ khí tức rất mạnh đang ẩn náu trong rừng, đó đều là các đệ tử của đạo tông. Ở nơi xa hơn, còn có không ít đệ tử đạo tông đang tuần tra vô cùng nghiêm mật. Soạt soạt, tinh thần lực của lâm động nhanh chóng thu hồi lại chợt trên mặt đất trước mặt hắn một đôi giày nhỏ xinh xắn rột nhiên xuất hiện lâm động khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy ứng hoan hoan hai tay chắp lại sau lưng đứng phía trước nhìn chằm chằm hắn đôi mắt to long lanh kia tràn đầy sức sống cách đó không xa khương côn và viên lăng đang thấp giọng nói chuyện có điều ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía lâm động đương nhiên phần nhiều hơn chính là dừng lại trên người thiếu nữ áo trắng váy xanh kia có thể dễ dàng nhìn ra được cả hai người đều có ý thích nàng Tinh thần lực của ngươi cũng không tệ a. À. Dưới sự nhìn chăm chú của hai người bọn Khương Côn, Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lâm Động, chợt nhoẻn miệng cười. Nàng dĩ nhiên là có thể cảm nhận được Lâm Động đang dùng tinh thần lực dò xét xung quanh. Lâm Động cười cười chẳng nói năng gì cả, trong lòng cũng vì sự nhạy bén của Ứng Hoan Hoan mà cảm thấy có chút giật mình. Tinh thần lực của hắn xưa nay tương đối nội liễm, nếu như không phải là người có trình độ tương đối không tệ trong tu luyện tinh thần lực, rất khó có thể cảm nhận được tinh thần lực của hắn đang dò xét ta mặc dù chủ tu nguyên lực nhưng mà tinh thần lực cũng coi như không tệ, tuy không mạnh bằng ngươi nhưng cũng coi như vượt qua một lần phong lôi kiếp. Ứng ừ hoan hoan dường như nhận ra sự nghi hoặc của lâm động, lập tức cười nói. Cặp mày lâm động lúc này nhịn không được nhướng lên một chút, hiển nhiên là không ngờ thiếu nữ trước mắt này lại là đồng tu nguyên lực và tinh thần lực, trong lòng thoáng giật mình một chút, chẳng trách tiếng đàn của nàng ta kỳ diệu như vậy, xem ra nguyên nhân là do tồn tại tinh thần lực A. À, cẩn thận một chút cũng không dư thừa, lâm động nhẹ giọng nói hắn cũng biết ứng hoan hoan hiểu rõ ràng mình dùng tinh thần lực để làm gì vốn dĩ cho rằng chỉ là một nhiệm vụ bình thường không ngờ kết quả trở nên phiền phức như thế này ứng hoan hoan ngồi xuống bên cạnh lâm động đồng tử của nàng nhìn chăm chăm gốc cổ thụ màu đen phía trước chợt mỉm cười nói chẳng qua ta lại kỳ vọng như thế nếu như chúng ta thật sự có thể đạt được hạt giống tiên nguyên cổ thụ đối với đạo tông chúng ta mà nói đây là một việc tốt ngàn năm khó gặp sau này sẽ có vô số đệ tử vì đó được lợi không nhỏ thực lực của đạo tông chúng ta cũng có thể từ đó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lâm động nghe vậy chợt khẽ dùng mình một cái cô nàng thiếu nữ trước mặt này lúc nói ra những lời đó trên mặt cũng không có một chút dục vọng nào nào đối diện với sự mê hoặc của hạt giống tiên nguyên cổ thụ này tất cả những gì nàng nghĩ đến cũng chỉ là vì tranh thủ lợi ích cho đạo tông lâm động nhếch miệng lên một chút ánh mắt thoáng có vẻ phức tạp những gì hắn trải qua hiển nhiên nhiều hơn không ít so với ứng hoan hoan kinh nghiệm trong bao nhiêu năm nay cũng khiến tính cách hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều tuy rằng bây giờ hắn có ấn tượng rất tốt đối với đạo tông nhưng thực sự mà nói sau khi biết được mức độ quý giá của hạt giống tiên nguyên cổ thụ kia ý niệm đầu tiên trong lòng hắn lại không phải là nên làm thế nào để đoạt được nó dành riêng cho đạo tông tuổi tác của hắn có lẽ cũng không lớn hơn ứng hoan hoan bao nhiêu nhưng nội tâm lại không đơn thuần như nàng đương nhiên nếu như trong trải nghiệm của những năm vừa qua trong lòng lâm động vẫn còn lưu giữ cái thứ đồ vật ấy có lẽ hắn cũng không có cơ hội đi đến bước này Nhìn cô nàng thiếu nữ hai má tràn đầy sự vui mừng phát ra từ nội tâm kia, miệng Lâm Động cũng không nhịn được nhếch lên thành một đường cong, một tông phái có được sự ngưng tụ nhân tâm mạnh mẽ như vậy, mới thật sự là một tông phái mạnh mẽ chân chính bên trong Đông Huyền vực, sự cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn là cực kỳ kịch liệt, thực lực của tông phái nếu như có thể tăng lên, những sư huynh đệ chúng ta khi ra ngoài hành tẩu, cũng có thể được che chở nhiều hơn. Bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan đưa lên đỡ lấy chiếc cằm trắng như tuyết, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh từ chỗ vai nàng khẽ buông xuống, chợt nàng dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn Lâm Động, trong mắt không còn chút xem thường nào nữa cả, thiên phú của ngươi rất cao, nếu như ngươi gia nhập Thiên Điện mà nói, thành tựu chắc chắn sẽ rất tốt, có điều may mắn là biểu hiện của ngươi ở Hoang Điện cũng không tệ, nếu không, ta thật sự chẳng biết nói thế nào với một tên gia hỏa chỉ bởi vì sở thích của chính mình mà lựa chọn lung tung như ngươi cả lâm động cũng chỉ cười cười không giải thích quá nhiều về mặt này bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ ngày đó trên trạch điện thai không phải ứng hoan hoan cố ý chĩa mũi nhọn vào hắn mà nguyên nhân thực sự là bởi vì nguyên nhân cái mà nàng gọi là lựa chọn lung tung không chút trách nhiệm của hắn đã chọc giận nàng ta hiện tại mặc dù hắn có lẽ có chút khó có thể làm được đến mức đặt tông phái ở vị trí đầu tiên trong lòng như ứng hoan hoan này nhưng mà lại lý giải được sự giữ gìn này yên tâm đi nếu như tiên nguyên cổ thụ này thật sự có hạt giống chúng ta nhất định có thể mang nó về được lâm động khẽ nói ứng hoan hoan nở nụ cười xinh đẹp nét mặt tươi cười động lòng người chợt nhách đôi môi lên gật gật đầu thật mạnh này hai người các ngươi nói chuyện gì thế hai người khương côn và viên lăng cuối cũng nhịn không được tiến đến gần chỉ có điều trong lời nói nhìn qua như không có gì lạ lại hiện ra chút khó chịu trong đó điều này không khỏi làm cho lâm động có chút mỉm cười vừa muốn nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên nguyên cổ thụ đằng kia. Lúc này, năm quả thực đỏ trói trên cây kia lại bắt đầu khẽ rung lên. Quả thực sắp chín rồi. Mấy người ứng hoan hoan cũng lập tức có chút cảm giác, chợt dâng trào vẻ mừng rỡ khẩn trương trên mặt. Ánh mắt lâm động ngưng tụ trên tiên nguyên cổ thụ kia, từng tia năng lượng ba động kinh người không ngừng khuếch tán ra, thậm chí ngay cả mặt đất cũng khẽ run rẩy lên. Vù vù, tốc độ rung của năm quả đỏ thẫm bắt đầu tăng lên, một thoáng sau đột nhiên rung lên dữ dội lại rời khỏi thân cây rơi xuống bàn tay lâm động vung lên một cỗ hấp lực bộc phát ra đã đem năm tiên nguyên cổ quả kia hút vào trong tay nhưng mà lúc này hắn cũng không vội xem xét bọn chúng ánh mắt tất cả bọn họ đều dừng lại trên tiên nguyên cổ thụ đằng kia sau khi quả thực rơi xuống, năng lượng ba động truyền ra từ trong Tiên Nguyên Cổ Thụ, lại không hề có chút yếu bớt nào, ánh sáng xanh lục dày đặc từ vị trí gốc của nó tràn ngập lên, cùng lúc đó, một cỗ sinh cơ nồng đậm phảng phất như là bùng phát ra giữa thân cây của nó. Nhìn thấy loại động tĩnh như thế này, trong mắt mấy người ứng hoan hoan lập tức hắt ra sự ngạc nhiên kinh hỉ. Ông, Tiên Nguyên Cổ Thụ rung rẩy mãnh liệt, đột nhiên, một đạo lục quang chợt xuất hiện từ trong giữa thân cây, cái loại sức sống kinh người đó, chính là từ trong đạo lục quang này phát ra. Tiên nguyên cổ trùng. Vào lúc này, giọng nói vui mừng khôn xiết đã trực tiếp phát ra từ miệng Khương Côn. Ánh mắt Lâm Động đang chăm chú nhìn đạo lục quang kỳ dị kia, chợt đồng tử đột nhiên co rút lại. Trong khoảnh khắc đồng tử của hắn co rút lại, tiên nguyên cổ thụ kia đột nhiên run lên dữ dội, một đạo lục quang to lớn đột nhiên từ ngọn cây phun ra, cuối cùng phá tan rừng rậm, trực tiếp chui vào mây xanh. Lâm Động nhìn thấy động tĩnh như vậy, sắc mặt trong chốc lát cũng tối sầm lại. Chương 678 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạo lục quang khổng lồ phá tan rừng rậm sông vào mây xanh, sau đó giống như một cái lồng lục quang khổng lồ vậy, từ bầu trời bao phủ xuống toàn bộ khu rừng. Động tĩnh lớn đến như thế, trong vòng phạm vi trăm dặm đều có thể trông thấy rõ ràng. Sắc mặt lâm động u ám nhìn một màn này, chợt hít một hơi thật sâu, xem ra muốn yên lặng đem tiên nguyên cổ trùng, về đến đạo tông là chuyện không có khả năng rồi. Mấy người ứng hoan hoan ở bên cạnh lúc này sự vui sướng trên gương mặt cũng nhanh chóng biến mất trong mắt ba người đều thoáng qua một tia hoảng sợ nồng động. Hư hư. Bên trong rừng rậm, Nguyên Phương cũng bị động tĩnh này khiến cho kinh động, dẫn theo mười mấy gã đệ tử nhanh chóng lao vút qua, sau đó nàng nhìn sắc mặt mọi người, cũng than thầm một tiếng. Đã truyền tin tức về chưa? Lâm động nhanh chóng thu liễm lại tâm tình, trầm giọng hỏi. Hẳn là đã đến rồi, có điều e rằng viện thủ có nhanh đến đâu thì cũng phải ngày mai mới có thể đến, Nguyên Phương cười khổ một tiếng, sau đó dừng lại một chút, nói: "Mặt khác, vẫn còn có một tin tức không tốt. Lúc trước chúng ta ở xung quanh vùng Quảng Mỏ đã phát hiện ra tung tích một vài người, nếu như không đoán sai, chỉ sợ là ma ấn chúng." "Ma ấn chúng?" Nghe thấy cái tên này, sắc mặt đám người ứng hoan hoan lập tức biến đổi. "Đó là cái gì?" Lâm Động nhíu nhíu mày, nói: "Là một phương thế lực khá nổi danh trong huyết nham địa." thủ lĩnh của bọn chúng tên là diêu linh đứng hàng thứ tư trên tông phái thông tập bảng thực lực đã đạt đến cấp độ cảnh giới cử nguyên niết bản vô cùng cường hãn ứng hoan hoan khẽ cắn nhẹ răng ngà nói cử nguyên niết bản lúc này sắc mặt lâm động cũng khẽ biến đổi thật không hổ là đông huyền vực tùy tiện ra ngoài là gặp một đám hung đồ thực lực lại cường hãn đến như vậy diêu linh này đã từng là chấp sự nguyên môn nhưng mà sau đó bởi vì phạm phải sai lầm lớn bị trục xuất khỏi tông phái nhưng bản thân hắn trong nguyên môn cũng có chút bối cảnh, có thể làm cho chấp pháp đội nguyên môn buông lỏng việc truy sát hắn. Mấy năm gần đây luôn trà trộn trong huyết nhàm địa, cũng coi như là có danh tiếng không kém. Nguyên Phương bổ sung nói, không ngờ lại bị đúng đám gia hỏa khủng bố này theo dõi. Khương Côn thầm oán giận nói, trong vòng khu vực mấy trăm dặm gần quạng mỏ của chúng ta, có tổng cộng ba tòa thành thị, trong đó đều là long xà hỗn tạp, nơi này của chúng ta bây giờ xảy ra động tĩnh lớn thế này, tất nhiên sẽ thu hút không ít người chú ý, nếu như tin tức của tiên nguyên cổ trùng truyền ra, vậy thì nguyên phương nói đến đây, cặp mày đã nhíu chặt, ngưng trọng dị thường, thu lấy hạt giống đi, lâm động cho mày, chợt trầm giọng nói, ừm, ứng hoan hoan gật gật đầu, cũng không dám chậm trễ, bước nhanh về phía trước. Bàn tay trắng nõn trực tiếp xuyên qua cột quang mang lục sắc, sau đó một tay chụp lấy quang điểm sáng chói như một viên ngọc bên trong đó, ngay khi ứng hoan hoan chụp lấy quang điểm xanh lục kia thu tay về cột ánh sáng to lớn kia cũng dần dần tan đi mà ánh mắt của bọn lâm động cũng ngưng trọng nhìn sang lúc này trong bàn tay trắng nõn của ứng hoan hoan một hạt nhỏ tròn trịa màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm đó mặt ngoài của hạt giống ấy dường như có phù văn thiên nhiên hình thành hiện ra một thứ sức sống kinh người liên tục không ngừng phát ra từ bên trong hạt giống ấy đây chính là hạt giống của tiên nguyên cổ thụ sao lâm động nhìn về phía gốc cây màu đen kia sau khi hạt giống bên trong bị lấy đi, ánh sáng màu xanh biếc vốn dĩ tràn ngập xung quanh thân cây kia cũng nhanh chóng tan biến, sức sống của nó cũng yếu đi rất nhiều. Thân thể màu đen của nó giống như đúc bằng hắc thiết, cành cây kéo dài ra như nhánh sắt thép lạnh như băng, cái cảm giác lạnh buốt rắn chắc tràn ngập ra xung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm thân cây, ánh mắt khẽ động, đưa tay ra sờ nhẹ lên đó lúc bàn tay hắn sờ vào thân cây màu đen mà lạnh bút kia lại đột nhiên cảm thấy sự vận chuyển của nguyên lực trong người cũng lặng yên trở nên chậm chạp lại giống như đã bị áp chế vậy lập tức trong lòng khẽ kinh hãi thân cây tiên nguyên cổ thụ có hiệu quả thần kỳ áp chế các loại năng lượng chỉ có nắm vào vị trí sát gốc của nó mới có thể tránh được hiệu quả áp chế kia nhưng mà cái thứ này quá mức nặng nề cho dù là một vài người chuyên tu sức lực thân thể cũng không cách nào tùy ý vũ động được nó ứng ừ, hoan hoan dường như biết rõ lâm động đang nghĩ gì mở miệng nói a à, lâm động nghe thấy vậy cặp mày khẽ trao lên tiến lên một bước sau đó bàn chân hung hăng rậm lên mặt đất một cái mặt đất trước mặt trực tiếp bị sức mạnh của hắn làm cho nứt vỡ ra xuất hiện bộ rễ màu đen đan xen nhau bên dưới gốc tiên nguyên cổ thụ lâm động khom người xòe lớn bàn tay ra một tay nắm lấy bộ rễ màu đen lớn nhất trong đó chỗ hắn đưa tay vào một thứ cảm giác lạnh lẽo và thê lương thấu xương nháy mắt thâm nhập vào thân thể hắn quả nhiên Lâm Động dùng hết sức kéo mạnh, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cho dù là với sức mạnh của hắn, thì tiên nguyên cổ thụ cũng không hề cử động chút nào. Có điều càng như vậy ngược lại càng kích thích sự hứng thú của Lâm Động, lập tức bàn tay đột nhiên nắm chặt, gần xanh trên cánh tay hiện lên cuồng cuộn, trong mơ hồ lại có long lân màu xanh dày đặc hiện lên, một cỗ sức mạnh bàng bạc âm thầm bộc phát. Oanh, dưới sức mạnh long hóa khủng bố như vậy của lâm động tiên nguyên cổ thụ, dài mấy trượng kia trong ánh mắt kinh ngạc của đám người ứng hoan hoan bên cạnh, thật sự đã bị lâm động mạnh mẽ nhổ lên. Vù, một tay lâm động nắm chặt gốc cây đại thụ, sau đó vung mạnh lên, lập tức không khí trước mặt nứt toát ra, một cỗ lực lượng vô hình bạo phát ra, trực tiếp xé rách mặt đất trước mặt tạo thành một số khe hở rộng vài trượng. Thứ tốt, nhìn thấy lực đạo của thứ này mạnh mẽ như vậy, lâm động cũng nhịn không được khẽ nhách miệng cười, chợt bàn tay vung mạnh lên không chút khách khí nào đem toàn bộ thân cây tiên nguyên cổ thụ cho vào túi càn khôn sau đó ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy đám người ứng hoan hoan đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt cổ quái thấy thế da mặt dày của lâm động cũng không nhịn được thoáng đỏ ửng lên ho khan một tiếng hắn vừa muốn nói chuyện sắc mặt lại đột nhiên thay đổi chợt ngẩng đầu lên chậm rãi nói phiến phức đến rồi âm thanh vừa dứt thân hình lâm động khẽ động trực tiếp lao mạnh đi phá tan rừng rậm bên trên thân thể xuất hiện giữa không trung ngay sau đó ánh mắt hắn liếc nhìn, cuối cùng dừng lại giữa không trung phía xa xa. Ở đó, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mười mấy bóng đen đang lẳng lặng huyền phù. Bên dưới những bộ hắc bào kia, từng đạo ánh mắt u ám âm trầm đang nhìn chằm chằm bọn họ. Vù vù, rừng cây phía dưới chợt khẽ chấn động, đám người ứng hoan hoan, Khương Côn cũng nhanh chóng lướt đến, sau đó dừng lại bên cạnh Lâm Động, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Quả nhiên là bọn hỗn đản ma ấn chúng này, Nguyên Phương nhìn thấy mười mấy bóng đen kia, ánh mắt khẽ trầm xuống, cắn răng nói. Còn có không ít người đang rất nhanh tiến vào trong này, có lẽ là những cường giả và thể lực mạnh ở gần đây đã bị kinh động mà tới. Tinh thần lực của lâm động khoét tán ra, chợt thở ra một hơi thật sâu. Ở chân trời phía xa, hắn có thể cảm nhận được một vài âm thanh xé gió cực kỳ nhỏ, một vài khí tức mong manh cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Trong cánh rừng phía dưới thỉnh thoảng vẫn có đệ tử đạo tông lướt đến, số lượng cũng không ít, ước chừng hơn trăm người, chỉ có điều lâm động lại biết rõ nếu như tin tức của tiên nguyên cổ trùng này truyền ra chỉ dựa vào những người bọn họ có lẽ rất khó mà trực tiếp chấn áp bọn họ ha ha nguyên phương có vài thứ không thể giấu lâu được đâu hãy thành thành thật thật mà giao tiên nguyên cổ trùng ra đây nếu không các ngươi ngày hôm nay e rằng không khỏi phải máu chảy thành sông a phía trước nhất của mười mấy đạo bóng đen kia một người khẽ ven hắc bào lộ ra một khuôn mặt trung niên ấm lãnh hắn cười quái dị nhìn chằm chằm nguyên phương nói Tô lôi, đồ của đạo tông ta, ngươi cũng dám tranh giành sao? Ánh mắt nguyên phương lạnh giá, quát mắng. Hắc hắc, chỉ cần bọn ta có được tiên nguyên cổ trùng, tự nhiên có thể để lão đại bọn ta đi đến nguyên môn đổi lấy tặng phẩm cực lớn, đạo tông ngươi có thể làm thế nào? Cái gã trung niên được gọi là tô lôi kia lành lạnh cười nói. Tên kia là lão nhị của ma ấn chúng, tô lôi, mệnh danh là tô đao, thực lực cảnh giới bát nguyên niết bàn. Ứng ừ hoan hoan thấp giọng nói với lâm động bên cạnh thành viên trung tâm của ma ấn chúng có tổng cộng 6 người, đều là nhân vật trên tông phái thông tập bảng. Ngoại trừ tô lôi ra, bốn người còn lại, hết thảy đều là thực lực thất nguyên niết bàn. Lão đại của bọn chúng, hình như không có hiện thân. Ánh mắt lâm động đảo qua người đám hắc bào kia, nói. Ừm, cái tên kia hành sự cực kỳ xảo trá, nhưng mà ma ấn chúng đã hưng sư động chúng đến như vậy, hắn nhất định cũng ẩn náu trong nơi bí mật nào đó quan sát chúng ta. Ứng ừ, hoan hoan nói. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, chợt hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về chân trời đằng xa xa xa. Ở nơi đó, từng điểm đen một đang bay nhanh đến đây, một lát sau, cuối cùng hóa thành những đạo nhân ảnh xuất hiện trên khoảng không trung của cánh rừng, ánh mắt tràn ngập hồ nghi cũng nhìn về hướng đám người Lâm Động. Nhìn xung quanh nơi này càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, trong lòng Lâm Động cũng trở nên trầm xuống. Tình cảnh này thật sự trở nên cực kỳ không ổn rồi. Chương 679 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé soạt soạt âm thanh xe gió không ngừng vang vọng trên khoảng không vùng quạng mỏ ngay sau đó đám người lâm động liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh mà khí thế hoàn toàn không yếu phá gió mà đến cuối cùng huyền phù trên bầu trời ánh mắt lâm động nhìn những bóng dáng đang lao vút đến kia ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lại từ trên mình những người này hắn có thể cảm nhận một chút uy áp tương đối cường hãn hiển nhiên những người chạy đến này cũng không phải là nhân vật tầm thường gì lần này phiền phức rồi gương mặt nguyên phương cũng vì những người đến này mà dần trở nên khó nhìn sau đó cắn răng thấp giọng nói người biết những người đó ư lâm động nhẹ giọng hỏi nguyên phương cười khổ một tiếng nói có nhìn thấy trên bầu trời phương bắc ở kia không cái tên mặc y phục màu xanh lục kia tên là tiêu thiên thường gọi thực ma thủ đứng thứ năm trên tông phái thông tập bảng thực lực bát nguyên niết bàn ánh mắt lâm động nhìn sang đó quả nhiên là nhìn thấy một tên áo xanh lục ở đó Người này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, thân thể cao giáo, gương mặt có vẻ tuấn giật, chỉ có điều lại có tà khí quấn quanh. Hai tay hắn lúc này thả lỏng phía sau, ánh mắt mang theo một chút hồ nghi tập trung nhìn bọn họ. Cái tên trên bầu trời phía nam, tên là La Giật, còn gọi đồ tể, đứng thứ sáu trên tông phái thông tập bảng, cảnh giới bát nguyên Niết bàn. Ánh mắt di chuyển, thân thể lâm động hơi rung lên một chút, sau đó liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo trắng, gã nam tử này thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn không có nửa điểm phù hợp với cái danh xưng đồ tể của hắn nhưng mà lâm động tự nhiên không có khả năng trông mặt đặt tên gã nam tử áo trắng kia tuy rằng nét mặt tươi cười nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ thân thể người kia một thứ khí tức huyết tinh nhàn nhạt có thể nhìn thấy người này cũng là một nhân vật hung sát còn vài người khác nữa đều có chút tiếng tăm ở huyết nham địa nguyên phương chua sót nói xem ra hôm nay muốn thoát thân thuận lợi cũng không phải là việc dễ dàng gì trong lòng lâm động thầm than nhưng mà cũng không có cảm giác hinh hoàng gì mấy năm nay hắn đã từng trải rất nhiều cục diện trước mắt tuy rằng cũng không được tốt lắm nhưng muốn ép lâm động hắn vào tử lộ cũng không phải là việc đơn giản gì mà ngay khi ý nghĩ trong lòng lâm động chuyển động hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình mắt lạnh một thứ gì đó lạnh buốt oánh nhuận được nhét vào trong tay hắn lập tức hắn sừng sốt vừa định nói gì khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt hắn lâm động cho dù như thế nào đi nữa ngươi nhất định phải mang tiên nguyên cổ trùng về đến đạo tông ứng hoan hoan khẽ cắn hàm răng trắng ngà trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này có một thứ cảm giác quyết tuyệt không phù hộ với độ tuổi của nàng hiển nhiên nàng cũng nhìn ra được cục diện trước mắt đối với bọn họ mà nói tương đối không ổn lâm động khẽ nhíu mày không nói thêm gì chỉ là trở tay bỏ hạt giống vào trong túi càn khôn của mình nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có đến bước ấy đâu, hơn nữa cho dù có đến bước đó đi chăng nữa, cũng vẫn không cần một nữ nhân như ngươi đến làm chuyện này đâu. Ha ha, ai có thể nói cho ta biết, nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Đạo lục quang lúc trước lại là thứ gì thế? Ngay lúc lâm động vừa dứt lời, trên bầu trời phía nam đằng xa, đồ tề la giật thân mặc áo trắng, đã mỉm cười tít mắt nhìn đám người nguyên phương, mở miệng hỏi, Sắc mặt Nguyên Phương khẽ biến, nhưng cũng không có trả lời, hiển nhiên là không nghĩ muốn tiết lộ tin tức về Tiên Nguyên cổ thụ ra ngoài. Hắc hắc, nghe nói là một hạt giống của Tiên Nguyên cổ thụ nhưng mà, mặc dù Nguyên Phương trầm mặc nhưng Tô Lôi, bên trong ma ấn chúng kia đã nở nụ cười quái dị nói, hắn lại không có chút lo lắng rằng sau khi tin tức truyền ra, hạt giống sẽ bị người khác cướp mất, hiển nhiên cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của đám người bọn chúng. Ngươi? Sắc mặt Nguyên Phương kịch biến, lửa giận trong mắt tuôn trào. Cái gì? Lời kia vừa nói ra, trên bầu trời lập tức phát ra vô số thanh âm ồn ào, rất nhiều ánh mắt đều trong chốc lát tuôn trào vẻ tham lam nồng đậm, một người khẽ liếm liếm môi, cười nói, không ngờ tới nơi này lại còn có thứ bảo bối như thế này. La giật cũng vì hạt giống của tiên nguyên cổ thụ kia mà kinh ngạc một chút, chợt trên khuôn mặt hắn liền hiện lên một sự cực kỳ hứng thú, mắt nhìn chăm chăm nguyên phương, nói, ta cả đời này vẫn chưa từng nhìn thấy qua hạt giống của tiên nguyên cổ thụ đấy, chi bằng nguyên phương cô nương đem thứ ấy ra cho bọn ta mở mang tầm mắt đi sắc mặt nguyên phương phát lạnh vừa định nói gì lâm động lại đã bước ra từ phía sau đứng ngay bên cạnh nàng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía la giật hắn cũng không phí lời vô nghĩa tinh thần lực chớp mắt đã khoét tán ra sau đó trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đem tinh thần lực mạnh mẽ quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây tiểu tử ngươi muốn làm gì thế la giật bị cử động này của lâm động làm cho sừng sốt chợt ánh mắt lạnh lùng quát lớn Lâm Động cũng không để ý đến hắn, vung tay áo lên, tinh thần lực đã biến thành một đám màn ánh sáng trước mặt hắn. Trên đám màn ánh sáng kia, lại có thêm vô số những gương mặt do tinh thần lực khắc họa thành, đó chính là gương mặt của đám người la giật phía trước kia. Soạt soạt, tay áo Lâm Động rung mạnh lên, bắn ra vô số những phiến ngọc thạch, chợt hắn trực tiếp dùng tinh thần lực khắc họa khuôn mặt tất cả mọi người kia ấn vào trong đám ngọc thạch kia. Sau đó hắn vung tay lên, đem trên 100 phiến ngọc thạch kia bay vào trong tay những đệ tử đạo tông bên dưới kia các vị bất luận hôm nay cục diện có biến thành thế nào chỉ cần có một người về đến tông môn đem ngọc thạch nộp lên cho chư vị trưởng lão ta nghĩ các vị ấy sẽ biết nên làm thế nào giọng nói lâm động trầm thấp từ giữa không trung khuếch tán ra cuối cùng truyền đến tai mỗi một người tại toàn trường lời ấy vừa nói xong sắc mặt của đông đảo đám người trên bầu trời nhất thời mơ hồ có chút biến đổi ánh mắt lóe lên không ngừng chuyển biến giữa sự hung sát và trần trừ loại thủ đoạn này của lâm động không thể nói là không mạnh mẽ trực tiếp thác ấn tất cả các khuôn mặt của đám người ở nơi này lấy đạo tông ra uy hiếp bọn họ tuy rằng đám người ở đây đại đa số đều không phải là ngọn đèn đã cạn dầu nhưng dù sao đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp là một trong những chúa tể của đông huyền vực nếu như lửa giận của đạo tông thật sự chút xuống những người có mặt ở đây e rằng không có mấy người có năng lực tiếp nhận nổi tiểu tử thật mạnh mẽ a à, nhưng mà ngươi không sợ bọn ta tức giận đem tất cả các ngươi toàn bộ huyết tẩu sao khoe mắt la giật 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 ánh mắt nhìn thẳng lâm động cười lạnh lùng nói nếu ngươi có bản lĩnh này cứ đến thử xem lâm động bước ra từng bước dài gương mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn một luồng lệ khí kinh người từ trong cơ thể hắn phát tán ra cái loại khí thế đó khiến cho không ít gã hung sát trong tay dính đầy huyết tinh ở đây cũng đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi gã đệ tử đạo tông này xem ra sao lại còn hung sát hơn cả bọn hắn nữa đám người nguyên phương ứng hoan hoan ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau đối với sự trần trừ hiện lên trên gương mặt của những người này bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi xem ra muốn đối phó những tên hung sát này phải có một người càng mạnh mẽ ngoan độc hơn bọn họ hắc hắc năm nay thực sự thời thế sắp biến đổi rồi một tên tiểu tử chẳng qua chỉ có cảnh giới ngũ nguyên niết bàn lại có gan liều lĩnh trước mặt chúng ta nữa chẳng lẽ bây giờ những đệ tử đạo tông dạy dỗ ra đều là không biết trời cao đất dày như thế này sao trên khuôn mặt nhợt nhạt của la giật kia lúc này chợt xẹt qua một tia u ám ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều đám người tô lôi cách đó không xa cười lạnh lùng nhìn một màn này cũng không có dấu hiệu lập tức động thủ ta nói các vị các người dù sao cũng là người có chút tiếng tăm chưa đến nỗi phải bị tiểu tử này hù dọa cho kinh hãi chứ la giật quay đầu lại nhìn về hướng những bóng người trên bầu trời xung quanh cười lạnh lùng nói nghe thấy lời nói của hắn một ít người ở đây khẽ nhíu mày mà khi suy nghĩ trong lòng bọn họ đang biến đổi thì cái gã thực ma thủ tiêu thiên thân mặc lục y kia lại chậm rãi bước ra, danh tiếng đứng trong năm vị trí đầu trên tông phái thông tập bảng, hiển nhiên cũng có phân lượng không nhỏ ở nơi đây, do đó theo hắn bước ra, lập tức rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt la giật cũng ngưng trọng hơn một chút. Đám người nguyên phương có chút khẩn trương nhìn tiêu thiên kia, nếu như lúc này hắn cũng muốn ra tay với bọn họ, vậy cục diện sẽ hoàn toàn bất lợi cho bọn họ rồi. Ngươi là ứng hoan hoan à, nhưng mà, trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ánh mắt của tiêu thiên kia lại dừng lại trên người ứng hoan hoan, chậm rãi mở miệng nói. Ứng hoan hoan khẽ trao cặp mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết người này. Mặc dù dựa theo tính cách của ta, sự việc hôm nay ta nhất định phải nhúng ta vào, nhưng lúc đầu ta đã từng nợ tỷ tỷ ứng tiếu tiếu, của người một cái nhân tình tiêu thiên thản nhiên nói. Nghe tiêu thiên nói như vậy, trong lòng đám người nguyên phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn ánh mắt đám người la giật và tô lôi thì trầm xuống, tiên nguyên cổ trùng này tuy quý hiếm chẳng qua đạo tông cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu vật này ta không cầm nổi các ngươi có hứng thú thì tự mà đi lấy đi ánh mắt lạnh lùng của tiêu thiên lại lần nữa đảo qua mọi người sau đó lại phiêu nhiên thối lui bộ dạng đó hiển nhiên là không có ý định ra tay ha <laughs> ha không ngờ ngay cả tiêu thiên ngươi cũng lo sợ tông phái siêu cấp la giật cười lạnh lùng giễu cợt nói tiêu thiên liếc mắt nhìn hắn trong mắt tuôn tràn hàn mang có điều lại không có ý để ý đến thôi được ngươi đã không có can đảm xen vào vậy thì để ta ta thật ra muốn xem xem cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này rốt cuộc có tư cách gì mà lại nói lời này trước mặt ta la giật bước ra một bước ngón tay chỉ về hướng lâm động trên khuôn mặt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng diễu cợt tiểu tử ngươi hôm nay nếu như ngươi có thể tiếp được mười chiêu của ta thì ta sẽ không nhúng ta vào việc này thế nào lâm động nhìn chằm chằm la giật chợt trên khuôn mặt cũng chậm rãi nhếch lên một đường cong lạnh lùng Chương 680 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên bầu trời, đông đảo ánh mắt đều hội tụ lại trên người Lâm Động, còn vẻ mặt La giật kia cũng cực kỳ âm trầm, hiển nhiên là bởi vì thủ đoạn lúc trước của Lâm Động mà trong lòng nổi lên sát ý. Trong suy nghĩ của hắn, với thực lực bát nguyên niết bàn của mình, muốn giết Lâm Động cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn cướp đồ vật thì cứ việc trực tiếp động thủ là được, còn làm ra mấy chuyện vô dụng này làm gì, chậm chạp như đàn bà. Nhưng mà, đối diện với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kia, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt lâm động lại càng trở nên dày đặc hơn, chợt hắn dương mắt nhìn la giật, cười lạnh nói. Xôn sao? Lâm động vừa nói ra những lời đó, trên bầu trời cơ hồ trong nháy mắt liền rộ lên âm thanh xôn sao. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, một tên tiểu tử chỉ mới cảnh giới ngũ nguyên niết bàn, không ngờ lại dám nói những lời như thế với la giật cường giả bát nguyên niết bàn chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn là đệ tử đạo tông thì sẽ khiến la giật vì thế mà sinh lòng kiêng kỵ sao hắc hắc đệ tử của đạo tông quả thực cũng ngày càng ngạo mạn đấy gã tiểu tử ấy biết la giật là ai hay không bộ cho rằng cái danh hiệu đồ tề là nói đùa thôi sao chọc giận la giật việc này e rằng không có dễ dàng kết thúc như vậy đâu một tên không biết trời cao đất dày những tiếng lầm bẩm ẩn chứa đầy sự châm biếm từ giữa không trung liên miên truyền ra không ít người chỉ chỉ trò trò lâm động mà đàm tiếu, trên vẻ mặt bọn chúng tràn ngập dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác. Sau lưng lâm động, đám người ứng hoan hoan cũng bởi vì những lời nói này của lâm động mà đưa mắt nhìn nhau. Có điều dẫu sao bọn họ cũng có chút hiểu rõ lâm động, biết rõ hắn không phải là người chân chính lỗ mãng. Hắn đã nói như thế, có lẽ cũng là suy nghĩ của chính mình, nhưng mà cái tên kia là nhân vật cường hãn bài danh thứ 6, trên tông phái thông tập bàng A. Hắc hắc, trong âm thanh ồn ào đầy trời kia, khuôn mặt vốn đã cực độ âm trầm của la giật lại càng thêm u ám hơn nhiều ánh mắt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm lâm động lại vô cùng quỷ dị không hề tức giận trái lại cười lạnh một cái chỉ có điều tiếng cười đó khiến người ta sởn hết cả gai ốc đúng là năm nay những tên ngu không sợ chết thật sự là không ít a à. la giật hướng về phía lâm động nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt dày đặc trong ánh mắt phản chiếu sự tàn nhẫn dị thường sáng bóng vị bằng hữu này nếu như lời này của ngươi một lát nữa vẫn còn có thể chính miệng nói ra vậy thì dũng khí của ngươi sẽ làm cho ta khâm phục a à, một thanh âm cười khẽ âm lãnh từ trong miệng la giật truyền ra một loại sát ý âm lãnh khiến cho người ta phải phát lãnh lặng yên lan tràn ra bốn phía xung quanh phốc nhưng mà ngay khi thanh âm la giật vừa dứt trên khuôn mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ mặt dữ tợn hung sát từng bước một bước ra thân hình trực tiếp quỷ dị biến mất Lâm động cẩn thận trong nháy mắt khi thân thể la giật biến mất đám người ứng hoan hoan khương côn cũng cảm nhận ra lập tức sắc mặt khẽ thay đổi vội vàng lên tiếng nhắc nhở thân thể lâm động phiêu phủ ở giữa không trong tinh thần lực trong nhất thời đã khoách tán ra cực mạnh sau đó đồng tử trong mắt ngưng tụ lại thân thể rời sang trái nửa tấc suy một bàn tay mang theo huyết khí đỏ rực giống như một thanh trưởng đao cực kỳ sắc bén nhanh như tia chớp từ bà vai lâm động lao vút xuống trưởng phong lướt qua nháy mắt đã cắt đứt một lọn tóc của lâm động hừ một trưởng thất bại, thân thể la giật cũng dần xuất hiện trở lại, cười lạnh một tiếng. Biến chém xuống thành chém ngang, bàn tay như đao cắt qua cổ họng lâm động. ầm lúc trưởng đao của hắn gần cắt vào yết hầu của lâm động, bàn tay lâm động cũng cực nhanh đưa ra, một tầng vảy màu xanh nhanh chóng bao phủ trên bàn tay, sau đó dùng một tay hung hăng bắt lấy bàn tay của la giật. Xoạt xoạt. Kính khí bén nhọn điên cuồng ăn mòn mạnh mẽ vào bàn tay của Lâm Động, nhưng mà ngay khi tiếp xúc với tầng vảy xanh dày đặc đó lại bùng nổ ra những tia hỏa hoa chói mắt sắc mặt lâm động đồng dạng có chút lạnh lùng, chợt tâm thần khẽ động, hoang kình hùng hồn trực tiếp theo lòng bàn tay tuôn ra dữ dội, nhanh chóng thẩm thấu vào bàn tay của la giật. Suy, trước sự thẩm thấu của hoang kình, bàn tay tràn đầy huyết khí kia của la giật cũng trở nên khô héo nứt nẻ ra. Hoang kình, hư, trình độ này mà cũng muốn ra tay với ta Ánh mắt la giật ngưng lại một chút, chợt cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động nguyên lực dồi dào mà cuồng bạo từ thân thể hắn điên cuồng gào thét lan tràn ra sau đó huyết khí trên cánh tay tuôn ra đúng là trực tiếp đánh tan tác luồng hoang kình kia sau đó lòng bàn tay nắm chặt lại huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một cây đao răng cưa lớn nhanh như chớp hung hăng từ đỉnh đầu lâm động đánh xuống la giật này ra tay cực kỳ tàn nhẫn hơn nữa trong tay còn ẩn chứa huyết khí mãnh liệt khí thế cực mạnh như vậy hiển nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ánh mắt lâm động lạnh như băng Hắn biết rõ ràng, nếu so sánh trình độ cường hoành của nguyên lực, hắn tự nhiên không bị kịp la giật với thực lực bát nguyên niết bàn, lập tức cũng không có ý định liều mạng. Mười ngón tay rất nhanh liên tục biến ảo, những luồng quang mang màu xanh rất nhanh lóe lên hóa thành một tầng vảy xanh và chạm với đại đao răng cưa kia. Leng keng leng keng, vô số tia lửa điên cuồng bắn ra tung tóe, Lực lượng trên thân cây đại đao răng cưa kia hiển nhiên cực kỳ hùng hồn, tầng vảy xanh rất nhanh đều bị chém đứt cả, nhưng mà nhờ vào chút ngăn cản này, thân thể lâm động rất nhanh bay lùi về sau, thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đại đao đó. Tiểu tử, như thế nào? Vẻ cứng cỏi kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đi đâu mất rồi? Một đao thất bại, vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt la giật lại càng nồng đậm hơn, lạnh lùng diễu cợt nói. Lâm động liếc mắt nhìn hắn, hàn quang trong mắt cũng đột nhiên tăng mạnh lên. Cục diện bây giờ đối với bọn họ mà nói tương đối vi diệu, đám người ở đây đối với tiên nguyên cổ trùng đều có chút lòng tham nhưng mà chẳng qua cũng vì sự tồn tại của đạo tông cho nên mới do dự không quyết nếu như trước mắt hắn lại bị la giật này đánh bại e rằng cái loại do dự của những người này sẽ hoàn toàn biến mất ngay chút tham vọng trong lòng những người kia cũng sẽ dần dần che lấp lý trí cục diện kia sẽ là cục diện gay go nhất mà cũng là điều lâm động không muốn nhìn thấy nhất Mấy năm nay hắn từng trải qua không ít cục diện khó khăn, tự nhiên rất rõ, những đối thủ trước mặt này đều là người hung sát trong tay tràn ngập huyết tinh, chỉ cần hắn thoáng lộ vẻ sợ hãi, e rằng bọn họ sẽ ngay lập tức trở thành một đám ác lang cuồng bạo, xông lên ăn thịt bọn họ không chừa ngay cả xương cốt. Cho nên vẻ lo sợ này cũng không thể dễ dàng để lộ ra. Mặc dù cái tên La Giật trước mắt này chính là nhân vật cường hoành bài danh thứ 6 trên tông phái thông tập bảng. Muốn cướp đồ từ chỗ của ta, người cũng phỉa để lại cho ta chút đồ chứ thân thể lâm động đang lui bước về phía sau đột nhiên dừng lại trong mắt lúc này cũng lộ ra hung quang hắn hít một hơi thật sâu hai tay lại nhanh như chớp biến ảo ra vô số những đạo ấn pháp theo sự biến ảo ấn pháp của hắn chỉ thấy chỗ mi tâm hắn lại xuất hiện một khe nứt màu xám sau đó khe nứt kia khẽ nứt ra một cái yêu nhãn tràn đầy vẻ hung thần ác sát kia cũng từ từ hiện ra soạt hoang vui yêu nhãn vừa xuất hiện một chùm tia sáng màu xám liền bắn thẳng về hướng la giật chùm tia sáng màu xám lao vút đến vẻ dữ tợn trên khuôn mặt la giật cũng ngưng trọng lại một chút chợt trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh hãi hiển nhiên là hắn có thể cảm nhận được từ đó một loại uy hiếp mạnh mẽ hào tiểu tử thì ra cũng có chút bản lĩnh la giật cười lạnh lùng tay cầm cây đại đao răng cưa chợt từ giữa yết hầu đột nhiên truyền ra một tiếng gầm cực lớn nguyên lực bàng bạc mạnh mẽ khởi động một đao phẫn nộ cực mạnh bổ xuống hưu một đạo đao mang huyết khí khổng lồ chừng 10 trượng mang theo khí, tức huyết tinh nồng nặc từ thanh đại đao trong tay la giật, bạo lược mà ra, sau đó hung hăng bổ xuống trên chùm tia sáng màu xám đó. Trong khoảnh khắc va chạm, năng lượng ba động cuồng mãnh điên cuồng thổi quét ra, khiến cho trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới bản thân Lâm Động chỉ có thực lực ngũ nguyên niết bàn, nhưng lại có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ đến như thế. Bị ngăn cản rồi sao? Lâm Động nhìn thanh đại đao răng cưa đang nằm trong tay la giật, hai mắt khẽ nheo lại, đây là lần đầu tiên hắn thi triển hoang vu yêu nhãn, công kích mà bị kẻ khác chặn lại, xem ra thực lực giữa hắn và đối phương tranh lệch thật không nhỏ. Tiểu tử này công kích thật quỷ dị. Mà ngay lúc lâm động thoáng kinh ngạc, trong lòng la giật cũng một phen chấn động. Lúc trước tuy rằng hắn đã đánh tan chùm ánh sáng màu xám quỷ dị ấy, nhưng bàn tay hắn lúc này cũng âm thầm rung lên một chút. Tiểu tử này có chút cổ quái, phải nhanh chóng giải quyết hắn thôi. La giật liếc nhìn về phía yêu nhãn ngay chỗ mi tâm của lâm động, trong lòng lại thoáng xẹt qua một tia bất an. Chợt ánh mắt hắn phát lạnh thân hình đột nhiên vút mạnh ra nguyên lực cuồng bạo của bát nguyên niết bàn hoàn toàn triệt để bộc phát ra hiển nhiên là muốn dùng toàn lực tiêu diệt lâm động lâm động mau tránh đi đám người khương côn vừa nhìn thấy bộ dáng này của la giật sắc mặt đã kịch biến vội vàng quát lớn hoang vu yêu nhãn của lâm động quả thực rất mạnh nhưng mà thực lực giữa hắn và la giật chênh lệch quá lớn thật sự muốn động thủ nhất định là lành ít giữ nhiều nhưng mà đối với tiếng quát này của bọn họ lâm động lại chậm rãi lắc đầu lúc này nếu như khí thế của hắn yếu đi e rằng những người vẫn còn tranh đấu giữa tham vọng và do dự kia sẽ bị tham vọng làm mờ đi lý trí hôm nay ta muốn xem xem bát nguyên niết bản rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào hàn mang trong mắt lâm động tuôn trào ra thủ ấn đột nhiên biến hóa đột nhiên chỗ yêu nhãn, trên mi tâm của hắn lại thẩm thấu ra một tia máu vô cùng quỷ dị, từng tia khí tức màu xám từ trong đó tuôn trào ra, trong mơ hồ, có một tiếng gào thét đáng sợ của một đầu dị thú viễn cổ, nào đó đã xuyên qua thời gian và không gian, buông xuống phiến thiên địa này. Hoang vụ yêu nhãn, linh hồn hoang thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.